Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 104 đến tập 111. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 107. Những lời này là lời Mộ Trường Phong nói ra. Dương Bách Xuyên nghe Mộ Trường Phong nói, cảm giác trong lòng mình trở nên lạnh lẽo. Ngươi, thật sự nghĩ vậy? Dương Bách Xuyên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tu chân vốn chính là luật rừng cá lớn nuốt cá bé, mỗi người tu đạo nói cho cùng đều truy đuổi làm sao để tăng tu vi bản thân lên, chỉ có tu vi của mình tăng lên mới có thể trở thành cường giả. Về phần những đệ tử đã chết kia đã trở thành quá khứ, bọn họ chết cũng không phải không có giá trị, ít nhất cái chết của bọn họ mở ra bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ, mặc dù người mở ra bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ không phải chúng ta, nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Những người chết giúp chúng ta mở ra bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ, kế tiếp chúng ta sẽ tranh đoạt với 9 con hồ ly tinh. Tài nguyên tu chân mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút đều đang diễn ra trong tu chân giới, chỉ có thể xem ai mạnh ai yếu, sư tổ không cần suy nghĩ quá nhiều, ta vẫn có một ít thủ đoạn, chờ một lát chờ 9 hồ yêu mở ra bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ, chúng ta cùng Hiên Viên Linh Hề liên thủ, cùng nhau tranh đoạt chắc chắn không chịu thiệt. Hiện tại ba người chúng ta liên thủ vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi Mộ Trường Phong nói xong, lại đặt ánh mắt về phía nữ tử áo tím đang ngồi trên ngai vàng, hay nói theo một cách khác là y đang chờ đợi thời điểm 9 hồ yêu mở ra bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ, sẽ xông lên tranh đoạt trước tiên. Dương Bách Xuyên nhìn Mộ Trường Phong nói chuyện, mặt mày y tỏ vẻ đương nhiên, hắn lại nhìn Hiên Viên Linh Hề, Khương Thế Long, Minh Du Nhiên và Mai Hoa Tiên Tử. Nhìn thấy ánh mắt giống như Mộ Trường Phong trên mặt bọn họ như cũ. Mỗi một người ở đây đều bày ra vẻ mặt giống nhau, từ trong ánh mắt mấy người bọn họ, Dương Bách Xuyên không tìm thấy một chút cảm xúc nào là nghĩ cho đồng môn, chỉ có sự thèm khát tràn ngập đối với bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ sắp mở ra. Không có lấy một người đi đồng tình với những đồng môn sắp bị hồ ly chín đuôi màu tím sắp huyết tế sẽ tan thành mây khói, sẽ vĩnh viễn tiêu tán thiên địa, thậm chí ngay cả cơ hội để siêu sinh cơ cũng sẽ không có. Trong mắt bọn họ lúc này chỉ có lợi ích. Tuy rằng lợi ích đó tạm thời vẫn đang là một ẩn số. Vô tình, tham lam, dục vọng, dã tâm. Những thứ xấu xí nhất trong nhân tính lúc này bại lộ trước mắt Dương Bách Xuyên. Đây chính là tu chân sao. Trong đầu hắn không ngừng xoay quanh những lời này. Bất chi bất giác nguyên thần của Dương Bách Xuyên đột nhiên chấn động. Ở đáy lòng hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói khác của chính mình. Đúng, đây chính là tu chân. Lạnh lùng, tàn khốc, vô tình, thậm chí tuyệt tình, đạo tu chân như thế không tu cũng được. Con mẹ nó con đường tu chân như thế thì cho dù ngày sau thật sự thành tiên thì có ích lợi gì. Giờ phút này không ai phát hiện trên người Dương Bách Xuyên có ma khí nhẹ nhẹ toát ra, chân khí toàn thân đều hỗn loạn, trong thức hải kinh lôi cuồn cuộn, nguyên thần dung chuyển. Mà nữ tử màu tím cũng đã ném mấy chục viên huyết cầu vào trong miệng Thạch Điêu Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Ngay sau đó Thạch Điêu bộc phát ra vầng sáng chói mắt vô cùng. Trong đại điện Mộ Trường Phong, Mai Hoa Tiên Tử, Khương Thế Long, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên tất cả đều nhìn chằm chằm vào Thạch Điêu Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương, trong ánh mắt tràn ngập dã tâm cùng khát vọng. Bọn họ đều biết 9 con hồ ly đang dùng tinh huyết hồn phách đệ tử đồng môn của mình hiến tế cho Thạch Điêu, mở ra bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ. Sau khi Thạch Điêu Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương bộc phát ra quang mang chói mắt, 9 con hồ ly nhanh chóng lui sang một bên, rời xa Thạch Điêu. Đám người Mai Hoa Tiên Tử cũng vận chuyển chân khí tăng cường phòng bị. Ngay sau đó lại thấy Thạch Điêu Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương sống lại chạy ra, trong hào quang vạn trượng, hóa thành một con cửu vĩ thiên hồ toàn thân trắng như tuyết. Lúc này sắc mặt của đám người Mai Hoa Tiên Tử đại biến, ai cũng không nghĩ tới một pho tượng đá sẽ sống lại. Mấu chốt là bức tượng đá này là ai? Mọi người đều biết Thạch Điêu là Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương sống lại, ai có thể đối phó? Mà như vậy đồng nghĩa tất cả mọi người đều phải chết. Cả đám người tâm thần chấn động thật lớn. Lúc này người bình tĩnh nhất chính là 9 con hồ ly, chỉ có chúng nó biết đây không phải là Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương chân chính, chỉ là lực lượng do Cửu Vĩ Thiên Hồ lưu lại mà thôi. Có thể nói đây là một viên yêu đan của Cửu Vĩ Thiên Hồ, một viên yêu đan tràn ngập lực lượng cường đại, một viên yêu đan mở ra bảo tàng Thiên Yêu Chi Chủ mà thôi. Ngay lúc này Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương sống lại vầng sáng toàn thân lần nữa phát tác,
trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Tất cả mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại. Đợi đến một lúc sau, lúc bọn họ lần nữa mở mắt ra thì phát hiện cung điện đã biến mất. Tất cả bọn họ xuất hiện ở bên trong tinh không vô tận, chỗ kỳ diệu là mỗi người bọn đang lơ lửng trong không trung, không có một ai rơi xuống. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, có 7 viên hạt châu sáng chói, nối liền nhau hình thành một hình tròn, nói đúng hơn là một cánh cổng. Vầng sáng 7 màu từ 7 hạt châu tạo thành hình tròn không ngừng xoay tròn chuyển động. Nhưng không thấy cửu vĩ thiên hồ. Lúc này bọn họ không một ai ở đây, bao gồm cả 9 con hồ ly. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn hạt châu chuyển động xoay tròn trên đỉnh đầu, tất cả mọi người rõ ràng, hẳn đây là thất tinh hành cung. Từ lúc ban đầu bọn họ tiến vào đại điện của hành cung thiên yêu đã nhìn thấy trên đỉnh đại điện là một vùng tinh hải, mà trong tinh hải chói mắt nhất là thất tinh, hoặc là nói là hành cung thất tinh. Lúc trước sau khi một con hồ ly 9 đuôi huyết tế thạch điêu thì thạch điêu cửu vĩ thiên yêu vương sống lại. Bây giờ đám người Mai Hoa Tiên Tử cũng hiểu rõ là thạch điêu cửu vĩ thiên yêu vương sống lại không phải thật, mà đó là một dạng năng lượng, một chìa khóa mở ra bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Rất rõ ràng chiếc chìa khóa này mở ra, sâu chuỗi lên thất tinh, hợp thành một cánh cổng thất tinh chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ, hoàn thành tái cấu trúc trong hành cung cửu vĩ thiên yêu vương cuối cùng. Mở ra cánh cửa bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Ánh mắt của tất cả mọi người đỏ bừng lên. Bảo tàng thiên yêu chi chủ để lại bên trong cánh cổng thất tinh tạo thành ngay trên đỉnh đầu, chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng có được. Đi vào. Trong yên tĩnh hồ ly màu tím giống to một tiếng, đột nhiên bay lên vọt vào trong cánh cổng. Ngay sau đó lại có một con hồ yêu vọt vào cánh cổng thất tinh. Hừ. Mai Hoa Tiên Tử cầm thông tiên lệnh trong tay không cam lòng yếu thế, gần như cùng lúc vọt vào với mấy hồ yêu. Sư tổ, cánh cổng bảo tàng mở ra rồi. Chúng ta mau tiến vào. Mộ Trường Phong vừa bay lên, còn không quên nói lớn với Dương Bách Xuyên đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong nháy mắt khi tất cả mọi người bay vào trong, cánh cổng thất tinh cũng biến mất không còn thấy đâu. Trong tinh không yên tĩnh, Dương Bách Xuyên vẫn ngơ ngác đứng đó, chỉ có điều lúc này toàn thân hắn phát ra ma khí. Chủ nhân chúng ta cũng... À, chủ nhân, ngài làm sao vậy? Đá Đả Tiên phát hiện Dương Bách Xuyên không bình thường. Vốn còn nghi hoặc những người khác đều đã vọt vào thất tinh cánh cổng, chủ nhân nhà mình sao còn thờ ơ thế này, nó sốt ruột kêu to, thế nhưng Đá Đả Tiên lập tức phát hiện ma khí quấn quanh trên người Dương Bách Xuyên. Lần này Đá Đả Tiên sợ hãi, kêu lên quái dị, trời ơi, là tâm ma. Chủ nhân mau tỉnh lại. Đá Đả Tiên bối rối, mỗi một tu sĩ bất kể là người hay yêu đều vô cùng rõ ràng tâm ma là cái gì. Nhìn thấy ma khí của chủ nhân mình phát tác. Đá Đả Tiên bị dọa tới vội vàng hô lên. Chủ nhân mau tỉnh lại, người nhập ma rồi. Liên tiếp những tiếng gọi giống như đá chìm đáy biển. Lúc này, Đá Đả Tiên biến thành hòn đá, dứt khoát bay lên đập về phía Dương Bách Xuyên. Gọi không tỉnh, dùng đá đập chắc là tỉnh nhỉ. Đá Đả Tiên bay lên đập về phía Dương Bách Xuyên. Bịch tương đương. Qua ây ya tôi luôn cái mạng già này rồi. Đá Đả Tiên đập lên người Dương Bách Xuyên. Giây sau, người kêu gào lại là bản thân nó. Thật ra, lúc Đá Đả Tiên đập trên người Dương Bách Xuyên đã bị ma khí bùng phát, bắn ngược trở lại. Ngay lập tức, Đá Đả Tiên đã bay ra mấy chục mét. Mặc dù đau đớn nhưng cũng xem như có hiệu quả. Ánh sáng xanh lóe lên, Đá Đả Tiên biến thành đứa trẻ mũm mĩm, trông thấy Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, còn cho rằng đã gọi được Dương Bách Xuyên, Thạch Thanh lập tức bay về phía chủ nhân của mình. Ở trong tinh không mọi thứ đều lơ lửng, không cần dùng tới pháp lực cũng có thể trôi nổi, phi hành cũng không bị cấm chế. Khi Đá Đả Tiên sắp bay tới cạnh Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên đã ngẩng đầu nhìn về phía nó. Chùa chủ như người nhập ma rồi. Đá Đả Tiên vui mừng, miệng gọi chủ nhân, nhưng đột nhiên nó phát hiện, ánh mắt Dương Bách Xuyên ngập tràn lạnh lẽo và sắc bén, cơ thể nó không khỏi run lên, gọi tiếng chủ nhân một cách mất tự nhiên, Đá Đả Tiên dừng cách Dương Bách Xuyên 5 mét. Lúc này, chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, Thạch Thanh, đừng tốn sức, tình huống của bổn chủ nhân rất tốt. Tốt sao? Đá Đả Tiên bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm có chút phát run, lúc này, toàn thân Dương Bách Xuyên đều là ma khí, sát khí cường đại làm Đá Đả Tiên sợ hãi. Ngay sau đó, nó nghe thấy Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với Đá Đả Tiên, cái gì mà ma đạo không ma đạo, con đường tu chân còn lãnh khốc vô tình như vậy, ma đạo còn có thể tệ tới đâu.
Tâm cảnh của Dương Bách Xuyên quả thật đã xảy ra biến hóa, hắn nhìn thấy đám người Mộ Trường Phong vì lợi ích mà xem nhẹ tình đồng môn, thậm chí còn không đáng giá lấy một xu. Bản thân hắn biết mình đã nhập ma, là tâm ma. Nhưng ý thức chủ của hắn vẫn tồn tại, chỉ là sự xuất hiện của tâm ma đã thay đổi tâm cảnh của hắn. Chủ nhân, Đá Đả Tiên không dám tới gần Dương Bách Xuyên, chỉ đứng từ xa gọi nhỏ. Cũng vì ma khí trên người Dương Bách Xuyên quá nồng đậm, vượt quá khả năng chống cự của Đá Đả Tiên. Dương Bách Xuyên không để ý tới Đá Đả Tiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thất Tinh Môn Hộ, khóe miệng lộ ra ý cười, ngay sau đó, Dương Bách Xuyên tung người nhảy lên, định bay vào trong cánh cửa. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng của sư phụ Vân Thiên Tà, thằng nhóc thối, mông còn lau chưa sạch, con muốn đi đâu? Dương Bách Xuyên cười gian trá, lão già chết tiệt, tôi còn tưởng ông sẽ không ra ngoài, sao nào, ông cũng muốn quản tôi. Nhưng dù cho có pháp lực thông thiên, ông có thể giết được tôi sao? Giọng điệu của Dương Bách Xuyên lúc này vô cùng tà ác, hơn nữa lời nói của hắn cũng không hề tôn trọng sư phụ mình. Đều gọi là lão đầu chết tiệt nhưng lại không giống nhau, bề ngoài thì nghe có vẻ như đang mắng người khác, nhưng thật ra đây là một loại trao đổi tình cảm giữa hai sư đồ bọn họ, vô cùng thân thiết. Nhưng lúc này, giọng điệu của Dương Bách Xuyên đã thay đổi, không có thân thiết, cũng không có kính trọng. Con là đồ đệ của ta, lẽ nào ta không quản được sao? Vân Thiên Tà trầm trọng nói. Ha ha quản, Dương Bách Xuyên cười châm chọc, hắn nói tiếp, quản thế nào? Tôi là tâm ma của cơ thể này, tôi có pháp lực vô biên, lẽ nào còn có thể giết tâm? Hay là nói, ông giết chết tôi? Giết con, sao ta phải làm như vậy? Vân Thiên Tà bình thản đáp lại một tiếng, ông dừng lại rồi tiếp tục nói, tâm ma mà thôi, tu sĩ nào cũng sẽ có. Vi sư cũng có tâm ma, nhưng cuối cùng cũng tự loại đi tâm ma của mình. Tâm ma là kiếp nạn mà mỗi một tu sĩ đều phải trải qua, chỉ là vi sư không ngờ tâm ma của con lại xuất hiện sớm như vậy. Hơn nữa, tâm ma là con là tâm ma, có gì khác biệt, vì sao lại phải giết? Tâm ma là mặt u tối của con, cũng chính là mặt tàn ác nhất, nhưng nó vẫn là một bộ phận của bản thân. Sinh linh vạn vật trên thế gian này, chỉ cần mở ra linh trí thì đều sẽ có tâm ma. Ai cũng đều có mặt u tối, chỉ là con người sinh ra lấy sức sống làm chủ, mặt u ám sẽ không nhảy ra, hiện tại tâm ma của con bùng phát, đơn giản là tâm cảnh chưa đủ, đạo hạnh chưa sâu mà thôi. Xuất hiện tâm ma là chuyện sớm hay muộn, nhưng với tu chân giả mà nói, tâm ma thường xuất hiện lúc độ đại thiên kiếp, người có sát nghiệp càng nặng thì lúc độ kiếp tâm ma sẽ càng lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hàng nghìn vạn tu sĩ độ kiếp nhưng lại chỉ có một người vượt qua. Hiện tại con xuất hiện tâm ma cũng xem như là chuyện tốt, chỉ ít thì trước khi độ kiếp cũng giải quyết được tâm ma, độ kiếp cũng sẽ không bị tâm ma làm loạn, vì sư tin con có thể khắc chế được bản thân, diệt trừ tâm ma của chính mình. Nghe Vân Thiên Tà nói vậy, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên ngắt lời, lớn tiếng nói, lão già chết tiệt, nói nhiều như vậy làm gì? Ông cũng biết tâm ma này cũng chính là ta, vì sao còn muốn diệt trừ? Con đường tu chân là đại đạo, lẽ nào ma đạo không phải? Sao còn muốn loại bỏ tâm ma? Ta chính là bản thân ta, sự tồn tại của ta chẳng qua là để bản tính trở về nguyên dạng mà thôi, sai ở chỗ nào? Tại sao phải bỏ? Hơn nữa tâm ma xuất hiện sẽ khiến thực lực của ta tăng gấp bội, đây là chuyện tốt với ta, người tu đạo trên thế gian này đều muốn diệt trừ tâm ma, sao lại không thể cùng tồn tại? Tâm ma cũng là bản tính, ông cũng nói đó là một mặt của ta, tại sao muốn diệt? Ông nói tâm ma u tối không ai, tính cách mỗi người đều sẽ có mặt tàn ác, bao gồm cả ông cũng thế, vậy thì có làm sao? Đây vốn dĩ chính là ta. U ám tàn ác là ta, tràn đầy tinh thần có chí tiến thủ cũng là ta, có gì sai? Chẳng qua chỉ thể hiện nơi sâu thẳm nhất từ trong nội tâm của ta mà thôi, ý thức, ký ức, đều sẽ không bị ảnh hưởng, cớ sao tâm ma của ta lại không thể tồn tại? Lúc nói chuyện, gương mặt Dương Bách Xuyên vô dùng giận dữ. Lúc này, Đá Đả Tiên đứng ở một bên đã bị dọa sợ, nó tự lẩm bẩm, xong rồi, người chủ nhân này chẳng những nhập ma, hơn nữa còn bị điên rồi, số nó sao mà khổ thế này, khó khăn lắm mới tìm được một chủ nhân, bây giờ nhập ma đạo, lại còn phát điên. Sau khi Dương Bách Xuyên giống giận, Vân Thiên Tà lại trầm lắng, một lúc lâu cũng không nói gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng, lão già, nói chuyện đi. Lẽ nào ta nói không đúng hay sao? Một lúc sau, Vân Thiên Tà mới thở dài nói, có lẽ con nói đúng,
tâm ma cũng là một phần của bản thân con, trên lý thuyết thì vẫn có thể tồn tại, giống như con nói, tâm ma sinh ra có thể khiến thực lực tăng gấp bội. Trong lịch sử tu chân giới từng có rất nhiều người đã thử không diệt tâm ma, mặc cho tâm ma tồn lại tu luyện, mục đích là để thực lực mạnh hơn, thậm chí có người suy đoán, tu luyện tâm ma thì đại đạo mới hoàn mỹ. Nhưng người tu luyện giữ lại tâm ma, tới cuối cùng đều thất bại, không có ai thành công, tất nhiên bọn họ sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng rồi đều chết cả, chết bởi vì ý thức hoàn toàn bị tâm ma chiếm giữ, hoặc có thể nói là bị mặt u tối của chính bản thân mình khống chế, tới khi tàn bạo đạt đến giới hạn cao nhất, dẫn tới tự hủy, hoặc là sau khi hoàn toàn hóa ma, trở thành quái vật hung ác chỉ biết giết chóc không có cảm xúc, khi đó sẽ bị tất cả mọi người đuổi giết, coi là đại ma. Nhưng .con là người có thiên phú nhất trong bốn đồ đệ của Vân Thiên Tà này, đồ đệ mà vi sư tự hào nhất, cũng là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp trong hàng trăm ngàn năm tu đạo, vi sư tin con có thể đi trên con đường của mình. NSUNG.vi sư biết, lúc này con là tâm ma, thế nên ta mới cảnh cáo con, không được nuốt chửng mặt còn lại, vi sư hy vọng con có thể giữ được cân bằng, nếu không vi sư sẽ tự tay hủy đi con tâm ma, đồ nhi của ta. Vi sư biết trong một khoảng thời gian ngắn, tâm ma của con sẽ không thể hủy đi mặt còn lại của mình, thế nên nhớ kỹ lời vi sư nói, đừng quên con còn có người thân, có vợ, còn cả con trai và con gái ở Sơn Hải Giới, nơi quê hương trái đất, con có phụ mẫu, còn .vi sư. Nói tới đây, giọng nói Vân Thiên Tà hơi run lên. Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời này, ma khí trên cơ thể dần ít đi, cảm xúc dường như cũng bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, ta còn có vợ con. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lúc Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm, ma khí trên người hắn đã tản đi, không còn dọa người như lúc đầu. Hắn nói, lão già chết tiệt, ông không cần phải uy hiếp ta, ta tuy là tâm ma nhưng cũng chính là bản thân này, ta sẽ không cho ông cơ hội diệt đi chính mình, sự tồn tại của ta không phải là không có ích lợi gì cho tu luyện. Thế nên ông không phải lo lắng ta sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Khi nói ra câu này, giọng điệu của Dương Bách Xuyên cũng không còn tràn đầy tàn bạo như trước, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vân Thiên Tà thở dài, đây là kiếp nạn của bản thân con, tâm ma giết tâm, vi sư cũng không giúp được con, điều mà ta có thể làm chỉ có, nếu như có ngày con hoàn toàn bị ma hóa, mất đi lý trí, khi đó vi sư sẽ tự tay diệt con. Ha ha, lão già chết tiệt. Ta sẽ không cho ông có cơ hội đó. Dương Bách Xuyên cười gian trá, hắn lúc này trở nên vô cùng tà khí. Thật ra, Dương Bách Xuyên cực kỳ rõ ràng về sự thay đổi của bản thân, hắn biết tâm ma bạo phát đã ảnh hưởng tới đạo tâm, tâm ma khiến hắn lộ ra mặt u tối, chỉ có giết chóc tàn ác, chính tà đối lập. Sau khi tâm ma bạo phát, mặt u tối áp chế mặt chính nghĩa. Nhưng cũng chỉ có vậy, không hề ảnh hưởng tới ký ức, chỉ là tâm tính đã thay đổi lớn. Lúc này, mặt u ám trong cơ thể đã chiếm thế thượng phong, nhưng từ sâu bên trong nội tâm của Dương Bách Xuyên, mặt chính nghĩa vẫn đang không ngừng chống chọi. Điều này đã khiến hắn vừa tà khí lại vừa nghiêm nghị. Dù cho thay đổi thế nào thì ý thức của hắn cũng chỉ có một, sẽ không biến thành hai. Tình huống hiện tại của hắn, nhìn qua thì giống như tâm thần phân liệt, nhưng bản chất không thay đổi, hắn vẫn là chính mình, chỉ là tính cách thay đổi lớn. Hắn hiểu rất rõ những gì lão đầu nói, cũng biết nếu như có một ngày mặt u ám kia hoàn toàn chiếm lấy mặt chính nghĩa, lão đầu thật sự sẽ giết hắn. Mặt u tối kia chỉ biết giết chóc, không có cảm xúc, còn mặt chính nghĩa lại thất tình lục đục, sự đối lập rất rõ ràng. Đúng như lão đầu đã nói, cả hai đều là bản thân hắn, một phần của đại đạo. Nếu như chính đạo không ngăn nổi mặt u tối, vậy thì cùng tồn tại thôi. Dương Bách Xuyên đã nếm thử. Dù là mặt u tối hay chính nghĩa thì đều có chung một mục tiêu là theo đuổi sức mạnh. Vậy nên hắn muốn cả hai cùng tồn tại. Dù sao thì hắn cũng đã nhìn thấy đám người Mộ Trường Phong đã vứt bỏ đồng môn vì lợi ích, cảnh tượng như vậy thì có khác gì với mặt u tối của hắn, nếu như đều là cầu đạo, tâm ma cũng là đại đạo, lợi ích như nhau, vì sao lại không thể cùng tồn tại. Sự bạo phát của tâm ma khiến Dương Bách Xuyên cảm nhận được sâu sắc, trong u minh giữa đất trời có một loại sức mạnh cuồn cuộn. Hay nói cách khác, một lực lượng siêu mạnh đã bộc phát ra từ hắn, cường đại hơn so với sức mạnh của bản thân lúc trước rất nhiều. Hắn biết đây chính là sức mạnh phát ra từ tâm ma của hắn, tận sâu từ đáy lòng, Dương Bách Xuyên mê mẩn cỗ lực lượng bùng phát này, vậy nên hắn mới muốn sống chung.
cầu một loại đạo khác. Hắn có cảm giác, mình có thể đi một con đường khác biệt. Mặc dù tâm ma bộc phát nhưng không hủy đi mặt chính nghĩa. Hắn vẫn có ý thức của bản thân, chỉ là trở nên tà khí hơn. Vân Thiên Tà lên tiếng, vi sư tung hoành một đời, gặp qua vô số người, có thể thu nhận con làm đồ đệ là ý trời, cũng là vận may của con. Hôm nay vi sư không diệt tâm ma, tạm thời tôn trọng lựa chọn của con, không phải chưa từng có người đi trên con đường ma đạo, nhưng không một ai thành công, nếu như con muốn thử, vậy thì tùy theo ý con. Có lẽ đây sự chuyển hóa của đạo tâm, đều là đạo, vi sư tin những lời này. Hoặc là người khác không thành công nhưng con có thể. Ha ha, lã đầu, lời kia có ý gì? Dương Bách Xuyên cười hỏi. Vân Thiên Tà trầm mặc một lúc rồi đáp. Bởi vì trên người con có bình càn khôn. Ba chữ bình càn khôn vang bên tai Dương Bách Xuyên giống như sấm sét, cơ thể hắn run lên, không biết từ lúc nào, ma khí trên cơ thể lại mờ nhạt thêm. Hắn nghe lão đầu nói tiếp, bình càn khôn thần bí như thế nào, không cần vi sư nói thì con cũng biết. Cho đến bây giờ, kỳ thực ta vẫn chưa hiểu hết được bí ẩn của bình càn khôn. Mặc dù bảo vật này là do vi sư tình cờ có được trong hoạn nạn, nhưng lại không phải chủ. Trong thời khắc hồn bay phách lạc, bình càn khôn đã thu nguyên thần của vi sư lại, cứ thế ôm lấy nguyên thần sống tạm bợ tới ngày hôm nay. Mặc dù nguyên thần của vi sư ở trong bình càn khôn, nhưng cũng chỉ ở một nơi nào đó trong bình càn khôn mà thôi. Năm đó, sau khi con lấy được bình càn khôn, nó đã nhận con làm chủ, đúng là vận mệnh trêu ngươi, vi sư liều mạng cũng không thể trở thành chủ nhân của bình càn khôn, vậy mà con chỉ là một người phàm, lại được nó đồng ý nhận con làm chủ. Thế nên có món chí bảo tối cao như bình càn khôn, có lẽ con sẽ không sao, hoặc là con có thể dùng được cả ma pháp, đây là thứ nhất. Thứ hai, ý thức hải của con vẫn còn niết bàn của Hồng Hoang Đệ Nhất Liên, thật ra, tới tận bây giờ, vi sư vẫn không thể nhìn thấu, nhưng sự tồn tại của nó đang bảo vệ nguyên thần cho con, giữa con và Hắc Liên là mối quan hệ cộng sinh, nếu chủ thức của con gặp nguy hiểm, ta nghĩ những đóa hoa sen kia cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, nó sẽ bảo vệ chủ thức không bị tiêu diệt. Thứ bây cần còn có vi sư bảo vệ, con là đồ đệ của Vân Thiên Tà, suy cho cùng, bắt đầu từ ngày sư đồ mình gặp nhau, vận mệnh của chúng ta đã định là sẽ cột vào nhau. Nếu như ông trời đã an bài cho sư đồ mình gặp được nhau, tất nhiên sẽ có lý riêng. Sau này, vi sư phải dựa vào con để sống lại, vậy nên nếu như có một ngày, chủ ý thức của con bị mặt u tối kia diệt đi, vi sư sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì khi chủ ý thức của con mất đi, vi sư cũng sẽ không còn. Thậm chí ngay cả Hắc Liên và bình càn khôn cũng sẽ diệt. Thế nên, có thể người khác sẽ không tu được ma đạo, nhưng còn có thể ơn nữa, vi sư còn là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn, nếu như không bảo vệ được ý thức chủ của con, vậy cái danh này chẳng phải chỉ để trưng bày thôi sao? Vân Thiên Tà nói với vẻ tràn đầy kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên cười đáp, lão đầu, nghe ý này, ông còn mạnh hơn tiên nhân ở tiên giới sao? Ha ha ha, lúc này, Vân Thiên Tà cười lớn tiếng. Qua một lúc, Vân Thiên Tà mới ngừng cười, sau đó nói với giọng điệu cực kỳ khinh thường và kiêu ngạo, tiên nhân tiên giới đứng trước mặt vi sư chẳng là cái thá gì. Cho tới nay, vi sư vẫn chưa kể cho con sự tích của mình, thật ra là sợ sau khi con biết được thì sẽ kiêu ngạo tự mãn, nếu hôm nay tâm ma của con đã bộc phát, hơn nữa lại lựa chọn sống chung với tâm ma, sau này sẽ không đi theo con đường bình thường, đúng lúc, vi sư cũng nói cho con biết chút sự tích của mình. Nói về tiên giới đi, có thể hình dung như thế này, người có thể ngang sức với vi phu ở cả tiên giới chỉ có ba lão già, bọn bỏ chính là tam đại tiên tôn của tiên giới. Tiên tôn là cấp bậc tối cao của tiên giới, người thống lĩnh tiên giới chính là tam đại tiên tôn, mà tán tiên chí tôn như vi sư cũng sự tồn tại tu luyện tới cấp bậc cao nhất của tán tiên, là người đã độ qua 12 lần tán tiên thiên kiếp, nói là cấp bậc cao nhất của tán tiên cũng không ngoa. Xét về tu vi cảnh giới, có thể đứng ngang hàng với tán tiên thập nhị kiếp chí tôn ở tiên giới cũng chỉ có tam đại tiên tôn, thế lực thống ngự tiên giới. Bọn họ là hoàng giả của tiên nhân, nhưng vi sư lại chính là vương giả trong lòng tất cả tán tiên, xét về thực lực hay địa vị, vi sư không hề thua kém ba lão giả kia, còn nói xem vi sư có lợi hại không. Dương Bách Xuyên nghe xong thì trợn trừng mắt, hắn không ngờ lão đầu nhà mình lại trâu bò như vậy, hắn ngơ ngác gật đầu nói, đúng là rất lợi hại. Ha ha, lợi hại thì đã sao? Không phải vẫn bị người khác tính kế, kết cục cuối cùng tàn hồn ở lại trong bình càn khôn, nếu như năm đó con không xuất hiện, sợ là đến bây giờ vi sư vẫn bị nhốt bên trong bình,
chôn sâu ở đồng cỏ quê nhà con. Vi sư hở, đáng tiếc, nói tới đây, giọng điệu của ông tràn đầy ý hận và bất lực, nhưng cũng không nói thêm. Đáng tiếc cái gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Không có gì, hiện tại tu vi của tiểu tử con quá yếu, đợi một ngày con tới tiên giới, tu vi của đạt đến đỉnh cao, sư phụ sẽ nói cho con biết. Hiện tại con vẫn nên nghĩ xem làm sao để giải quyết tâm ma và mặt chính nghĩa của mình đi, vì sư biết lúc này tâm ma của con đang chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vậy nên con cũng chớ đắc ý, sự bùng phát của tâm ma chắc chắn sẽ khiến sức mạnh trong cơ thể phát sinh dị biến, sẽ không ngừng áp chế mặt chính nghĩa của con. Nhưng tạm thời xem ra, tiểu tử con vẫn chưa có gì nguy hiểm, đúng dịp vi sư tặng con một phần đại lễ, nghe cho rõ đây, không nên đi vào thất tinh môn hộ trên đầu con hãy mượn sức mạnh dị biến của tâm ma để luyện hóa thất tinh. Bí mật lớn nhất của cả thiên yêu hành cung hay là thiên yêu chi chủ, thật ra chính là thất tinh, con luyện hóa thất tinh thì tự nhiên sẽ lấy được kho báu thiên yêu chi chủ, mấy người kia vào trong nhiều nhất cũng chỉ nhặt được mấy thứ lặt vặt, không luyện hóa thất tinh sẽ không lấy được kho báu. Nghe lão đầu nói vậy, cơ thể Dương Bách Xuyên run lên, luyện hóa thất tinh là kho báu của thiên yêu chi chủ. Sư phụ, người nhìn ra gì rồi? Dương Bách Xuyên truy vấn, từ lúc hắn bị nhốt ở thiên lô, đã nhớ rõ sư phụ nói muốn tìm yêu đan cửu vĩ thiên yêu vương gì đó, nói cái gì cửu hồ muội tử chế tạo ảo cảnh dựa vào yêu đan cửu vĩ thiên yêu vương. Mà lúc trước, Thạch Điêu sống lại liền hóa thành yêu đan, cũng không thấy lão đầu nói gì. Cuối cùng Thạch Điêu biến thành yêu đan cửu vĩ mở ra cánh cửa thất tinh. Tất cả mọi người đều cho rằng cánh cửa thất tinh chính là bảo vật của thiên yêu chi chủ. Nhưng bây giờ sư phụ lại nói, muốn để hắn đi luyện hóa thất tinh mới là bảo vật của thiên yêu. Chỉ nghe lão đầu nói, còn nhớ những bức bích họa ở đại điện thiên yêu hành cung không? Dương Bách Xuyên ngẫm lại nói, nhớ, tổng cộng có 9 bức bích họa, 7 bức bích họa là 7 đại thiên yêu vương. Hai bức khác rất mơ hồ, giống như bị người ta cố ý xóa đi. Tuy nhiên, bây giờ vi sư có thể xác định, trong hai bức bích họa mơ hồ kia, bức bích họa thứ 8 là cánh cửa thất tinh hiện tại trên đỉnh đầu con, bức thứ 9 là bảo vật của thiên yêu chi chủ, và bảo vật này là gợi ý để luyện hóa thất tinh. Vi sư quan sát qua, thất tinh chính là một thể, chỉ khi con luyện hóa thất tinh mới có thể làm cho nội dung bức bích họa thứ 9 tái hiện. Hiện tại nghĩ đến bức bích họa thứ 9 chính là bảo vật thiên yêu chi chủ lưu lại, vừa khéo sư phụ con có sức mạnh ma hóa, có thể thử luyện hóa thất tinh, giúp con một tay. Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên cười khanh khách nói, lão đầu chết tiệt người không sợ sau khi con luyện hóa thất tinh, sức mạnh tăng vọt, ma hóa hoàn toàn sao? Hừ, tiểu tử thúi, đừng nói đến hiện tại con còn chưa có ý thức ma diệt chủ lớn bao nhiêu, đến lúc đó nếu con dám, vi sư đương nhiên có cách trị con. Con thật sự cho rằng vi sư ở trong trạng thái tàn hồn thì không còn cách nào sao? Vân Thiên Tà mắng. Coi như người lợi hại, được rồi, so với những thứ khác, con càng cảm thấy hứng thú với việc luyện hóa thất tinh lấy được bảo vật chân chính của thiên yêu chi chủ, cần phải làm như thế nào mới có thể luyện hóa thất tinh? Dương Bách Xuyên có chút tà khí trong lúc nói chuyện, trên người luôn có từng tia ma khí vần quanh. Đơn giản, dùng toàn bộ sức mạnh của con bao phủ thất tinh, thúc đẩy ngọn lửa thần hồn. Cộng thêm phương pháp tế luyện tinh huyết để luyện hóa là được. Vân Thiên Tà thản nhiên nói. Ngọn lửa thần hồn, tế luyện tinh huyết, lão đầu chết tiệt, người đây không phải là muốn con chết sao? Dương Bách Xuyên nghiêng đầu nói. Sợ cái gì, có vi sư áp trận cho con, có cái gì không thể, bớt nói nhảm, mau bắt đầu đi, đêm dài lắm mộng. Vân Thiên Tà lại mắng. Được rồi, để con thử xem. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ con sợ người rồi. Ngay sau đó, hắn bay đến cánh cửa thất tinh và bắt đầu thi pháp. Cánh cửa thất tinh hình thành hình tròn rất lớn, đường kính ước chừng hơn 10 thước, Dương Bách Xuyên đẩy chân khí vào trong. Một lát sau, một lượng lớn chân khí màu đen không ngừng toát ra từ trong cơ thể hắn, dần dần bao bọc cánh cửa thất tinh ở bên trong. Chân khí màu đen chính là kết quả sau khi tâm ma của hắn bộc phát, dẫn đến chân khí đều trở thành ma khí đen, nhưng so với chân khí đen còn mạnh hơn chân khí lúc đầu của hắn gấp 3 lần. Sau khi thi triển chân khí hoàn toàn bao vây thất tinh, Dương Bách Xuyên lại dẫn động sức mạnh thần hồn bao phủ ở trên đó, rồi lập tức đốt ngọn lửa thần hồn, ngay sau đó lấy ra một giọt tinh huyết trong cơ thể để tế luyện thất tinh. Con đường luyện hóa chính thức bắt đầu. Tế luyện lớn đến mức này vô cùng hao tổn chân khí, thần hồn và tinh huyết, cơ hồ cứ cách vài phút lại lấy ra một giọt tinh huyết trong cơ thể để tế luyện.
Theo thời gian, thất tinh dưới sự bao bọc của chân khí đen của Dương Bách Xuyên không thể nhìn thấy, cũng dần dần trở nên nhỏ hơn. Từ diện tích đường kính hơn 10 mét, liên tục thu hẹp xuống còn 7-8 mét. 3 mét, 2 mét, mãi cho đến khi kích thước gần bằng quả dưa hấu, mới không còn thu nhỏ nữa. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng tiêu hao 7-8 phần pháp lực, thần hồn, tinh huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lúc này chỉ nghe sư phụ Vân Thiên Tà mở miệng nói, tiểu tử thúi, đưa thất tinh tới đây. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc này đã luyện hóa đến kích thước như quả dưa hấu, trong đôi mắt đen kịt như mực tỏa sáng, vô cùng tò mò và tham lam đối với thất tinh, dựa theo lời lão đầu nói, sau khi luyện hóa thất tinh mới là bảo vật chân chính của thiên yêu chi chủ. Lúc này Dương Bách Xuyên bộc phát tâm ma trở nên rất tham lam, nghe thấy lão đầu chết tiệt nói chuyện, không chút suy nghĩ đột nhiên nắm thất tinh vào trong tay. Ma khí tan đi, thất tinh lộ ra bộ mặt thật, hắn hoàn toàn luyện hóa thất tinh thành một quả cầu tròn 7 màu. Sau khi nắm trong tay, hai tròng mắt đen nhánh của Dương Bách Xuyên lóe lên, trong lòng mừng rỡ. Tuy nhiên, còn không đợi hắn hạnh phúc quá một giây, ngay sau đó sắc mặt bỗng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra rằng quả cầu 7 màu đột nhiên bắt đầu hấp thụ sức mạnh trong cơ thể của mình. Hóa ra luyện hóa đều đã khiến chân khí thần hồn tinh huyết bên trong hắn tiêu hao 7-7-8 phần, lúc này đột nhiên truyền đến sức mạnh cắn nuốt cực lớn, lần này Dương Bách Xuyên sợ rồi. Nếu cứ nuốt chừng như vậy, không phải hắn sẽ biến thành người bình thường sao? Vội vàng sợ hãi kêu lên, lão đầu nhanh chóng nghĩ cách đi, quả dưa hấu lớn này đang nuốt chừng sức mạnh cuối cùng của con. Nào ngờ vốn tưởng lão đầu sẽ ra tay, trước đó ông ấy cũng nói sẽ giúp hắn. Nhưng ngay sau đó liền nghe thấy lão già chết triệt cười ha ha, ta sẽ không ra tay đâu, tiểu tử con không phải rất có năng lực sao? Tự giải quyết đi. Đúng lúc để vi sư nhìn xem năng lực tâm ma của con. Nếu không có cách nào, vậy thì ngoan ngoãn bị đàn áp, ha ha ha, tiểu tử con chỉ là một tâm ma mà thôi, còn cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Còn dám uy hiếp vi sư, ha ha ha, vi sư cho tiểu tử con biết thế nào là gừng càng già càng cay. Vân Thiên Tà đắc ý cười to. Lão đầu, người lừa con. Dương Bách Xuyên hiện tại đã biết, có lẽ ngay từ đầu lão già chết tiệt đã gài hắn. Sư phụ lừa đồ đệ có gì lạ, huống hồ con là đồ nhi tâm ma của ta, không lừa con thì lừa ai? Ha ha! Ngươi đừng đắc ý, sức mạnh của ta sắp bị thất tinh nuốt cạn, Dương Bách Xuyên cũng sẽ chết. Dương Bách Xuyên hoặc là chính xác mà nói là tâm ma của Dương Bách Xuyên vẫn có ý đồ uy hiếp. Bất quá chỉ nghe Vân Thiên Tà thản nhiên cười nói, chuyện này không cần ngươi, đợi thất tinh nuốt hết sức mạnh, tâm ma sẽ yếu dần, đến lúc đó vi sư đương nhiên có cách giúp đồ nhi chiếm thế chủ động, hoàn toàn trấn áp ngươi. A hát, đáng ghét. Ngay sau đó, toàn thân hắn run rẩy. Lúc này chỉ thấy bình càn không trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên lóe sáng, sau đó truyền đến giọng của Vân Thiên Tà, tiểu tử thúi còn không thức tỉnh, muốn đợi khi nào. Một tiếng mắng vang vọng cả tinh hải. Ngay cả đả tiên thạch cách đó không xa cũng nghe được, trong cơ thể chủ nhân Dương Bách Xuyên truyền ra một giọng nói giả nua tràn ngập uy nghiêm. Đả tiên thạch bị dọa đến run lên, kinh hô, đây là... Trong cơ thể chủ nhân có đại năng. Thân là thiên địa kỳ thạch đã tồn tại rất lâu, kiến thức bất phàm. Lúc trước sau khi Dương Bách Xuyên bộc phát tâm ma, đả tiên thạch không dám tới gần, chỉ là nhìn thấy chủ nhân toàn thân ma khí một mình lẩm bẩm, sau đó lại luyện hóa cánh cửa thất tinh. Lúc này nghe được thanh âm già nua trong cơ thể hắn đả tiên thạch liền biết, trong cơ thể chủ nhân Dương Bách Xuyên có một người khác tồn tại, có lẽ là một đại năng vô thượng. Bởi vì tiếng mắng vừa rồi, mang theo chân ngôn của thiên đạo. Đả tiên thạch không dám nói chuyện, lặng lặng đứng ở xa nhìn, chỉ thấy sau khi giọng nói này qua đi, ma khí trên người Dương Bách Xuyên hoàn toàn biến mất, mà ánh mắt của hắn cũng khôi phục bình thường. Ngay sau đó chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói, lão đầu mau nghĩ cách đi. Thất tinh sắp nuốt chửng con rồi. Giờ phút này Dương Bách Xuyên thật sự đã trở lại, tâm ma u ám bị Vân Thiên Tà âm trị một phen, lúc này hắn phản kích, trấn áp tâm ma. Nhưng sau khi ý thức trở lại bình thường, lại phát hiện thất tinh trong lòng bàn tay quả thật sắp nuốt chửng hắn, không khỏi sốt ruột. Tiểu tử thúi cuối cùng cũng về rồi. Vân Thiên Tà mắng một tiếng, nhưng trong giọng nói cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói, yên tâm đừng lo một chút. Bình càn khôn ắt có biện pháp đối phó. Quả nhiên theo lời lão đầu nói, bình càn khôn lóe sáng nhất thời một cảm giác cực nóng truyền ra từ cánh tay trái, bắt đầu cắn ngược lại thất tinh.
Thất tinh trong tay sau khi luyện hóa thành một thể bảy màu, nhưng Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh không gì sánh kịp của thất tinh, bắt đầu cắn nuốt sức mạnh của hắn, nhưng so với sức hấp thụ của Bình Càn Khôn thì đúng là không đáng nhắc tới. Sau khi Bình Càn Khôn phát huy sức mạnh, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận sức mạnh của thất tinh đã dừng lại, có thể nhận thấy rõ ràng, một sức mạnh thật lớn do Bình Càn Khôn cắn nuốt thất tinh mà có, từ cánh tay của hắn tiến vào Bình Càn Khôn. Tiểu tử thúi đừng ngây ra đó nữa, mau vận công pháp bổ sung sức mạnh đã mất đi, sức mạnh của thất tinh không đơn giản, con vốn là chủ nhân của Bình Càn Khôn, có thể cộng hưởng sức mạnh thất tinh, và lại con cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Dương Bách Xuyên còn đang ngây ngốc, giọng của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu, Dương Bách Xuyên phản ứng lại, vội vàng vận công pháp hấp thu sức mạnh thất tinh, xem như mượn ánh sáng của Bình Càn Khôn. Lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu hấp thu. Sức mạnh của thất tinh bị Bình Càn Khôn cắn nuốt hấp thu được, vượt qua tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Đúng như lão đầu nói, hắn xem như là cướp chân khí từ tay Bình Càn Khôn, bất quá cũng đúng như lão đầu nói, hắn là chủ nhân của Bình Càn Khôn, cũng không tính là cướp đoạt. Dù sao ở trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, sức mạnh của thất tinh bị Bình Càn Khôn cắn nuốt mà ra có thể nói là một lượng lớn, cũng đủ để hắn khôi phục sức mạnh đã mất đi. Vỏn vẹn nửa canh giờ, Dương Bách Xuyên đã lấp đầy tử phủ hao tổn chân khí, hơn nữa cũng không dừng lại, còn đang tiếp tục hấp thu. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Lần này coi như là trong cái rủi có cái may. Tâm ma đột ngột bộc phát, không hề báo trước. Đối với tâm ma cùng lão đầu mà nói, Dương Bách Xuyên giống như một người ngoài cuộc nhìn thấy, đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng hắn lại không có cách nào. Bởi vì tâm ma chính là chính hắn, cũng có thể nói là nội tâm của hắn. Mặc kệ là mặt tối hay là mặt chính nghĩa đều là chính hắn, Dương Bách Xuyên ý thức rất rõ ràng những thứ này. Thế nhưng sau khi tâm ma bộc phát, hắn triệt để áp chế đi mặt chính nghĩa, ý thức u ám càng lúc càng tăng, ý thức chủ là mặt chính nghĩa như hắn cũng chỉ có thể nhìn. Hắn cũng biết nếu để mặc mặt đen tối tiếp tục phát triển, tất cả tình cảm của hắn sẽ bị một mặt tối triệt để cắn nuốt, đến lúc đó sẽ thật sự hóa ma. Tâm ma là một loại ý thức của bản thân, là một sự tồn tại khó giải thích, tất cả tu sĩ đều có tâm ma, đều biết tâm ma tồn tại, thế nhưng không ai có thể nói rõ tâm ma rốt cuộc là gì. Nhận thức và lý giải của mọi người đối với tâm ma chỉ dừng lại ở tâm tối, tham lam, lệ khí, giết chóc, dừng lại ở tâm ma xuất hiện phải chạm tâm ma. Nhưng cũng như lão đầu nói, tâm ma cũng là một phần của bản thân và đại đạo, có người từng có ý đồ giữ lại tâm ma, bởi vì tâm ma bộc phát khiến sức mạnh tăng lên, ý đồ giữ lại tâm ma để tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, không ai có thể khống chế tâm ma. Bóng tối và công lý là kẻ thù bẩm sinh. Nhưng mà sau lần bộc phát tâm ma này, Dương Bách Xuyên mơ hồ có một cảm giác, có vẻ như hắn có thể giữ lại tâm ma. Tất nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, hắn không dám xác định. Bất quá trước đó, sau khi tâm ma bộc phát, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được một loại khoái cảm chưa từng có. Một loại khoái cảm từ trong lòng bộc phát ra, hắn rất thích cái loại khoái cảm không thể nói rõ này. Cho nên lúc lão đầu lừa tâm ma, hắn vốn có thể triệt để chạm tâm ma. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ là trấn áp tâm ma sâu trong đáy lòng, Dương Bách Xuyên có cảm giác, một ngày nào đó tâm ma sẽ có tác dụng lớn, tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Dù sao con đường tu chân chính là đang không ngừng mạo hiểm, hắn đi trên con đường này, thật ra là đang không ngừng trải qua sinh tử. Cho nên hắn giữ tâm ma lại. Lại nói tiếp, đúng thật là thiệt thòi cho sư phụ rồi, nếu không hắn sẽ bị tâm ma từ từ cắn nuốt. Tâm ma nói lão đầu lừa hắn, thực sự đúng là lão đầu lừa hắn. Tâm ma giả dối, nhưng nói cho cùng là tâm ma của Dương Bách Xuyên, là một phần của hắn, mà hắn tu đạo mới có bao nhiêu năm tháng. Làm tròn cũng không tới 500 năm. Nhưng lão đầu lại là nhân vật vô thượng, tu đạo có không biết bao lâu rồi, lão đầu muốn thu thập một cái tâm ma dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác lại không dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất. Mà là lựa chọn bẫy, đợi tâm ma bộc phát sức mạnh tặng cho hắn một món quà lớn, luyện hóa thất tinh. Cách làm này của ông ấy đúng là nhất tiễn song điêu. Mượn sức mạnh tâm ma để luyện hóa thất tinh, tiêu hao sức mạnh tâm ma để cho ý thức chủ trấn áp tâm ma, lại chiếm được sức mạnh trong thất tinh thỏa mãn Bình Càn Khôn. Có thể tưởng tượng lần này Bình Càn Khôn hấp thu sức mạnh của thất tinh sau đó sẽ thăng cấp, có thể giúp hắn không mất sức mạnh mà còn tăng thêm,
còn có thể nhân cơ hội tăng lên. Cuối cùng cũng là một điểm quan trọng nhất, luyện hóa thất tinh, theo lời của lão đầu nói có thể đạt được bảo vật chân chính của thiên yêu chi chủ, mà Mai Hoa tiên tử cũng không chiếm được, bởi vì bảo vật thiên yêu chân chính là luyện hóa hợp nhất thất tinh. Lại nói tiếp lúc này Mai Hoa tiên tử còn ở trong thất tinh, cho nên lão đầu đã đánh một ván cờ lớn, chung quy vẫn là gừng càng già càng cay. Tâm ma bị lão đầu gạt cũng quá đỗi bình thường. Hiện tại Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được lão đầu này đáng sợ đến mức nào, có thể nói từ khi tâm ma xuất hiện ông ấy đã bắt đầu răng bẫy, từng bước đan xen, quả thực lợi hại. Thất tinh còn mạnh hơn cả tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, qua hơn 3 canh giờ, tử phủ của Dương Bách Xuyên đã đầy chân khí, nhưng Bình Càn Khôn còn tiếp tục hấp thu sức mạnh trong thất tinh. Mà hắn không thể không dừng lại, bởi vì nếu cứ hấp thu tiếp, hắn sợ sẽ bạo thể mà chết, tử phủ vụ hóa chân khí bước tiếp theo chính là viên mãn, nhưng Dương Bách Xuyên biết không độ đại thiên kiếp tử phủ vĩnh viễn sẽ không viên mãn, vụ hóa chân khí đạt tới 9/9 đã là cực hạn, nhiều hơn nữa hắn sẽ tiêu hóa không được. Bất quá Bình Càn Khôn vẫn hấp thu sức mạnh to lớn của thất tinh như trước, lần này hơi lâu, là lần lâu nhất mà hắn từng thấy. Cho nên có thể tưởng tượng được sức mạnh thất tinh rốt cuộc lớn đến mức nào. Dương Bách Xuyên sau khi thu lại công pháp, lúc này mới mở miệng hỏi sư phụ nói, lão đầu, thất tinh dung hợp rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh? Hoặc là nói là sức mạnh gì, Bình Càn Khôn và con đều đã hấp thu lâu như vậy, còn chưa dừng lại, liệu có sao không, còn có Mộ Trường Phong bọn họ tiến vào cánh cửa thất tinh, liệu có nguy hiểm không, hay là sức mạnh của họ có bị Bình Càn Khôn hút khô? Tiểu tử đừng bận tâm, lo cho chính mình đi, sao không nhân cơ hội trảm tâm ma mà còn giữ lại? Chờ hắn xuất hiện lần nữa gây rắc rối cho con sao? Vân Thiên Tà nguyền rủa. Dương Bách Xuyên không nói hắn cảm thấy tâm ma còn có tác dụng với mình, nếu nói hắn biết sẽ bị lão đầu mắng, cho nên trợn trắng mắt nói, không phải là con chưa kịp sao, dù sao đã trấn áp tâm ma, sau này có thể trảm lúc nào cũng được, sẽ không sao đâu, ai nha, người nói con nghe chuyện thất tinh đi, Mộ Trường Phong bọn họ đều ở bên trong. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên chuyển đề tài. Hừ, tương đương Vân Thiên Tà hừ lạnh một tiếng mới nói, thất tinh chính là sức mạnh của thất đại thiên yêu vương, luyện hóa dung hợp vào sức mạnh ẩn chứa tự nhiên khổng lồ, điểm này không có gì lạ, con đừng lo Bình Càn Khôn không chịu được sẽ hỏng, dù là gấp 10 lần trăm lần đối với Bình Càn Khôn mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát. Về phần những người tiến vào thất tinh, đương nhiên cũng sẽ không sao, thất tinh hành cung vốn có không gian, lúc này thất tinh dung hợp nhưng không gian bọn họ đi vào sẽ không bị ảnh hưởng. Chờ Bình Càn Khôn hấp thu xong thất tinh, dung hợp thất tinh biến mất, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Vân Thiên Tà trung quy vẫn là giải thích một câu. Lão đầu người nói như vậy, thất tinh này bị Bình Càn Khôn hấp thu sức mạnh xong sau đó sẽ không còn tác dụng gì nữa sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Sức mạnh vô nghĩa đều bị Bình Càn Khôn hút khô, có thể còn tác dụng gì nữa? Vân Thiên Tà khó chịu nói. Ách, lão đầu người nói như vậy, bảo vật của thiên yêu chi chủ đâu? Dương Bách Xuyên hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Lúc này Vân Thiên Tà cười ha ha nói, chờ đi, vi sư cũng chỉ là cảm ứng được một chút tin tức, chờ Bình Càn Khôn hấp thu sức mạnh thất tinh xong, thất tinh tiêu tán, chính là lúc bảo vật của thiên yêu chi chủ xuất hiện. Không phải chứ lão đầu, nề cứ như vậy, thất tinh tiêu tán, đến lúc đó bảo vật của thiên yêu chi chủ sẽ xuất hiện, nhưng Mộ Trường Phong cùng cửu hồ yêu cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó con còn có cơ hội tranh đoạt bảo vật của thiên yêu chi chủ sao? Dương Bách Xuyên có chút gấp gáp nói. Ha hát, tiểu tử thúi, vi sư nói muốn tặng con một món quà lớn, món quà này đương nhiên là bảo vật của thiên yêu chi chủ, vi sư đương nhiên cũng có tính toán của vi sư, cũng đừng hỏi nhiều, đến lúc đó con sẽ biết. Vân Thiên Tà nói đến đây, ngữ khí thay đổi, chuẩn bị đi, thất tinh sắp tiêu tán rồi. Dương Bách Xuyên vừa nghe, quả nhiên cảm nhận được Bình Càn Khôn dừng hấp thu lại. Sau một khắc kim quang cánh tay trái hắn chợt lóe. Cảm nhận rõ ràng Bình Càn Khiên hơi chấn động. Sau đó là một tiếng động lớn, thất tinh trong lòng bàn tay bộc phát ra hào quang chói mắt vô cùng chói mắt. Thất tinh biến mất khỏi lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên trong ánh sáng chói mắt. Sau khi bị Bình Càn Khôn hoàn toàn thôn phệ sức mạnh nội chủng, đã hoàn thành sứ mệnh. Trong nháy mắt thất tinh biến mất, bảo tàng thật sự của thiên yêu chi chủ cũng mở ra. Sau khi ánh sáng chói mắt qua đi, Dương Bách Xuyên mở đôi mắt ra. Nhìn thấy xung quanh xuất hiện từng bóng người, trong ánh mắt từng người đều tràn đầy sự ngỡ ngàng. Những người này chính là Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên,
Mai Hoa tiên tử, Khương Thế Long và cả chín hổ muội bước vào cửa thất tinh lúc trước. Thất tinh biến mất, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngoài ra là bầu trời sao cũng biến mất theo, Dương Bách Xuyên phát hiện mọi người đều xuất hiện trong đại điện ban đầu lúc bọn họ mới bước vào. Giờ phút này đại điện hành cung thiên yêu vẫn là dáng vẻ cũ, chín bức tranh treo tường vẫn tồn tại. Có điều hai bức khoa tay múa chân lại rõ ràng hơn rồi, Dương Bách Xuyên nhìn qua, nội dung của bức tranh treo tường thứ 8 lúc trước chính là cảnh tượng thất tinh hợp nhất, còn bức cuối cùng thì xuất hiện một cái kén có hào quang 7 màu. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, nghĩ tới cái kén hào quang 7 màu này rất có thể chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Từ lúc bắt đầu, hai bức cuối của nhóm 9 bức tranh trong đại điện chính là mơ hồ không rõ ràng, bây giờ sau khi thất tinh tiêu tan lại hiện ra rồi, điều này đã chỉ rõ đáp án. Cái kén 7 màu này chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không biết sốt cuộc cái kén 7 màu này là thứ quỷ gì. Lúc nào đó, ánh mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên ngưng lại nhìn ánh sáng yếu ớt lấp lóe ở trung tâm đại điện, ngay sau đó con ngươi của hắn co lại. Nhìn thấy chỗ cách trung tâm đại điện 3 mét có treo lơ lửng một cái kén to hào quang 7 màu, trông đường kính phải đến 1 mét, quan sát 7 màu yếu ớt đẹp đẽ thần bí. Đấy không phải đồ án trên bức tranh treo tường thứ 9 à? Như vậy, Dương Bách Xuyên đã biết cái kén to 7 màu này chính là bảo tàng thiên yêu. Có thể nói tất cả đều xảy ra thay đổi lớn, tất cả đều trở nên sáng tỏ, cũng đều trở về điểm khởi đầu. Tất cả mọi người cũng đều phát hiện, tụ tập lại với nhau. Dương Bách Xuyên phát hiện kén 7 màu, tất nhiên người khác cũng phát hiện bí mật này. Sau sự mơ màng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, bao gồm cả 9 hổ muội. Gần như trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đặt trên kén 7 màu lơ lửng ở trung tâm đại điện. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy lửa nóng, bọn họ không có một ai là kẻ ngốc, sau khi thấy tình hình trong đại điện, thì đều hiểu kén 7 màu này chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Dương Bách Xuyên coi như là người chiếm hết tiên cơ, phản ứng nhanh hơn bất cứ ai có mặt ở đây, ngay lập tức đã xông về phía kén 7 màu lơ lửng ở trung tâm đại điện. Hừ, thế nhưng người thứ hai phản ứng rất nhanh là Mai Hoa tiên tử, lúc Dương Bách Xuyên xuất phát xông về phía kén 7 màu, Mai Hoa tiên tử hừ lạnh, rồi cũng mau chóng xông qua. Nàng ta giơ cái tay cầm thông tiên lệnh bộc phát ra một kiếm ánh sáng trắng giống như kiếm khí, thình lình chém giết đối với Dương Bách Xuyên. Lúc ra tay với Dương Bách Xuyên, trong lòng Mai Hoa tiên tử có sát ý vô biên, tình hình bây giờ rõ ràng, bảo tàng của thiên yêu chi chủ đã xuất hiện, không còn gì phải kiêng dè nữa, nàng ta nhất định phải có được kén 7 màu, ra tay với Dương Bách Xuyên chính là sát chiêu. Có thể giết Dương Bách Xuyên coi như đã giải được ân oán lúc trước, nàng ta sẽ không để Dương Bách Xuyên có được bảo tàng của thiên yêu chi chủ, sẽ không để bất cứ ai có được. Vốn cho rằng bảo tàng của thiên yêu chi chủ sẽ ở trong cửa thất tinh. Nào ngờ sau khi bọn họ bước vào cửa thất tinh lại phát hiện một nơi xung quanh đầy sương mù tầm nhìn chưa đến 10 mét, đâu có bảo tàng thiên yêu gì. Ngay lúc từng người bọn họ tìm kiếm xung quanh, lại cảm thấy một đợt trời đất quay cuồng, đợi khi mở mắt lần nữa, đã phát hiện bản thân trở về trong đại điện rồi, mà Dương Bách Xuyên và kén 7 màu cũng xuất hiện, tất cả cái khác đều biến mất không thấy đâu. Nhưng mà sau khi thấy hai bức tranh treo tường cuối cùng ở trên tường của đại điện, nháy mắt Mai Hoa tiên tử đã hiểu kén 7 màu chính là bảo tàng thiên yêu. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ từ không gian thất tinh trở về đại điện, hai bức tranh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng, bảo tàng của thiên yêu chi chủ cũng đã xuất hiện ở trong đại điện. Nhưng mà Mai Hoa tiên tử không suy nghĩ sâu xa, lúc nàng ta thấy Dương Bách Xuyên thì đã biết sự việc có thể liên quan tới Dương Bách Xuyên, cụ thể là thế nào thì nàng ta không đoán ra được. Mà sau khi thấy Dương Bách Xuyên xông về phía kén 7 màu, nàng ta đã biết nàng ta nên chém giết rồi. Tranh đoạt kén 7 màu hoặc nói là bảo tàng của thiên yêu chi chủ, lúc này đánh giết sinh tử thật sự đã bắt đầu. Dù sao nàng ta nhất định phải có được, càng muốn giết Dương Bách Xuyên. Vừa ra tay đã không giữ lại thực lực, trực tiếp sử dụng thủ đoạn thông tiên lệnh để thúc đẩy uy lực đến lớn nhất, muốn dùng thế sấm vang chớp giật để giết chết Dương Bách Xuyên, có được kén 7 màu. Thế nhưng Dương Bách Xuyên và Mai Hoa tiên tử vừa cử động, người khác và chín hổ muội cũng đều xuất phát nhanh như điện, ai nấy đều muốn có được kén 7 màu, mọi người đều biết cái kén này mới là bảo tàng của thiên yêu chi chủ chân chính. Cả đại điện bộc phát từng khí tức mạnh mẽ. Một trận hỗn chiến bắt đầu. Đương nhiên chủ yếu là bên nhân tộc đại chiến với chín hổ muội.
Chín hổ muội là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương đắc đạo, nhưng cũng là thực lực không thể xem thường. Còn về chém giết giữa Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử đã bắt đầu. Mai Hoa Tiên Tử vừa ra tay với Dương Bách Xuyên đã là sát chiêu không hề giữ lại chút nào. Tất nhiên Dương Bách Xuyên cũng không phải quả hồng mềm, sau khi hắn chưa từng bộc phát tâm ma, cảm chi rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều, lúc cảm nhận được Mai Hoa Tiên Tử tập kích sau lưng, hắn lại hừ lạnh, kiếm nổ long trong tay đột nhiên chém một kiếm về phía sau lưng. Dương Bách Xuyên không kiêng dè đối với Mai Hoa Tiên Tử, ra tay cũng là một kiếm bát hoang quy nhất uy lực mạnh nhất, một kiếm này cũng là toàn lực. Một kiếm khí sáng chói đột nhiên bộc phát ra từ trên kiếm đổ long chém về phía Mai Hoa Tiên Tử. Mà trên thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử bộc phát ra là tiên lực, mặc dù không phải tiên lực tinh khiết, nhưng cũng không thể xem thường. Kiếm khí của Dương Bách Xuyên và tiên lực thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử đan vào nhau. Ngay sau đó, trong tiếng đinh tai nhức óc, dao động năng lượng mạnh mẽ nổ ngược lại từ chỗ kiếm khí và tiên lực của hai người. Từng dao động năng lượng mắt thường có thể thấy dập dần ra ngoài. Trong tầm nhìn của Dương Bách Xuyên, hắn thấy kiếm khí của mình va chạm với một ánh sáng trắng bộc phát từ thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử, kiếm khí của hắn lại không thể ngăn chặn ánh sáng trắng của đối phương, chốc lát đã tiêu tan không còn tăm hơi. Giờ phút này trái tim Dương Bách Xuyên chấn động mạnh, lúc trước hắn từng giao thủ một kích với Mai Hoa Tiên Tử, biết uy lực của sức mạnh thông tiên lệnh trong tay nàng ta có thể ngăn chặn uy lực kiếm đồ long của hắn. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ hai bên ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ thấy một kiếm của kiếm đồ long bị nàng ta hóa giải, Dương Bách Xuyên đã biết lúc trước Mai Hoa Tiên Tử vẫn còn giữ lại thực lực, giờ phút này nàng ta thể hiện ra chắc mới là thực lực thật sự của nàng ta. Chỉ thấy sau khi kiếm khí của hắn bị hóa giải, ánh sáng trắng thông tiên lệnh tỏa ra của Mai Hoa Tiên Tử lại trở nên ảm đạm, gần như đã tiêu tan, nhưng cuối cùng vẫn chưa tiêu tan, mà xông về phía hắn. Chớp cái đã đến. Cộng thêm dao động năng lượng mạnh mẽ của một kích hai người bộc phát ra, Dương Bách Xuyên đã bị uy lực còn lại từ thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử làm ảnh hưởng tới cơ thể, bay ngược ra ngoài. Có điều cũng chỉ như vậy thôi, vẫn nằm trong sức chịu đựng của hắn. Sau khi hắn bị làm ảnh hưởng bay ngược ra ngoài hơn 20 mét, đụng vào một cây trụ ngọc trắng ở đại điện mới dừng lại, nhưng lại cảm nhận được uy lực còn lại của ánh sáng trắng Mai Hoa Tiên Tử phát ra đã đánh thẳng vào tử phủ của hắn. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên giật mình, uy lực thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ quỷ dị, nếu như chui vào trong người thì không ổn rồi. Dương Bách Xuyên vội vàng thúc giục chân khí muốn ngăn chặn sức mạnh này ra ngoài. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được chỗ sâu trong tử phủ có chút khí đen hoặc nói là ma khí dập dần xuất hiện, nhắm vào sức mạnh màu trắng này của Mai Hoa Tiên Tử. Ngay sau đó đã xảy ra một cảnh thần kỳ. Dương Bách Xuyên lập tức nhìn vào bên trong, sau khi chút ma khí ở sâu trong tử phủ của hắn xông ra ngoài va chạm với sức mạnh của Mai Hoa Tiên Tử, trong nháy mắt đã phát ra âm thanh xì xì xì, sức mạnh của Mai Hoa Tiên Tử lại giống như bị chút ma khí trong người hắn thôn phệ luyện hóa, chốc lát đã biến mất không thấy đâu. Giờ thì Dương Bách Xuyên đã hiểu ra. Sức mạnh nội chủng thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử rõ ràng cao hơn lực chân nguyên bình thường rất nhiều, vô cùng bá đạo. Nhưng ma khí trong tử phủ của hắn vừa hay lại là khắc tinh của nó. Mà ma khí tất nhiên là sức mạnh tản ra từ tâm ma của hắn. Dương Bách Xuyên không hề chém sạch tâm ma, cũng không biết sau khi tâm ma xuất hiện tại sao lại xuất hiện ma khí, nhưng sự thật chính là tâm ma xuất hiện ma khí bẩm sinh, chỉ cần tâm ma bất diệt thì sẽ có ma khí tồn tại. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, đã có cách đối phó với Mai Hoa Tiên Tử, chuẩn bị mạo hiểm một lần. Điều động sức mạnh của tâm ma một lần, dùng ma khí để đối phó với sức mạnh của Mai Hoa Tiên Tử, hai cái vừa hay là khắc tinh. Sau khi phát hiện ma khí trong người lại có thể chống lại thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ. Hắn vẫn luôn kiêng dè Mai Hoa Tiên Tử chính là vì uy lực của thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử, giờ thì hay rồi, ma khí trong người lại có thể là khắc tinh của thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử. Mà lúc này... Hồ muội mặc quần áo màu tím đột nhiên xông về phía kén bảy màu, khiến sắc mặt Mai Hoa Tiên Tử thay đổi, chợt giơ tay đánh một kích uy lực thông tiên lệnh về phía Hồ Yêu. Khóe miệng Dương Bách Xuyên cười gian tà, nhanh chóng đứng dậy nhân cơ hội xông về phía Mai Hoa Tiên Tử, hắn chính là muốn lợi dụng sơ hở, lần này có khắc tinh thủ đoạn thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử, hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc nữa. Ân oán với Mai Hoa Tiên Tử cũng đến lúc giải quyết rồi, hơn nữa giữa hai người là tử thù.
Dương Bách Xuyên biết không thể hóa giải nữa. Ai cũng muốn giết chết đối phương. Đối với hắn, giết đệ tử của Thông Thiên Cung, làm mất mặt của Mai Hoa Tiên Tử, sâu trong ánh mắt của nữ nhân này đã có mấy lần từng để lộ sát khí vô tận với hắn, đã không có bất cứ khả năng giảng hòa nào nữa, nếu đã như vậy thì phải giết. Dù gì cũng là đắc tội, hắn cũng không sợ Thông Thiên Cung, càng rõ ràng không phải hắn nhận thua, thì Mai Hoa Tiên Tử và Thông Thiên Cung sẽ có thể tha cho hắn. Hơn nữa lúc trước hắn đã đắc tội với Thần Phù Linh Tông, Thánh Địa Vạn Linh, Núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, cũng không sợ thêm một Thông Thiên Cung. Hắn còn biết tiếp theo lúc tranh đoạt bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ, kẻ địch lớn nhất của hắn chính là Mai Hoa Tiên Tử, không trừ khử nàng ta, cuối cùng chính là tai họa lớn. Cho dù lão đầu đã nói, bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ là đại lễ ông tặng cho hắn, nhưng Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thấy được chút manh mối của đại lễ nào. Cho nên hắn biết vẫn là cần hắn đi tranh đoạt. Bây giờ nhân lúc Mai Hoa Tiên Tử và Hồ Yêu chém giết, Dương Bách Xuyên đã sử dụng ma khí ở sâu trong tử phủ để thúc dục kiếm đồ long, vận chuyển thiên ưng kim xí soạt cái đã giết về phía Mai Hoa Tiên Tử. Chỉ là chính hắn cũng chưa phát hiện, trên mặt hiện ra nụ cười tràn đầy tà khí. Trong đầu cũng vang lên tiếng mắng chửi của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối con đây là đang chơi với lửa sao. Vừa mới chân áp được tâm ma, bây giờ con lại sử dụng sức mạnh của tâm ma, lỡ như khiến tâm ma bộc phát thì vi sư cũng không giúp được con rồi. Dương Bách Xuyên cười he he, đáp lại ở trong lòng, he he, lão đầu yên tâm, lần này con có chừng mực, thiệt một lần khôn cả đời, con sẽ không để tâm ma nhảy ra ngoài, chỉ là phóng thích chút sức mạnh tâm ma, con cần ma lực của tâm ma để chống lại Mai Hoa Tiên Tử, ảnh hưởng không lớn, người yên tâm là được. Tiểu tử khốn nạn, có điều ma khí quả thật là khắc tinh của lực tiên nguyên, lần này tiểu tử con coi như thông minh một lần rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Một khi cảm thấy đầu mối không đúng thì lập tức từ bỏ, tâm ma không loại trừ, bị con trấn áp ở đáy lòng, nói cho cùng vẫn là tai họa ngầm. Hơn nữa mỗi lần tâm ma bộc phát, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, tiểu tử con đừng chơi quá đà. Vân Thiên Tà cảnh cáo. Lúc này vẻ mặt Dương Bách Xuyên đầy tà khí, lẫm liệt cười nói, thật dài dòng, con biết sử dụng lực tâm ma chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của con, nhưng con có thể khắc chế, vấn đề không lớn. Đúng rồi lão đầu. Người nói thứ trong thông tiên lệnh của Mai Hoa Tiên Tử là lực tiên nguyên à. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên biết rất rõ thực ra hắn đã bị tâm ma làm ảnh hưởng đao tâm rồi, nụ cười gian tà trên mặt và dã tâm càng cuồng bạo hơn ở trong lòng chính là dấu hiệu. Nhưng mà hắn cũng nói không sai, hắn có thể khống chế lực tâm ma, sẽ không bị tâm ma bộc phát áp chế toàn diện, lần này chỉ là phóng thích ra một phần sức mạnh tâm ma, ảnh hưởng nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đúng vậy. Vi sư có thể cảm nhận được thông tiên lệnh trong tay nàng ta là tiên khí, nội chủng tràn đầy lực tiên nguyên, nhưng mà không tinh khiết. Chắc là thông tiên lệnh do địa tiên trên tứ chuyển của hạ giới luyện chế, cho nên tới rất gần lực tiên nguyên rồi, nhưng lại không tinh khiết. Tiểu tử con cẩn thận chút, Vân Thiên Tà dặn dò. Dương Bách Xuyên gật đầu lẩm bẩm, chẳng trách có thể chống lại kiếm khí của kiếm đồ long, thì ra là pháp khí địa tiên tứ chuyển luyện chế. Nói như vậy. Thật sự có thể tính là tiên khí do tiên nhân luyện chế rồi. Theo cảnh giới tu luyện của tu chân giới, lão đầu phi thăng cảnh chính là một cảnh giới cuối cùng đỉnh cấp nhất của tu chân giới. Phi thăng cảnh tương đương với tán tiên tam chuyển, nếu như vậy tán tiên tứ chuyển không phải là sánh ngang tiên nhân à? Đúng vậy, tán tiên tam chuyển chính là phi thăng cảnh của tu chân giả, sau đó chính là phi thăng tiên giới, nhưng mà tán tiên có cách của tán tiên hoàn toàn có thể ở lại tu chân giới không phi thăng. Cho nên là tồn tại sánh ngang với tiên nhân ở tu chân giới, tiểu tử con sau này gặp tán tiên sau lưng có tiên quang nhất định phải cẩn thận. Tán tiên áp chế cảnh giới chắc chắn là tán tiên trên tam chuyển, ít nhất là tứ chuyển, tán tiên áp chế cảnh giới sau lưng sẽ hiện lên tiên quang, nhìn bề ngoài con sẽ phát hiện là cảnh giới tán tiên tam chuyển, thực chất người ta là tán tiên đã áp chế tu vi, cho nên nhất định phải cẩn thận. Lần này Vân Thiên Tà kiên nhẫn dặn dò Dương Bách Xuyên. Ừ. Con ghi nhớ rồi. Lúc hai sư đồ nói chuyện ở trong lòng, Dương Bách Xuyên đã lách mình đến trước người Mai Hoa Tiên Tử ngoài 3 mét, giơ kiếm đồ long có ma khí đen xì, giống to, chịu chết đi. Dư quang của Mai Hoa Tiên Tử thấy Dương Bách Xuyên lại bổ một kiếm nữa với nàng ta, một kích thông tiên lệnh ép lui hồ yêu màu tím, lạnh lùng cười nói, không tự lượng sức. Lúc nàng ta cười lạnh lùng, thông tiên lệnh trong tay chợt chuyển tới đón lấy một kiếm của Dương Bách Xuyên. Đùng đoàng.
Lần này hai người giao chiến, sau một âm thanh nặng nề, sắc mặt Mai Hoa tiên tử lại thay đổi, kinh ngạc kêu lên, ma khí. Phụt! Trong tiếng kêu kinh ngạc, nàng ta đã bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đánh tan ánh sáng của thông tiên lệnh, một ma khí màu đen nháy mắt đụng lên nàng ta bay ra, khiến nàng ta phun máu trên không trung. Nhưng những vậy, Mai Hoa tiên tử còn cảm nhận được kiếm khí ma lực của Dương Bách Xuyên đã chui vào trong người nàng ta, vậy mà bắt đầu xung đột với lực chân nguyên trong người nàng ta, chốc lát tử phủ của nàng ta đều rối loạn rồi. Dương Bách Xuyên, người nhập ma, Mai Hoa tiên tử ngã xuống đất, nhìn Dương Bách Xuyên, trên mặt nàng ta có vẻ kinh hoàng, là người đứng đầu cửu đại thánh địa của tu chân giới, đệ tử thánh địa có lịch sử lâu dài nhất, Mai Hoa tiên tử biết được nhiều bí mật của ma đạo hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lúc này trong mắt nàng ta, trên người Dương Bách Xuyên có ma khí vây quanh, trên mặt là nụ cười gian tà, trong đôi mắt đều là vẻ điên cuồng, nàng ta biết Dương Bách Xuyên nhập ma rồi. Đối với ma đạo, Mai Hoa tiên tử được biết là sản phẩm tạo ra sau khi tâm ma của bản thân bộc phát, nói ra cũng chính là một phần của bản thân, nhưng tâm ma sinh ra thế nào thì không ai nói rõ ràng được. Nhưng có một điều nàng ta rất rõ ràng, đó chính là ma khí là khắc tinh của các loại sức mạnh chính diện. Vô cùng khó dây dưa. Sau khi tâm ma bộc phát, thì pháp đều là mặt u ám nhất trong nội tâm của tu sĩ, là dục vọng dã tâm sinh ra, cũng có thể mang tới sức mạnh mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Chính vì vậy thế gian có rất nhiều tu sĩ rơi vào ma đạo, nhưng kết quả cuối cùng lại là bị tâm ma hoàn toàn thôn phệ ý thức chính, biến thành đại ma đầu chỉ biết chém giết. Cũng có một loại ma đạo khác, tu chân giới tồn tại tu sĩ chuyển tu ma đạo, chính là có công pháp tu luyện ma đạo đặc biệt. Tu sĩ có công pháp ma đạo tu luyện ma đạo đều là đi con đường tu luyện cực đoan, nhưng lại vì có tu luyện ma pháp nên có thể áp chế tâm ma, cuối cùng nhập ma, tu luyện ma công này sẽ không làm mất ý thức chính. Người ma đạo ở tu chân giới rất ít, nhưng lại đều rất mạnh, bọn họ đi con đường tu luyện cực đoan, cho nên bị chính đạo cả tu chân giới không dung tha. Lúc này, Dương Bách Xuyên trong mắt nàng ta đã hóa ma, vô cùng nguy hiểm. Trông Dương Bách Xuyên có vẻ không tu luyện công pháp ma đạo, nếu không đã thể hiện ra từ lâu rồi. Chắc là tâm ma bộc phát hóa ma, sớm muộn tâm ma sẽ hoàn toàn bộc phát, biến thành đại ma đầu, cho nên trong ánh mắt Mai Hoa tiên tử nhìn Dương Bách Xuyên mới có vẻ hoảng loạn. Ở tu chân giới, có rất ít người có thể chống đỡ được sự bộc phát của tâm ma mà không có công pháp tu luyện ma đạo, đương nhiên Mai Hoa tiên tử cũng biết trong bí điển của Thông Thiên Cung cũng không phải chưa từng có. Trong lịch sử tu chân giới có thiên tài hiếm có sau khi tâm ma bộc phát, không dùng bất cứ công pháp tu luyện ma đạo nào để chống lại tâm ma bộc phát, thậm chí cuối cùng đã dung hợp tâm ma đạo, sau cùng trở thành một hùng chủ. Nhưng nhân vật như vậy, trong thời gian 10 vạn năm chỉ từng xuất hiện một người. Trong mắt Mai Hoa tiên tử, giờ phút này Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ bị tâm ma thôn phệ, hoàn toàn biến thành một ma đầu. Cho nên nàng ta đột nhiên kêu to, mọi người đều dừng lại, Dương Bách Xuyên hóa ma rồi, cùng nhau giết chết hắn. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị hắn tiêu diệt, không có ai có thể đối phó với ma khí. Tiếng giống này của Mai Hoa tiên tử quả thật đã khiến mọi người có mặt ở đây bao gồm cả chín hồ muội đều sửng sốt. Còn Dương Bách Xuyên lại nhếch miệng cười gian tà, nhìn Mai Hoa tiên tử nói, hóa ma cái đầu ngươi, hôm nay ta sẽ giết ngươi trước. Tất nhiên hắn biết rõ trong lòng Mai Hoa tiên tử đã có suy đoán đối với hắn. Nhưng mà tất nhiên hắn sẽ không nói với nàng ta. Tâm ma trong người hắn đã từng bộc phát từ lâu, hơn nữa còn bị áp chế thành công, sức mạnh ma khí giờ phút này là đang bị hắn khống chế. Các tỷ muội đừng để ý, đó là việc của nhân tộc, cướp đoạt bảo tàng quan trọng hơn. Giữa sân, sau khi Mai Hoa tiên tử hét một câu Dương Bách Xuyên hóa ma rồi, bầu không khí chìm trong im lặng ngắn ngủi rồi bị lão đại của chín hồ muội đánh vỡ. Cùng lúc Mai Hoa tiên tử hét lên, hồ muội đã vọt tới trước kén bảy màu, giơ tay bắt lấy. Vèo. Thế nhưng hồ muội không ngờ tới, nàng ta vừa tung trải, kén bảy màu lại bay vèo đi hệt như có sinh mệnh. Rõ ràng chỉ là cái kén nhưng lại biết cách tránh né. Cảnh tượng này khiến đám hồ yêu sửng sốt, đồng thời cũng để mấy người Mộ Trường Phong thở phào một hơi. Mọi người đều có lòng riêng, ai cũng không hy vọng người khác bắt được kén bảy màu. Đặc biệt là hồ yêu. Sau khúc nhạc đệm ngắn ngủi, trận chém giết lại tiếp tục. Chủ yếu là nhân tộc và yêu tộc đấu với nhau, đương nhiên còn có Dương Bách Xuyên và Mai Hoa tiên tử. Chín hồ muội chiếm lợi về nhân số, bốn người Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề,
Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng không phải người ăn chay. Có thể sống đến tận bây giờ, thân là đệ tử tinh anh của Thánh Địa, Mộ Trường Phong đều sử dụng con bài tẩy của mình. Ngược lại Chín Hổ Muội, nhìn qua có vẻ cường đại rồi đông người hơn nhưng sau khi thất tinh tan biến, hay nói không còn ưu thế địa lý của hành cung cửu vĩ thiên yêu, thuật ảo cảnh mạnh nhất của các nàng đã mất ưu thế. Sở dĩ lúc trước có thể chế tạo ảo cảnh là bởi vì 9 người các nàng lợi dụng ưu thế địa lý của hành cung cửu vĩ thiên yêu, hiện tại ưu thế đã mất, chỉ dựa vào nhân số thì 9 người các nàng không so được 4 người Mộ Trường Phong. Suy cho cùng, 9 hồ muội cũng chỉ là 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu mà thôi. Hơn nữa, các nàng cũng không kế thừa pháp lực của cửu vĩ thiên yêu vương, có thể mở linh trí tu hành đều là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Chỉ là 9 cái đuôi. Không có cách nào so với đệ tử tinh anh đến từ thánh địa của nhân tộc. Bên kia 4 người Mộ Trường Phong và 9 hồ muội chém giết lẫn nhau, bên này Dương Bách Xuyên không hề do dự lao thẳng về phía Mai Hoa Tiên Tử. Lúc này, do đã dẫn động lực lượng tâm ma mà sắc mặt Dương Bách Xuyên rất âm u, cả người tỏa ma khí nhẹ nhẹ, chỉ không có lợi hại như khi tâm ma bùng nổ lúc trước. Ngược lại, trong lòng Mai Hoa Tiên Tử đang vô cùng hoảng loạn. Nàng ta kêu gọi mọi người giết chết Dương Bách Xuyên, hắn đã nhập ma nhưng, 9 hồ muội tử không để bụng chuyện này, trong mắt bọn họ chỉ có cái kén 7 màu kia. 4 người Mộ Trường Phong cũng bị 9 hồ muội quấn lấy, không rảnh bận tâm. Thật ra nếu không có 9 hồ muội, Mộ Trường Phong cũng sẽ không đối phó Dương Bách Xuyên, kéo theo Hiên Viên Linh Hề cũng sẽ không ra tay. Bởi vì Hiên Viên Linh Hề đã đi theo Mộ Trường Phong rồi, hoặc nói Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Triều vốn là một thể. Tự nhiên sẽ không đối phó Dương Bách Xuyên. Nguyên nhân cốt yếu là vì Dương Bách Xuyên chính là sư đệ của Thánh Chủ Trường Sinh Điện, Vân Trường Sinh. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đã đứng ở bên trung lập ngay từ đầu, sẽ không nghe lời Mai Hoa Tiên Tử, dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng có ra tay với hai người bọn họ đâu. Mọi người đều hiểu rõ Dương Bách Xuyên chỉ muốn giết Mai Hoa Tiên Tử, hắn cũng không hề đi trêu chọc những người khác. Hiện thực luôn tàn khốc như thế, chẳng phân biệt thần tiên hay người phàm. Lúc cơ thể hứng chịu một tia ma khí của Dương Bách Xuyên, cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử cũng thấy sợ hãi. Nàng ta dựa vào lực tiên nguyên, phải đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài ra sẽ hao hết chẳng còn gì. Hơn nữa, thanh kiếm cổ trong tay Dương Bách Xuyên còn mạnh đến quỷ dị, đồng thời cộng thêm khí thức tà ma của hắn, nói thật trong lòng Mai Hoa Tiên Tử rất thiếu tự tin. Lúc này, Dương Bách Xuyên đầy ma khí và tà khí híp mắt bước từng bước một, vung kiếm chém về phía Mai Hoa Tiên Tử. Nhìn nhát kiếm của Dương Bách Xuyên, con người Mai Hoa Tiên Tử co rút, nàng ta vội vàng thúc giục thông tiên lệnh đi đỡ. Kiếm khí và tiên lực lại giao phong. Ầm ầm, lòng Mai Hoa Tiên chìm xuống, hệt như nàng ta dự đoán, lực lượng trong thông tiên lệnh đã bị thanh kiếm trên tay Dương Bách Xuyên hay còn nói ma khí trong kiếm khắc chế rồi hóa giải. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong mắt Mai Hoa Tiên Tử, kiếm khí lần này của Dương Bách Xuyên không chỉ có hóa giải lực lượng trong thông tiên lệnh mà dự uy còn ảnh hưởng đến nàng ta. Đối mặt với biến hóa, Mai Hoa Tiên Tử nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, nàng ta biết không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Dù sao cũng là đệ tử thông tiên cung đứng đầu cửu đại thánh địa, trong tay nàng ta không chỉ có mỗi một pháp khí như thông tiên lệnh làm át chủ bài. Thời điểm tia kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém tới, nàng ta khẽ nheo mắt, trên tay xuất hiện một lá cờ màu vàng kim. Tên nó là Thông Tiên Kỳ, là pháp khí có cấp bậc cao hơn cả Thông Tiên Lệnh. Thông Tiên Lệnh là do một vị lão tổ của Thông Tiên Cung luyện chế ra, các nàng nói với bên ngoài là thượng giới ban cho nhưng thật ra đều là 4 vị lão tổ chưa phi thăng tiên giới luyện chế. Địa tiên tứ chuyển là tồn tại có thể sánh ngang tiên nhân, cho nên trong Thông Tiên Lệnh chứa lực tiên nguyên. Có điều chỉ không thuần túy. Nhưng cho dù như thế, thông tiên lệnh cũng thuộc top pháp khí siêu việt ở tu chân giới. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải kẻ sở hữu ma khí như Dương Bách Xuyên, ấy thế mà còn tương khắc với thông tiên lệnh trong tay nàng ta. Thông tiên kỳ mà Mai Hoa Tiên Tử vừa lấy ra cũng không phải vật phàm, đều do tán tiên đứng đầu tông môn luyện nhưng so với thông tiên lệnh, thông tiên kỳ là tán tiên ngũ chuyển luyện chế. Kiến thức về tán tiên ngũ chuyển của Mai Hoa Tiên Tử khá hạn hẹp nhưng trong lòng lại rất sáng suốt, nàng ta tin tưởng thông tiên kỳ trên tay có thể ganh đua cao thấp với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, chết đi. Nét mặt Mai Hoa Tiên Tử vô cùng dữ tợn, thúc giục thông tiên kỳ trong tay. Ngay sau đó, thông tiên kỳ bùng nổ kim quang,
từng đạo kim quang hệt như những mũi tên nhọn xé gió bay vút về phía Dương Bách Xuyên. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên đã bị kim quang bùng nổ từ thông thiên kỳ bao phủ hoàn toàn. Ngay sau đó, trong vạn đạo kim quang lóng lánh, Mai Hoa Tiên Tử trông thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên bị phân giải thành nghìn mảnh trong chớp mắt. Giờ khắc này, Mai Hoa Tiên Tử sướng rơn, cười khẩy, cũng chỉ có như thế thôi. Nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại không chịu nổi một kích của thông thiên kỳ, mà ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì thông thiên kỳ cũng là pháp khí do tán tiên ngũ chuyển luyện chế ra, tán tiên tam chuyển đã có thể sánh bằng người tu chân phi thăng rồi, trên tam chuyển chính là tiên nhân, huống chi là tán tiên ngũ chuyển. Dương Bách Xuyên mất mạng trong một kích cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, người vui mừng sớm quá rồi đấy. Một tiếng cười lạnh vang lên bên tai Mai Hoa Tiên Tử. Giờ khắc đó, nàng ta bỗng sởn hết gai ốc, hai mắt trừng lớn, sao có thể? Tiếng cười kia là của Dương Bách Xuyên, tuy rằng nàng ta không nhìn thấy người nhưng lại nghe rõ giọng nói, chắc chắn là Dương Bách Xuyên bản tôn. Mai Hoa Tiên Tử vội vàng thúc giục thông tiên kỳ và thông tiên lệnh hòng phòng ngự nhưng đúng lúc đó, một đạo kiếm khí màu đã chém xuống đầu nàng ta. Phụt, a a a a a, máu tươi văng khắp nơi. Mai Hoa Tiên Tử bị bóng người hiện ra từ hư không bổ kiếm từ đầu tới chân, cơ thể trẻ thành hai nửa, kêu xèo xèo do bị ma khí cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết của Mai Hoa Tiên Tử hoàn toàn tan thành mây khói ngay sau khi cơ thể nàng ta bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ. Giờ phút này, bóng dáng Dương Bách Xuyên mới xuất hiện ở vị trí Mai Hoa Tiên Tử vừa đứng, vẻ mặt hắn lạnh lùng tà khí, khóe miệng có vết máu. Nhìn thông tiên kỳ và thông tiên lệnh trên mặt đất, Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi. Nhớ lại một giây trước, sống lưng hắn cũng lạnh toát. Mai Hoa Tiên Tử dựa vào thông thiên kỳ bộc phát ra lực lượng khiến ra đầu Dương Bách Xuyên tê dại, hắn lại không thể tránh né, cứ cảm thấy bản thân đã bị cố định tại chỗ. Thời điểm mấu chốt, sư phụ đã nhắc nhở, hắn cũng chợt nảy sáng kiến, dùng phân thân con rối vô diện trong bình càn khôn thay thế bản tôn, còn hắn thì nhanh chóng chui vào không gian bình càn khôn tránh né. Dưới tình huống đó, con rối vô diện của hắn tan đàn xẻ nghé, bị uy lực của thông thiên kỳ phá hủy. Lúc sau, Dương Bách Xuyên lắc mình rời khỏi bình càn khôn, vung kiếm chém giết Mai Hoa Tiên Tử. Thật ra cũng do Mai Hoa Tiên Tử thấy con rối vô diện bị thông thiên kỳ băm nát bấy nên không đề phòng, hay còn nói nàng ta không ngờ kẻ chết lại là phân thân con rối vô diện của Dương Bách Xuyên. Sau đó mới bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chẻ đôi, chấm dứt ân oán giữa hai người. Mai Hoa Tiên Tử tổn thất tính mạng bản thân, Dương Bách Xuyên lại chỉ thiệt hại phân thân con rối vô diện, cùng lắm là thần hồn chịu một ít phản phệ mà thôi. Chuyện này cũng rất bình thường, trong con rối vô diện có khắc ấn ký thần hồn của hắn, bị tiêu diệt sẽ khiến thần hồn phản phệ. Dù sao thì cũng không phải chuyện lớn với Dương Bách Xuyên, hắn chỉ thiệt hại một phân thân con rối mà thôi. Kể từ lúc sử dụng con rối vô diện ở Vương Thành phiêu lưu năm xưa thì hắn chẳng đụng tới nó nữa, theo tu vi tăng lên, công dụng của con rối vô diện ngày càng giảm. Hôm nay nó chắn cho hắn một kiếp nạn, xem như đại công lao. Tuy tổn thất một phân thân con rối vô diện nhưng lại giết chết cường địch Mai Hoa Tiên Tử. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm giác không còn có ai có thể uy hiếp hắn. Dương Bách Xuyên trở tay đã giết chết Mai Hoa Tiên Tử, hơn nữa thân thể Mai Hoa Tiên Tử còn bị ma khí ăn mòn sạch sẽ đã dọa sợ những người giữa sân, bao gồm cả chín hổ muội. Đặc biệt là bốn người Mộ Trường Phong. Tuy bọn họ đang chiến đấu với hổ yêu nhưng vẫn luôn chú ý trận chiến của Dương Bách Xuyên và Mai Hoa Tiên Tử. Không ai nghĩ Dương Bách Xuyên là đối thủ của Mai Hoa Tiên Tử, bọn họ biết rõ Mai Hoa Tiên Tử đang cất giấu thông tiên lệnh và thông tiên kỳ trong người, rất khó đối phó. Hơn nữa nàng ta còn là tiên tử thông tiên cung, thực lực và thủ đoạn đều không đơn giản. Nào ngờ lại bị Dương Bách Xuyên giết chết trong chớp mắt chứ. Mộ Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thấy Dương Bách bị thông tiên lệnh trong tay Mai Hoa Tiên Tử chém thành trăm mảnh, y rất sốt ruột, đã định xông lên rồi, nào ngờ Dương Bách Xuyên lại xuất hiện, còn trở tay giết chết Mai Hoa Tiên Tử. Cảnh tượng đó khiến Mộ Trường Phong thở hắt ra, mừng thay cho Dương Bách Xuyên, đồng thời vô cùng rung động trước thủ đoạn của hắn. Y thầm than, không hổ là sư đệ của Thánh Chủ. Hiện tại Mộ Trường Phong đã hoàn toàn nhận định Dương Bách Xuyên là sư tổ của Trường Sinh Điện. Sư đệ của Thánh Chủ Vân Trường Sinh. Nếu không, một tên tu sĩ tầm thường dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể giết được tiên tử thông tiên cung, hơn nữa còn là Mai Hoa Tiên Tử đang cầm hai món tiên khí.
vậy nên hành động của Dương Bách Xuyên mới khiến mọi người vô cùng rung động. Do Dương Bách Xuyên giết chết Mai Hoa Tiên Tử khiến mấy người Mộ Trường Phong mất tập trung, kết quả bọn họ không hẹn mà cùng bị Hồ Yêu đánh trúng. Hồ Muội cầm đầu đuổi theo kén bảy màu khắp đại điện, tám Hồ Muội còn lại thì chia nhau ra kèm cặp bốn người Mộ Trường Phong, dưới tình huống này mà lơ đễnh rất nguy hiểm, cả bốn người đều bị Hồ Yêu đả thương. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đám Mộ Trường Phong lần lượt rơi xuống thế yếu. Hắn khẽ híp mắt, vọt tới bên cạnh Hiên Viên Linh Hề. Hắn phát hiện Hiên Viên Linh Hề đang bị thương, ba người còn lại vẫn còn tốt lành nên giúp đỡ nàng trước. Đã không còn cường địch như Mai Hoa Tiên Tử, chỉ là đối phó với Hồ Yêu, Dương Mỗ nào đó chẳng bận tâm chút nào. Chín Hồ Muội đã mất ưu thế từ hành cung cửu vĩ thiên yêu, giờ lại tách ra chiến đấu, hèn gì ai kia không thèm để vào mắt. Thiên Ưng Kim Xí sau lưng vỗ phành phạch, công kích về phía hai Hồ Muội chỗ Hiên Viên Linh Hề, mỗi lần nhấc tay là một kiếm chém xuống. Giờ đây Dương Bách Xuyên đã có thể vận chuyển ma khí nhuần nhuyễn rồi, hắn dùng ma khí thúc dục kiếm đồ long, không tính uy lực sẵn có của kiếm đồ long, chỉ mỗi ma khí thôi đã đủ khiến đối thủ chịu thiệt rồi. Tam Muội cẩn thận. Một vị Hồ Muội trông thấy một kiếm của Dương Bách Xuyên thì lập tức biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Mấy Hồ Muội cũng được chứng kiến sự lợi hại của Dương Bách Xuyên rồi nên không a-ca dám lơi lỏng. Thế nhưng, vẫn chậm một bước. Nhát kiếm của Dương Bách Xuyên đã tới, tuy hai vị Hồ Yêu kia đã cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể nhanh hơn kiếm khí của Dương Bách Xuyên, bị kiếm khí bổ trúng kêu lên đầy thảm thiết rồi bay vèo ra ngoài chừng 2-30 mét. Giữa sân là máu tươi văng khắp nơi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Hồ Yêu. Dương Bách Xuyên đi qua đỡ Hiên Viên Linh Hề dậy, chỉ thấy cả người nàng đang run rẩy, ngực trúng một vuốt của Hồ Yêu. Bắt gặp da thịt trắng nõn lộ ra, Dương Bách Xuyên vội vàng quay đầu đi, người sao rồi? Ta không có việc gì, cảm ơn. Hiên Viên Linh Hề mất tự nhiên tránh khỏi tay Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Mỗ mới phát hiện bản thân trong lúc lơ đãng đã nắm tay cô nương người ta, thế là không nhịn được hơi xấu hổ, thầm nghĩ, tay nàng ấy mềm thật. Trong mắt hắn, Hiên Viên Linh Hề cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là mặt nàng bị rỗ. Lúc này hắn không khỏi liếc về phía gương mặt của Hiên Viên Linh Hề, chỉ thấy trên má trái của nàng có 3 vết cào nhưng kỳ quặc là chẳng có máu chảy ra, ngươi, mặt ngươi bị thương rồi kìa. Trong tư duy của người nào đó, gương mặt chính là sinh mệnh thứ hai của nữ nhân nên không kiềm được lo lắng cho nàng. Hắn vừa nói xong, Hiên Viên Linh Hề đã ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. Vào giờ phút này, trong mắt Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên không hề có dấu hiệu nhập ma như Mai Hoa Tiên Tử nói trước đó, bởi vì nàng thấy ánh mắt hắn rất trong suốt, mắt người nhập đều vẫn đục vằn vện tia máu. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lại vô cùng trong trẻo. Hiên Viên Linh Hề chỉ cảm giác Dương Bách Xuyên hơi tà khí, ngoài ra không có gì khác thường. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta không có việc gì. Chỉ là một lớp da mặt thôi, không quan trọng, ngươi thế nào? Lời này của Hiên Viên Linh Hề khiến Dương Bách Xuyên hơi buồn bực. Chỉ là một lớp da mặt thôi. Trong lúc hắn đang khó hiểu, Hiên Viên Linh Hề giơ tay lên, xé toạc ra từ chỗ vết cào của Hồ Yêu. Ngay sau đó, mí mắt Dương Bách Xuyên nhảy rực rực. Họa bì! Khi thấy Hiên Viên Linh Hề xé xuống một lớp da mặt, trong đầu hắn bỗng nghĩ tới một câu chuyện xưa ở Hoa Hạ. Tuy nhiên ngay sau đó, cô nương trước mắt lại cho hắn một cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy sau khi Hiên Viên Linh Hề xé rách lớp da, hiện lên trước mắt hắn là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, không hề thua kém Cửu Nhi. So với dung nhan yêu mị của Hồ Yêu Cửu Nhi, gương mặt thật của Hiên Viên Linh Hề mới cho Dương Bách Xuyên cảm giác là một tiên tử thực thụ. Tuy cả hai đều là tác phẩm nghệ thuật nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên hiện tại, Hiên Viên Linh Hề rung động hơn, khiến trái tim hắn cứ đập thình thịch. Trên mặt hơi nóng. Lại đỏ mặt rồi thì phải. Dương Bách Xuyên đã không đỏ mặt với nữ nhân hơn mấy trăm năm rồi. Trước kia còn ở trái đất, hắn từng có thời gian mặt đỏ tim đập với mấy cô gái, tu vi lúc đó còn thua xa hiện tại. Mà theo tu vi tăng lên, sức kiềm chế của hắn cũng ngày càng thuần thục nên chưa từng có lại cảm giác này. Thế mà hiện tại đối mặt với Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên như tìm được cảm giác rung động với nữ nhân khi xưa. Nàng, đúng là dung nhan thần tiên. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, hẳn bất cứ tên nam nhân nào cũng sẽ bị dung nhan tuyệt thế của Hiên Viên Linh Hề hấp hồn thôi.
Dù sao thì hắn rõ mình đã động lòng rồi. Tận bây giờ Dương Bách Xuyên mới biết gương mặt đầy dỗ trước kia của Hiên Viên Linh Hề chỉ là một lớp da ngụy trang. Về phần tại sao phải che giấu, rõ ràng là vì tránh dính phải rắc rối không cần thiết thôi. Giờ Hiên Viên Linh Hề để lộ khuôn mặt thật, sợ rằng sẽ khiến vô số nam nhân tranh đấu, hồng nhan họa thủy hẳn là dùng để chỉ nàng. Mà Dương Bách Xuyên lại động lòng rồi. Hơn nữa lúc này, nội tâm hắn bị tâm ma dẫn động, trong lúc vô ý đã phóng đại dã tâm lên nhiều lần, nhìn Hiên Viên Linh Hề, trong đầu Dương Bách Xuyên chỉ còn lại một suy nghĩ, chiếm được nàng. Hiên Viên Linh Hề bị ánh mắt của Dương Mỗ nhìn chằm chằm hồi lâu, tức giận lẩm bẩm, nam nhân trên đời đều giặt một cái đức hạnh. Nàng không trách ánh nhìn đầy lửa nóng của Dương Bách Xuyên, bởi vì mỗi khi nàng lộ dung nhan, ánh mắt mấy nam nhân xung quanh đều y hệt Dương Bách Xuyên. Cũng bởi vì gương mặt này mang lại cho nàng quá nhiều rắc rối nên nàng thường xuyên đeo một lớp mặt nạ xấu xí bằng da che đi, hôm nay nếu không phải bị Hồ Yêu cào rách thì nàng sẽ không xé xuống rồi. Hiên Viên Linh Hề hừ một tiếng đánh thức Dương Bách Xuyên, lạnh lùng hỏi, xem đủ chưa? Chưa đủ, Dương Bách Xuyên đáp lại theo bản năng, ngay sau đó mới phản ứng lại, a, không, không phải. Được rồi, đừng giải thích, nam nhân các ngươi đều chung một đức hạnh, đi giúp đỡ mọi người đi. Hiên Viên Linh Hề trừng Dương Bách Xuyên. Trong lúc hai người nói chuyện, đột nhiên, một tiếng thét dài vang vọng khắp đại điện. Y, chủ nhân tiếng thét là hồ yêu màu tím cầm đầu kia, sau đó tám hồ yêu còn lại đều chạy sang bên kia. Chỉ trong nháy mắt, tám hồ yêu đều hóa thành tia sáng chui vào có thể hồ yêu màu tím, ngay sau đó toàn bộ đại điện bùng nổ yêu khí ngút trời. Dương Bách Xuyên và Hiên Viên Linh Hề liếc nhau, thấy được sự nghiêm túc trong mắt đối phương. Mộ Trường Phong và Minh Du Nhiên, Khương Thế Long cũng dừng lại, nhìn về phía hồ yêu. Mọi người không ngờ chín hồ yêu còn có thể hợp thể. Hơn nữa sau khi cửu vĩ hợp nhất, yêu khí cường đại kia khiến mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Sợ yêu khí kia đã vượt xa cấp bậc độ kiếp đại viên mãn. Trận chiến giữa các tu sĩ thay đổi chỉ trong chớp mắt, tràn ngập biến số kỳ ảo, trước kia sư phụ cũng từng nói, hôm nay mới được chứng kiến. Chín hồ yêu chính là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, còn là một thể, bây giờ nhìn thấy cửu vĩ hợp nhất, mọi người cũng có thể hiểu được. Quan trọng hơn, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Sau khi cửu vĩ hợp nhất, từ yêu khí ngập trời kia đã cảm nhận được thực lực vượt xa độ kiếp đại viên mãn, đạt đến cấp bậc đại thừa, thậm chí càng cao. Hơn nữa đây là cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, ai biết còn thủ đoạn gì? Chẳng may sau khi cửu vĩ hợp nhất có thể thi triển ra lực lượng của cửu vĩ thiên yêu vương thì phải làm sao? Cho dù là một bộ phận, nhưng không phải những người ở đây có thể đối phó. Gào! Sau khi cửu vĩ hoàn thành hợp nhất, phát ra tiếng gầm rung trời. Một con cao mười mấy mét, đứng lên thân thể cao 5-6 mét. Lông trắng tuyết, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đám người Dương Bách Xuyên. Đám người Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng sau khi cửu vĩ hợp nhất, sẽ tấn công bọn họ, nhưng không ngờ nó lại lao về phía kén bảy màu. Từ ban đầu kén bảy màu đã có linh tính, lão đại trong chín tỷ muội hồ ly đã đuổi theo thật lâu, nhưng kén bảy màu liên tục trôi nổi trong đại điện, không làm hồ yêu màu tím bắt được. Lúc này cửu vĩ hợp nhất, thực lực tăng lên, nhào về phía kén bảy màu. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cửu vĩ hồ lao về phía kén bảy màu, lập tức rất sốt ruột, người khác không biết, nhưng hắn biết đây là của mình. Sư phụ nói đó là quà tặng cho hắn, hơn nữa hắn không luyện hóa thất tinh, trứng bảy màu sẽ không xuất hiện, sao có thể để cửu vĩ hồ lấy đi. Hơn nữa, cửu vĩ hồ này không phải cửu vĩ thiên yêu vương chân chính, chỉ là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương hợp nhất lại, cho dù lợi hại đến mấy, Dương Bách Xuyên cũng muốn tranh một trận. Đây là của ta. Dương Bách Xuyên điên cuồng hét lên trong lòng, cầm kiếm đổ long vào đến chỗ kia. Nghiệt xúc, bỏ quả trứng ra. Trong lúc sốt ruột, Dương Bách Xuyên mắng thành tiếng. Bởi vì cửu vĩ hồ đang mạnh mẽ vồ lên trên kén bảy màu. Có lẽ do thực lực của cửu vĩ hồ tăng lên, kén bảy màu không né tránh được sự đuổi bắt của cửu vĩ hồ, bị vồ lấy. Nhưng kén bảy màu cũng ngoan cường, mang theo cửu vĩ hồ bay lên. Dương Bách Xuyên sốt ruột, nhảy lên, chém một kiếm về phía cửu vĩ hồ. Ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên, một kiếm này của hắn lại bị một đuôi của cửu vĩ hồ nhẹ nhàng hóa giải. Dương Bách Xuyên hít sâu, cuối cùng cũng biết được sự cường hãn của cửu vĩ hồ sau khi hợp nhất. Đúng lúc này,
giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu, tiểu tử thối, không cần chống cự, con không chạm vào được, chín hồ yêu cũng chỉ là chín cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, sau khi bọn nó hợp nhất, có thể phát huy được một ít thực lực của cửu vĩ thiên yêu vương, con không thể đối phó được. Sư phụ, không lẽ con cứ đứng nhìn bảo tàng thiên yêu bị cửu vĩ hồ cướp đi? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Gấp cái gì, vì sư nói bảo tàng thiên yêu là của con, không chạy được, Vân Thiên Tà còn chưa nói xong, một cái đuôi khác quất đánh lại đây, vội vàng hô to, nhanh tránh ra. Dương Bách Xuyên nhảy lên, nhìn thấy một cái đuôi khác của cửu vĩ hồ đánh về phía mình, mang theo tiếng xé gió, cảm nhận được yêu lực khủng bố, hắn không nắm chắc có thể chặn được một đòn này của cửu vĩ hồ hay không, vội vàng lăn người né tránh. Ầm đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, cả đại điện rung chuyển. Dương Bách Xuyên lăn sang một bên, trong lòng còn sợ hãi. Nói thầm, may mắn tránh được, nếu mạnh mẽ phản kháng, lần này sẽ mất mạng. Hiện tại hắn có thể xác định, lực lượng của cửu vĩ hồ đã đạt đến cấp bậc cường đại nhất, hắn không thể đối phó được. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng nổ liên tiếp vang vọng trong đại điện, Dương Bách Xuyên phát hiện mấy cái đuôi của cửu vĩ hồ tấn công về phía bốn người Mộ Trường Phong. Bốn người chật vật né tránh, không dám chống cự. Nhưng chín cái đuôi của cửu vĩ hồ thực sự pháp lực vô biên, muốn dài sẽ biến dài, đuổi theo đánh bốn người Mộ Trường Phong. Dương Bách Xuyên cũng bị hai cái đuôi tấn công, hắn vung kiếm đồ long chém, nhưng không hề có tác dụng, ngược lại càng làm cửu vĩ hồ phản kính. Dương Bách Xuyên luống cuống tay chân. Đám người Mộ Trường Phong bị đánh bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên tức giận, từ lúc bắt đầu đã bị ảo cảnh của chín tỷ muội hồ ly chơi đùa, hiện tại lại bị đuổi đánh, còn không đánh lại được. Lửa giận ngút trời, tức giận hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, sư phụ thối, đừng úp úp mở mở nữa, nhanh nghĩ cách, con biết người có cách. Chờ cơ hội chờ thời gian, kiên trì một chút, vi sư thấy cũng nhanh, Vân Thiên Tà nói. Thật không biết người cứ úp mở như vậy làm gì, đờ mờ lại đến, ầm. Dương Bách Xuyên vội vàng né tránh. Nếu sư phụ nói vậy chắc sẽ có đạo lý của ông ấy, Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ. Mặc dù hắn không đánh lại được cửu vĩ hồ, nhưng vẫn có thể tránh được. Cả đại điện đều là chín cái đuôi của cửu vĩ hồ, mỗi cái đuôi dài 20-30 mét, thô to như thùng nước. Uy lực bùng nổ cũng cực kỳ cường đại, không chỉ hắn không dám chống chọi, những người khác cũng không dám, đều đang tránh né chín cái đuôi của cửu vĩ hồ. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn thấy Hiên Viên Linh Hề bị một cái đuôi đánh trúng, kêu lên, bay ra ngoài, sau đó một cái đuôi khác đánh thẳng về phía nàng. Nếu bị đánh trúng, Hiên Viên Linh Hề không chết cũng bị lột ra. Thấy nàng không có thời gian đối phó, Dương Bách Xuyên gầm lên, thúc giục Thiên Ưng Kim Xí. Vèo. Dương Bách Xuyên nhảy lên, giơ kiếm, Bát Hoang Quy Nhất, chảm. Dương Bách Xuyên thúc giục toàn bộ chân khí, mạo hiểm tăng thêm một phần sức mạnh tâm ma. Hai mắt biến thành màu đen, vô cùng tà khí, ma khí dày đặc. Kiếm đầu long bộc phát ra uy lực cao mấy trượng, ma khí vần quanh mang theo sát khí, chém về phía cái đuôi của cửu vĩ hồ. Ầm, gào, phụt, rắc rắc rắc. Chém một kiếm vào đuôi, phát ra tiếng nổ cực to, năng lượng cực đại tản ra. Cửu vĩ hồ ăn đau, kêu lên. Cái đuôi tung tóe máu, bốc khói đen, sau đó rụt đuôi về. Cuối cùng cũng cứu được Hiên Viên Linh Hề. Dương Bách Xuyên dừng bên cạnh Hiên Viên Linh Hề, kéo nàng, ngươi sao rồi? Bị người quan tâm, có người quan tâm, vĩnh viễn là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Hiên Viên Linh Hề nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, trong lòng có cảm giác khác thường, nói, cảm ơn, ta không sao. Gào, gào. Đúng lúc này, cửu vĩ hồ hét lên, thu hồi tất cả cái đuôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy sau khi cửu vĩ hồ thu đuôi, tất cả khôi phục lại bình thường. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kén bảy màu bị cửu vĩ hồ nắm chặt đang phát ra ánh sáng chói mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Âm thanh của cửu vĩ hồ tràn ngập sự sợ hãi. Gào gào. Tiếng kêu thảm thiết đầy sợ hãi. Sau đó mọi người thấy ánh sáng trên người cửu vĩ hồ ảm đạm xuống. Chưa đến 10 giây, cửu vĩ hồ biến mất không thấy. Chính xác hơn, cửu vĩ hồ bị kén bảy màu cắn nuốt, bởi vì mọi người đều nhìn thấy lực lượng của cửu vĩ hồ bị hút vào trong kén bảy màu. Rắc rắc. Sau đó tiếng nứt vỡ truyền vào trong tai mỗi người. Lại phát hiện kén bảy màu phá vỡ. Không ai nghĩ đến kết quả này. Còn tưởng rằng sau khi hợp nhất,
cửu vĩ sẽ mang đến rắc rối rất lớn cho mọi người, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, trên thực tế thì mọi người đều bị cửu vĩ hồ đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Ai biết giây tiếp theo cửu vĩ hồ đi đời nhà ma? Giống như bị huyết tế. Bởi vì kén bảy màu hoàn toàn cắn nuốt hấp thu cửu vĩ hồ. Sau khi 9 tỷ muội hồ ly hợp thể, chắc chắn cũng rất muốn thu phục được kén bảy màu. Kết quả lại phản tác dụng, giống như chìa khóa mở ra kén bảy màu. Mọi người đều biết kén bảy màu là bảo tàng của thiên yêu chi chủ, ai cũng biết là đồ tốt, nhưng không ai biết bên trong kén này là gì. Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng 9 tỷ muội hồ ly sẽ biết, cho nên mới liều mạng cướp đoạt, nhưng cuối cùng lại mất cả tính mạng. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, 9 tỷ muội hồ ly chính là 9 cái đuôi của cửu vĩ thiên yêu vương, thành tinh đắc đạo, có lẽ lúc trước cửu vĩ thiên yêu vương cũng biết sẽ có ngày này. Thậm chí cảnh tượng vừa rồi cũng có thể do thiên yêu chi chủ cố ý bày ra. Tóm lại sau khi hợp thể, cửu vĩ hồ coi như đã hoàn toàn biến mất, dùng mạng sống hiến tế kén bảy màu. Một tiếng nứt vỡ vang lên, đám người Dương Bách Xuyên đều yên tĩnh lại. Ai cũng mong chờ sau khi kén tan vỡ, bên trong sẽ là cái gì? Tất cả mọi người đều biết rõ, dù bên trong cái kén này là gì, chắc chắn vô cùng khủng bố, cường đại, có thể nhìn ra được từ sau khi kén bảy màu có thể cắn nuốt hấp thu cửu vĩ hồ. Hơn nữa đây mới chỉ là một góc của núi băng. Mọi người đều đã nếm thử sự cường đại của cửu vĩ hồ sau khi hợp thể, 9 cái đuôi quất đánh hoàn toàn làm bọn họ không thể chống cự. Bao gồm cả Dương Bách Xuyên, hắn dùng kiếm đổ long cũng không đối phó được. Cũng vì cửu vĩ hồ nắm chặt kén bảy màu không buông tay nên chỉ dùng 9 đuôi đuổi đánh 5 người bọn họ, nếu sau khi hợp thể, cửu vĩ hồ không để ý đến kén bảy màu, chỉ chuyên tâm đối phó mấy người bọn họ, Dương Bách Xuyên cảm thấy trong bọn họ sẽ có người ngã xuống. Nhớ lại yêu lực cường đại sau khi hợp nhất của cửu vĩ hồ, mọi người đều cảm nhận được hơi thở đại thừa, thậm chí còn mạnh hơn, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này thấy kén bảy màu tan vỡ, trong mắt của bọn họ đều đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào kén bảy màu. Rắc rắc, lại một tiếng nứt vỡ vang lên. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ căng thẳng. Cũng không biết sau khi kén bảy màu tan vỡ, thứ gì sẽ xuất hiện, là tốt hay xấu. Dọc đường đi, 9 thánh địa lớn và 70-80 người khác đều chết sạch, cũng chỉ còn lại 5 người bọn họ. Dương Bách Xuyên thì không nói, là một yêu nghiệt. Những người còn lại là Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề, Minh Du Nhiên, Khương Thế Long. Tất cả đều cực kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào kén bảy màu, hai mắt lóe sáng, suy nghĩ phức tạp. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên là người rối rắm nhất. Bởi vì hắn không biết lát nữa có nên ra tay hay cướp lấy đồ bên trong kén bảy màu hay không. Chắc chắn là cướp. Nhưng nếu cướp đoạt, đối thủ bên cạnh là một vấn đề lớn, không phải nói hắn không thắng được. Với thực lực và thủ đoạn hiện tại của Dương Bách Xuyên, cả 4 người bọn họ cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Quan trọng nhất trong 4 người, Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng đã giúp hắn rất nhiều, loại trừ quan hệ với Trường Sinh Điện, chỉ cần việc Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề mang theo đồng môn của bản thân đi giúp mình, chém giết với đám người Trình Vĩ Khang cũng đủ làm Dương Bách Xuyên thiếu một ơn tình. Điều hắn rối rắm lúc này, có nên ra tay với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề hay không? Nếu 3 người đối địch nhau, hắn sẽ hổ thẹn trong lòng, bởi vì 2 người là ân nhân của hắn, còn chưa trả xong ơn tình này đã ra tay với đối phương, việc này cực kỳ không có tình người. Mặt khác là Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, từ lúc bắt đầu 2 người này chưa từng xảy ra xung đột với hắn, bảo trì trung lập. Trong 9 thánh địa lớn, Dương Bách Xuyên đã đắc tội nắm thánh địa, Thông Thiên Cung, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thánh Địa Vạn Linh. Nếu lát nữa ra tay với Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, vậy khác gì hắn đã đắc tội xong gần hết 9 thánh địa lớn. Có thể tưởng tượng được, sau khi hắn rời khỏi đây, tất cả thánh địa đều đuổi giết hắn, không còn đường đi. Cho dù lui 10.000 bước, sau khi rời khỏi đây bị mấy thánh địa lớn đuổi giết, có Trường Sinh Điện của Đại Sư Huynh bảo vệ, hắn cũng không muốn dựa vào Đại Sư Huynh, cảm giác quá mất mặt. Hắn không muốn làm kẻ hèn nhất trong tất cả các đồ đệ của sư phụ. Cho nên không đến bước đường cùng, Dương Bách Xuyên sẽ không đắc tội với Khương Thế Long và Minh Du Nhiên. Nhưng không tranh đoạt, bảo hắn từ bỏ bảo tàng thiên yêu chi chủ. Nếu từ bỏ, Dương Bách Xuyên cũng cực kỳ không cam lòng. Cho nên lúc này người nào đó vô cùng dày vò. Gào! Trong lúc Dương Bách Xuyên đang rối rắm,
một tiếng gầm rú phát ra từ trong kén bảy màu. Nghe có chút giống tiếng gầm của rồng, lại không có sự khí phách của rồng, nghe rất quái lạ. Ngay sau đó, kén bảy màu lóe sáng, rất nhanh lại biến mất, kén hoàn toàn bị phá tan. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người há hốc mồm. Sau khi kén bảy mày rách nát, xuất hiện một con, tạm thời gọi là yêu thú. Một con yêu thú rất kỳ quái. Kỳ quái bởi vì mọi người nhìn thấy một con trâu. Phá kén hóa trâu. Nói là trâu, lại không giống, bởi vì cả người thứ này ngăm đen, giống một con nghé, đầu lại có sừng của rồng, khóe miệng của râu dài của rồng, nhưng lại là một con nghé con màu đen. Đây là thứ gì? Khương Thế Long ngạc nhiên. Tất cả mọi người vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng sẽ là chí bảo, kém nhất cũng là một pháp khí vô thượng. Ai biết động tĩnh lớn như vậy, lại là một con nghé con. Nhưng thứ này cũng không phải nghé con, chỉ trông rất giống nghé con mà thôi. Có thể phát ra tiếng gầm của rồng, đầu mọc sừng rồng, lại còn có thể cắn nuốt cửu vĩ hồ, cho dù là nghé con, cũng không phải nghé con bình thường. Mặc dù cả người ngăm đen, trông rất xấu, nhưng hơi thở phát ra không phải yêu lực, mà là một loại hơi thở vượt xa lực lượng chân nguyên. Không thể nói lên lời. Nhưng mọi người lại cảm nhận được sự thần thánh. Đúng vậy, là hơi thở thần thánh. Yên tĩnh một lúc, đột nhiên Minh Du nhiên động, mặc dù nàng ta không biết con nghé con này là yêu thú gì, nhưng cũng biết nó không bình thường, dù thế nào cứ bắt trước rồi tính, liều sống chết nhiều đồng môn như vậy, còn không phải vì bảo tàng thiên yêu hay sao? Con nghé này chính là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Vụt! Minh Du nhiên động. Khương Thế Long cũng theo sát sau, sau đó Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng lao về phía nghé con. Bốn người chiếm giữ bốn phía, vây quanh con nghé. Dương Bách Xuyên lại rất do dự, đứng sững ở đó không nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ nếu ra tay đều là sát chiêu, hắn không mong muốn đánh giết với bốn người kia. Gào! Trong lúc Dương Bách Xuyên đang do dự, nghé con nhìn thấy bốn người Minh Du nhiên lao về phía mình, phát ra tiếng kêu non nớt. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, sau đó đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, bốn người Minh Du Nhiên đồng thời lao về phía nghé con, kết quả lúc bốn người sắp bắt được nghé con, nghe con thét lên, biến mất tại chỗ, bốn người đều thất bại. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy nghé con xuất hiện cách hắn 3 mét, xuất hiện từ trong không trung, vô cùng quỷ dị, Dương Bách Xuyên không cảm nhận được năng lượng dao động nào. Lúc này hắn bị dọa sợ, bởi vì con nghé này quá quỷ dị. Còn tưởng rằng nghé con sắp ra tay với mình, hắn giơ tay tung một quyền về phía nghé con. Trong đầu lại vang lên tiếng mắng của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, dừng tay. Dương Bách Xuyên sửng sốt, dừng tay, nắm tay vừa lúc dừng trên đỉnh đầu của nghé con. Giây tiếp theo Dương Bách Xuyên choáng váng, gào, nghé con kêu lên, uốn lượn hai chân trước, quỳ gối trước mặt hắn. Nghé con quỳ xuống. Dương Bách Xuyên chắc chắn không phải do hắn. Bởi vì sư phụ đã lên tiếng ngăn cản hắn ra tay với nghé con. Nói cách khác, nó tự mình quỳ trước mặt hắn. Đây, rốt cuộc là thế nào? Không chỉ mỗi Dương Bách Xuyên ngơ ngác mà bốn người Mộ Trường Phong cũng sửng sốt. Lão đầu, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Bách Xuyên nhìn không thầm hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, còn chưa rõ à, đây là đại lễ vi sư tặng cho con đấy. Vân Thiên Tà mắng. Dương Bách Xuyên hơi hiểu ra, chắc vậy rồi, chứ không sao nghé con lại quỳ gối với hắn được. Con chỉ không rõ, con có làm gì nghé con đâu, sao nó lại quỳ với con? Dương Bách Xuyên hỏi, sao lão phu lại thua một tên đồ đệ ngốc như vậy chứ, đứa nhóc kia không phải nghé mà là thần thú chi vương, Kỳ Lân, là Kỳ Lân đấy. Nói đến cuối, Vân Thiên Tà đã chuyển sang rít gào. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng vô cùng rung động. Hắn lập tức nghĩ tới thiên yêu chi chủ, nhớ lão đầu từng nói thiên yêu chi chủ chính là thần thú Kỳ Lân, yêu hoàng thế gian và cũng là thần thú chi vương. Địa vị còn hơn cả thần long, chẳng qua đã lâu lắm rồi không thấy nó xuất hiện trên đời nữa. Hiện tại gặp được ở đây, cái hành cung thiên yêu này có lịch sử lâu đời thật, đúng là không đơn giản. Lúc đầu nghe lão đầu nói thiên yêu chi chủ là Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên chỉ cho rằng nó là truyền thuyết mà thôi, ai ngờ lại thật sự gặp được. Chỉ là, hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn cỡ nào cũng chỉ là một con nghé, chẳng có điểm nào giống thần thú Kỳ Lân hết. Lão đầu, người chắc chắn đây là Kỳ Lân chứ không phải một con nghé yêu chứ.
Dương Bách Xuyên vẫn không thể tin nổi yêu thú đang quỳ gối trước mắt là Kỳ Lân. Tiểu tử thúi, nó có phải Kỳ Lân hay không, chẳng lẽ vi sư còn nhìn nhầm? Vân Thiên Tà mắng, sau đó mới giải thích, đây là Kỳ Lân con, hẳn là thiên yêu chi chủ, nghe con, khụ, tiểu Kỳ Lân bị con thu hút đấy. Ta đoán cha mẹ tiểu Kỳ Lân đã lưu lại huyết mạch trong những năm tháng dài đằng đẵng trước đây, hôm nay cũng xem như là một cơ duyên. Tiểu tử thúi, cơ duyên của con đấy, thật lòng vi sư cũng không ngờ trong kén bảy màu lại là Kỳ Lân con đâu. Kỳ Lân là vương giả của thần thú, nhóc, lần này con nhặt được của hời rồi, có Kỳ Lân bên người, về sau ắt thành công. Dương Bách Xuyên nghe lão đầu tử càng nói càng kích động thì không nhịn được hỏi, sư phụ, nghe, à, Kỳ Lân lợi hại đến thế luôn à? Sao con cảm giác người còn vui mừng hơn cả con thế? Tiểu tử thúi, lợi hại hay không, chẳng lẽ con không thấy? Tiểu Kỳ Lân vừa ra đời đã sở hữu năng lực khống chế không gian, không thấy bốn tên mộ trường phong đều vồ hụt à. Nó trực tiếp xuất hiện bên cạnh con là bằng chứng của thiên phú không gian đấy, loài thần thú này thường có sẵn một ít thiên phú, tóm lại chờ nó trưởng thành sẽ cường đại hơn tưởng tượng của con nhiều lắm. Tuy vi sư không biết rốt cuộc Kỳ Lân trưởng thành mạnh cỡ nào, có thiên phú bản lĩnh ra sao nhưng vi sư gặp đã từng chứng kiến sự cường đại của long tộc rồi. Kỳ Lân là vương giả, tương lại là thần thú chí tôn, chắc chắn còn mạnh hơn cả long tộc. Vậy nên mới nói con phải chăm sóc nó thật tốt, nó sẽ hùng mạnh ngoài mong đợi của con. Sau khi Vân Thiên Tà nói xong, Dương Bách Xuyên không thể không tin, bởi vì hắn biết tuy lão đầu tử thường mạnh miệng nhưng chưa bao giờ sai lầm. Nếu ngay cả ông cũng nói vậy thì hắn thật sự nhặt được bảo vật rồi. Chẳng qua Dương Bách Xuyên vẫn còn thắc mắc, tại sao Kỳ Lân lại quỳ trước mặt hắn. Rõ ràng là nghe con đã nhận hắn làm chủ nhân. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên hỏi Vân Thiên Tà, sư phụ, con không rõ, tại sao nghe con lại nhận con làm chủ nhân thế? Kêu con ngốc, con còn không vui tương đương. Vân Thiên Tà không chút khách khí của trách một phen, rồi hỏi, chẳng lẽ con quên mất mình đã luyện hóa thất tinh à? Đương nhiên là không quên rồi, mà chuyện đó liên quan gì đến chuyện nhận chủ này? Dương Bách Xuyên vừa nói dứt câu đã thấy hối hận, vì hắn đã có câu trả lời rồi. Trong lòng hắn thầm nhủ, tiêu đời, vấn đề này ngu chết mất, lại bị lão đầu tử châm chọc cho xem. Quả nhiên, Vân Thiên Tà lập tức mắng mỏ, cái tên ngu xuẩn này, lúc luyện hóa thất tinh, vi sư kêu con nhỏ từng giọt tinh huyết vào tế luyện vì ta đã đoán được trong thất tinh có dấu hiệu sinh mạng. Bắt con tế luyện bằng máu là vì giây phút này đó. Con ngẫm lại lúc luyện hóa thất tinh đi, tiểu Kỳ Lân cũng ở trong đó, con dùng tinh huyết tế luyện khác gì lấy máu nhận chủ đâu. Tiểu Kỳ Lân phá kén ra tự nhiên sẽ nhận con là chủ chứ nhận ai, thế nên vi sư mới bảo đừng vội, vi sư tặng con một đại lễ đấy. Dương Bách Xuyên hoàn toàn hiểu rồi, hóa ra tất cả đều là mưu kế của lão đầu tử. Hắn cười khổ, đúng là gừng càng già càng cay. Được rồi. Về sau tiểu Kỳ Lân sẽ là thần thú của con, nhớ phải đối xử tốt với nó đấy. Con thần thú này vô cùng linh tính, trời sinh đã thông minh, tính tình lại kiêu ngạo. Tính ra con tìm được Kỳ Lân, còn là con non chưa phá kén là may lắm đấy, nếu không trên đời sẽ chẳng có ai trở thành chủ nhân của Kỳ Lân được đâu. Tuy con tế luyện thất tinh bằng tinh huyết đồng nghĩa với việc lấy máu nhận chủ nhưng thần thú Kỳ Lân không phải hạng xoàng, thiên phú thần thông và cả bí thuật dị năng của nó sẽ thay đổi liên tục. Nói không chừng, một ngày nào đó, nó có thể luyện hóa được tinh huyết của con, vậy nên không thể đối đãi giống linh thú tầm thường được, phải thật lòng. Để thần thú Kỳ Lân tự nguyện tán thành con mới ngự thú đạo chân chính, tiểu tử, con đừng vờ vịt cho xong, phải thật tâm, thế nhé, không có việc gì thì đừng quấy rầy vi sư. Vân Thiên Tà căn dặn xong lại biến mất giống như trước đây. Tuy trò chuyện với sư phụ không lâu nhưng Dương Bách Xuyên đã có hiểu biết nhất định về nghé con trước mắt. Thấy nó vẫn đang quỳ gối trước mặt mình, Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, nghé con, đứng lên đi. Tiện đường còn đặt cho thần thú chi vương cái tên hết sức củ chuối, nghé con. Nếu tiểu Kỳ Lân trước mắt không phải con non mà đã trưởng thành rồi, chỉ sợ nó nghe cái tên nghé con này xong là nuốt chửng Dương Bách Xuyên luôn. Đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn chỉ là con non vừa phá kén chưa được bao lâu, vô cùng xa lạ với thế giới này. Nghe Dương Bách Xuyên ban tên cho mình. Nghe con vui sướng gầm lên, tuy không biết nói nhưng thần thú là thần thú, có thể hiểu được ý của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa Dương Bách Xuyên nói chuyện với nghe con thông qua cảm ứng từ khế ước huyết mạch, tiểu Kỳ Lân trải qua trận tế luyện bằng tinh huyết của Dương Mỗ kia xem như đã lấy máu nhận chủ,
giữa chủ tớ có cảm ứng nên nó có thể hiểu được Dương Bách Xuyên đang nói cái gì. Đám người Mộ Trường Phong thấy Kỳ Lân quỳ xuống với Dương Bách Xuyên thì vui sướng quay quanh Dương Bách Xuyên, cũng biết yêu thú trông giống nghé con này đã nhận hắn là chủ. Đương nhiên đám Mộ Trường Phong còn chưa biết nghé con chính là thần thú Kỳ Lân. Ở trong mắt bọn họ, nó chỉ là một con châu yêu mà thôi. Nhưng hiện tại, đầu châu yêu này lại nhận Dương Bách Xuyên là chủ. Trong lòng Mộ Trường Phong dễ chịu hơn nhiều, Dương Bách Xuyên là sư tổ Trường Sinh Điệt, xem như nhà bọn họ đoạt được bảo tàng thiên yêu, dù nó là đầu châu yêu nhìn không thấu. Hiên Viên Linh Hề hơi mất mát nhưng cảm giác này chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, nàng biết đây con yêu thú kia là cơ duyên của Dương Bách Xuyên. Rõ ràng, nó tự nhận chủ, lựa chọn Dương Bách Xuyên, cho dù có là thần thú thì nàng cũng không mơ tưởng. Không ngờ, nó lại là thần thú thật. Chẳng qua lúc trước Dương Bách Xuyên có ân cứu nàng, trong lòng Hiên Viên Linh Hề đã cảm kích Dương Bách Xuyên sẵn, hiện tại này đầu ngưu yêu này đã chọn hắn, nàng sẽ không ghen ghét. Chỉ có Minh Du Nhiên và Khương Thế Long là không cam lòng nhất. Nhìn châu yêu vui sướng xoay quanh Dương Bách Xuyên, Minh Du Nhiên vô cùng ghen ghét, bởi vì nàng ta có thể đoán được đầu châu yêu này tuyệt đối không phải hạng xoàng. Đáng tiếc, nó lại chọn Dương Bách Xuyên. Nếu lúc này giữa sân không có những người khác, chắc chắn Minh Du Nhiên sẽ đi cướp đoạt đầu châu yêu này, thế nhưng giữa sân còn có Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Hiện tại Minh Du Nhiên đành phải từ bỏ, dù sao trong mắt nàng ta là yêu thú tự động nhận Dương Bách Xuyên làm chủ. Khương Thế Long và Minh Du Nhiên giống nhau, tuy không cam lòng nhưng cũng biết bản thân đã lỡ mất thời cơ, chuyến này đến hành cung thiên yêu, Dương Bách Xuyên chính là người thắng lớn nhất. Chúc mừng sư tổ, được linh thú tán thành. Mộ Trường Phong tiến lên chúc mừng Dương Bách Xuyên trước tiên. Chúc mừng, Hiên Viên Linh Hề cũng tiến lên chúc mừng. Minh Du Nhiên và Khương Thế Long liếc mắt nhìn nhau rồi đi về phía Dương Bách Xuyên, nếu đã không chiếm được thì kết giao thôi, thực lực mà Dương Bách Xuyên thể hiện ở hành cung thiên yêu đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, kết giao với loại người này không lỗ. Huống hồ trong lòng Minh Du Nhiên còn đang mưu tính chuyện khác. Dương Bách Xuyên nhận lời chúc mừng của Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Bọn họ xem như là người một nhà, tuy hắn còn chưa nhận thân với đại sư huynh ở Trường Sinh Điện nhưng cũng không sai biệt lắm. Mộ Trường Phong sẽ không ghen ghét, Dương Bách Xuyên nhìn ra được, Hiên Viên Linh Hề vậy. Thế nhưng Minh Du Nhiên và Khương Thế Long cũng tới chúc mừng, Dương Bách Xuyên lại hơi cảnh giác. Hắn thấy được ý nghĩ một đằng nói một nẻo từ trong ánh mắt của hai người họ. Chẳng qua người ta đã đến chúc mừng, hắn sẽ không thể hiện ra ngoài, vẫn xã giao qua lại một phen. Đến tận đây, hành trình đến hành cung thiên yêu đã kết thúc. Dương Mỗ trở thành người thắng lớn nhất. Dù chuyến này hung hiểm vô cùng nhưng hắn vẫn hoàn thành rồi. Tuy thu hoạch rất nhiều nhưng cũng vô cùng gian nan, từ hợp thể cảnh tới độ kiếp cảnh sơ kỳ, tính sơ thời gian từ lúc tiến vào Thái Hoang đến những trải nghiệm ở hành cung thiên yêu chừng 15 năm mà thôi. Hơn nữa, hành trình ở hành cung thiên yêu chỉ tốn có một năm, tu vi của Dương Bách Xuyên cũng đột phá trong khoảng này. Nghĩ lại đã tính là rất nhanh. Câu nói nguy hiểm thường đi kèm cơ duyên được lưu truyền ở tu chân giới quả không hề sai. Đặc biệt là ở hành cung thiên yêu, thu hoạch của Dương Bách Xuyên không đơn giản chỉ là tu vi tăng lên mà còn có rất rất nhiều thứ khác. Ví dụ như lão đầu tử thức tỉnh, rồi nguyên thần hắn lớn mạnh hơn, kiếm đầu long có thể phát huy thực lực chân chính, ngay cả việc chiến đấu, gần như một mình hắn xử hết người của ngũ đại thánh địa. Tuy việc này để lại hậu quả khôn lường nhưng Dương Bách Xuyên không hối hận, bởi vì từ lúc bắt đầu đều là ngũ đại thánh địa sai người kiếm chuyện với hắn, vũ nhục hắn, khinh thường hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Hắn giết ngược lại người của ngũ đại thánh địa cũng do chó cùng rứt dậu mà thôi. Dù biết việc giết người của ngũ đại thánh địa sẽ biến hắn thành đối tượng truy nã hàng đầu sau khi rời khỏi đây, Dương Bách Xuyên vẫn không hối hận. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, hắn không giết bọn họ. Bọn họ sẽ giết hắn. Cách sinh tồn ở tu chân giới chính là như thế, giết bọn họ thì hắn mới có thể sống sót. Nếu cho Dương Bách Xuyên lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì Dương Mỗ hắn không phải quả hồng mềm ai muốn bóp cũng được, hắn là đệ tử quan môn của thập nhị kiếp tán tiên chí tôn đấy. Với cả, lần này thu hoạch lớn nhất của hắn chính là bảo tàng thiên yêu chi chủ nghé con, hay còn gọi là thiên yêu chi chủ Kỳ Lân. Lão đầu tử rất xem trọng Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rồi, hắn cũng biết bản thân đã nhặt được bảo bối quý giá cỡ nào.
không phải con thần thú nào cũng có thể đạt được danh hiệu thần thú chí tôn, nói như lão đầu tử thì đây là danh xưng dành riêng cho Kỳ Lân. Dù hiện tại Kỳ Lân trông chẳng khác gì một chú ngé con nhưng thần thú chính là thần thú, sẽ trưởng thành. Sư phụ còn dặn hắn phải đối xử với Kỳ Lân thật lòng, tương lai nó sẽ trở thành đồng bạn của hắn, Dương Bách Xuyên đã ghi tạc trong lòng. Sau một phen khách sáo, cả nhóm rời khỏi đại điện hành cung Thiên Yêu. Ra tới bên ngoài, Mộ Trường Phong tỏ vẻ y phải về môn phái bẩm báo, đành từ biệt Dương Bách Xuyên. Trong suy nghĩ của Mộ Trường Phong, lần này Dương Bách Xuyên chọc phải rắc rối lớn rồi, cần hồi báo với Thánh chủ Vân Trường Sinh, ngũ đại thánh địa không phải người ăn chay. Dương Bách Xuyên cũng đoán được một ít suy nghĩ của Mộ Trường Phong, trò chuyện vài câu rồi nhìn Mộ Trường Phong rời đi. Đột nhiên Minh Du Nhiên lên tiếng, không biết kế tiếp Dương Đạo Hữu đã có tính toán gì chưa? Dương Bách Xuyên đã có tính toán gì chưa hả? Hắn không ngốc, thời điểm này hắn không dám đi ra ngoài, hắn đoán chỉ cần mình thò chân ra thì chắc chắn sẽ bị ngũ đại thánh địa xiên chết. Dù sao Thái Hoang mênh mông bát ngát, hắn cũng không vội ra ngoài, ở lại Thái Hoang tu luyện cũng được. Hơn nữa trong bình càn khôn còn có mấy người Lục Yên Chi nữa đấy, đến lúc đó dẫn các nàng đi rèn luyện ở Thái Hoang luyện tu luyện, tích lũy thực lực, chờ sau này tìm cơ hội rời khỏi Thái Hoang độ kiếp. Trước mắt, có đánh chết hắn cũng không dám bước ra ngoài. Nghe Minh Du Nhiên dò hỏi, Dương Bách Xuyên cười nói, còn chưa tính toán gì, có điều Thái Hoang rộng lớn, ta định ngao du khắp nơi một phen xem sao. Thế cũng trùng hợp quá, ta cũng chưa định ra ngoài, muốn ở lại Thái Hoang rèn luyện, hay là chúng ta kết bạn đồng hành nhé. Minh Du Nhiên tiếp lời. Dương Bách Xuyên cười híp mắt, biết ngay nữ nhân này có mục đích riêng mà, hắn cong môi, không được rồi, con người ta quen độc lai độc vãng. Lại thêm tính tình thô lỗ, không quen đi chung với Du Nhiên cô nương, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cô nương. Minh Du Nhiên thấy Dương Bách Xuyên từ chối thẳng thừng nhưng ánh mắt lại không hề gợn sóng, giống như đã đoán trước rồi vậy. Nàng ta cũng không tức giận, chỉ tiếc nuối nói, nếu đã như vậy thì chúc Dương Đạo Hữu thuận buồm xuôi gió, Du Nhiên cáo từ. Dương Đạo Hữu, xin từ biệt ở đây. Khương Thế Long liếc Dương Bách Xuyên một cái rồi ôm quyền tạm biệt, sau đó rời đi cùng với Minh Du Nhiên. Hai người nói đi là đi, không hề dây dưa. Giữa sân chỉ còn lại một mình Hiên Viên Linh Hề, bây giờ nàng mới lên tiếng, Dương Đạo Hữu không rời Thái Hoang là đúng, người giết đệ tử ngũ đại thánh địa, bên ngoài sẽ nhanh chóng biết chuyện này thôi, giờ mà đi ra chỉ có một con đường chết. Lưu lại Thái Hoang tu luyện là quyết định rất sáng suốt, tuy chờ sau khi ngũ đại thánh địa nhận được tin tức có thể sẽ phái người vào đây giết ngươi nhưng Thái Hoang có pháp tắc không được sử dụng linh thức, chỉ dựa vào điểm này. Dù người của ngũ đại thánh địa có giết tới đây, người cũng có nơi để trốn. Nếu rời Thái Hoang, đối mặt với vô số tu sĩ đại thừa kỳ bao vây, người muốn tránh cũng lực bất tòng tâm, so ra còn không bằng ở lại Thái Hoang tu luyện mấy trăm năm rồi hẳn ra ngoài. Đến lúc đó, thời gian đã trôi qua khá lâu, ngũ đại thánh địa đã buông lỏng cảnh giác, người sẽ có cơ hội trốn thoát. Hơn nữa, tu vi và thực lực luôn luôn là ưu tiên hàng đầu nếu muốn sinh tồn ở tu chân giới. Chờ ngươi tu luyện đại thành ở Thái Hoang, đi ra cũng có năng lực đánh trả. Có điều, rèn luyện ở Thái Hoang phải hết sức cẩn thận, ngũ đại thánh địa mà ngươi đắc tội không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Tuy Thái Hoang có pháp tắc áp chế linh thức nhưng nếu bọn họ thật sự muốn đuổi giết ngươi thì có rất nhiều thủ đoạn. Ta đề nghị tiếp theo ngươi hãy tu luyện tại nơi sâu trong ngoại vực Thái Hoang trước, tuy nơi này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nhưng nếu bị ngũ đại thánh địa đuổi giết, hoàn cảnh hung hiểm sẽ trở thành cơ hội với ngươi. Hiên Viên Linh Hề nghiêm túc nói. Nghe xong, Dương Bách Xuyên lập tức ôm quyền cảm tạ Hiên Viên Linh Hề, hắn biết nàng nói những lời này đều vì tốt cho hắn thôi, đây cũng là đề nghị rất hay, không mưu mà hợp với suy nghĩ trong lòng hắn. Đa tạ Hiên Viên cô nương đã chỉ điểm, Dương Mỗ cảm ơn xong lại hỏi tiếp, xin hỏi Hiên Viên cô nương, ngoại vực Thái Hoang là gì vậy? Hiên Viên Linh Hề ngạc nhiên, ngươi không biết. Dương Bách Xuyên lắc đầu, đây là lần đầu tiên ta tới Thái Hoang, hơn nữa cũng không quen thuộc tu chân giới lắm, ta là người đến từ tiểu thiên thế giới. Hiên Viên Linh Hề gật đầu, khó trách tương đương. Rồi sau đó giải thích, Thái Hoang được chia thành hai khu vực lớn, một là khu vực hoạt động của tu sĩ dưới độ kiếp kỳ, tu chân giới gọi là ngoại vực, một khu khác dành cho tu sĩ từ đại thừa kỳ trở lên, gọi là nội vực. Thì ra là thế, Dương Bách Xuyên hiểu rõ. Hắn cũng biết có nơi dành cho độ kiếp kỳ và đại thừa kỳ, chỉ là không biết nơi đó tên là nội vực và ngoại vực. Ngươi muốn đi cùng ta không? Ta
ta đang định vào sâu trong Ghi Ngộ Đạo Sơn ở ngoại vực tìm hiểu đại đạo, nghe đồn nơi đó tồn tại dấu vết của đạo ấn mà tiên nhân lưu lại. Tu sĩ độ kiếp kỳ đại viên mãn giống chúng ta đều sẽ đến Ngộ Đạo Sơn tìm hiểu đại đạo, đột phá đến đại thừa, nếu ngươi chưa biết đi đâu thì có thể đến Ngộ Đạo Sơn với ta, như vậy cũng sẽ an toàn hơn một chút. Hiên Viên Linh Hề nói xong thì sắc mặt hơi ửng đỏ, thật ra nàng cũng không biết tại sao lại mời Dương Bách Xuyên đi cùng nữa, lúc nói hết câu, nàng cảm giác tim mình đập hơi nhanh. Nhưng ngay sau đó lại tự an ủi bản thân, quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện quan hệ không cạn, theo lý mình nên hỗ trợ, hơn nữa hắn còn ra tay cứu giúp mình khi bị Cửu Vĩ Hồ đả thương, cứ xem như mình báo đáp hắn đi. Ta, vẫn không thể, Dương Bách Xuyên từ chối. Cuối cùng hắn vẫn từ chối lời mời của đại mỹ nữ, không phải vì hắn không muốn đồng hành với Hiên Viên Linh Hề mà là hắn không muốn liên lụy đến nàng. Bởi như Hiên Viên Linh Hề nói, có khi Ngũ Đại Thánh Địa sẽ phái người vào đây đuổi giết hắn. Nếu thế, hắn mà đi chung với Hiên Viên Linh Hề sẽ mang lại rắc rối cho nàng. Một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như Hiên Viên Linh Hề, sao Dương Mỗ nào đó có thể không dung dinh cho được. Huống hồ Hiên Viên Linh Hề từng giúp đỡ hắn, hắn càng không muốn liên lụy nàng. Hắn giết người của Ngũ Đại Thánh Địa, chẳng khác nào vả thẳng vào mặt của Ngũ Đại Thánh Địa. Hắn biết chắc bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, cũng hiểu được sự khủng bố của đối phương. So với đám đệ tử bị hắn giết ở hành cung Thiên Yêu, Dương Bách Xuyên tin Ngũ Đại Thánh Địa còn có cao thủ lợi hại hơn tồn tại, vậy nên hắn không thể làm phiền Hiên Viên Linh Hề được. Vậy, ngươi bảo trọng nhé, ta đi trước. Thấy Dương Bách Xuyên từ chối, Hiên Viên Linh Hề bỗng hơi mất mát, chẳng qua nàng không nhiều lời, xoay người rời đi ngay. Ngươi cũng bảo trọng, ta còn ít chuyện cần làm. Có lẽ chờ đến khi xong xuôi sẽ đến Ngộ Đạo Sơn một phen, đến lúc đó chúng ta gặp lại sau. Dương Bách Xuyên vẫy tay kêu lớn với bóng lưng của Hiên Viên Linh Hề, chừa một đường lui xem như nể mặt đại mỹ nhân vậy, hắn cũng biết từ chối một mỹ nữ là việc rất không lễ phép. Sau khi mọi người đi hết, Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Kỳ Lân bên cạnh, nghé con, chúng ta đi thôi. Hắn nói xong, Thiên Ưng Kim Sí phía sau vỗ nhẹ, cả người biến mất tại chỗ. Kim Sí vỗ nhẹ một cái đã bay xa ngàn mét, đó chỉ là vỗ nhẹ thôi đấy, nếu vỗ mạnh hết sức thì đoán chừng còn bay xa hơn. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không dám bay quá cao, nếu bay lên cao giữa không trung thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Trên không trung thiên hoang có sấm sét thiên hoang nên hắn chỉ bay già già sát mặt đất, dù vậy trong chớp mắt hắn đã bay xa hơn ngàn mét. Nhanh hơn lúc ở Thiên Yêu Hành Cung gấp 3 lần là ít. Ngẫm lại thì ở Thiên Yêu Hành Cung có áp chế. Sau khi ra ngoài, ở Thái Hoang sẽ đỡ hơn nhiều. Dương Bách Xuyên muốn nhanh chóng rời khỏi đây là vì hắn không muốn bị người ta bám theo, ví dụ như Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Không phải hắn ôm tâm tư đen tối nghĩ xấu cho người khác, mà là tu chân giới quá tàn khốc, hắn nhất định phải cảnh giác. Huống chi ánh mắt của Minh Du Nhiên và Khương Thế Long khi sắp đi rất phức tạp, Dương Bách Xuyên bắt buộc phải đề phòng. Không thể không có lòng cảnh giác. Hắn cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của mình. Tóm lại là rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Về phần nghé con Tiểu Kỳ Lân phía sau, Dương Bách Xuyên bay xa ngàn mét còn tưởng mình phải đợi nó. Hắn ngoảnh đầu nhìn, tức thì giật mình, chỉ thấy nửa mét phía sau hắn là sóng khí dập dờn như sóng nước, một cái đầu nghé thình lình xuất hiện. Đó là nghé con, ôi trời! Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Cảm giác ưu việt mà vừa rồi Thiên Ưng Kim Sí mang đến không còn sót lại chút gì. Hắn cho rằng mình đã nhanh lắm rồi, còn phải chờ nghé con, nhưng nào ngờ người ta chẳng cần mình chờ, trực tiếp xuyên qua không gian, hơn nữa trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ và bản lĩnh cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng tốc độ của thần thông Thiên Ưng Kim Sí có thể bay ra ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Còn nghé con trực tiếp sử dụng thần thông Thiên Phú xuyên qua không gian. Nếu so sánh, Dương Bách Xuyên cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và nghé con giống như ăn mày và hoàng đế vậy. Ngươi, quá đỉnh, tên họ Dương nào đó lắp bắp cảm thán. Họ, toàn thân nghé con chui ra từ trong không khí ra, nhỏ giọng đáp lại Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết mình đã gặp được bảo vật rồi. Hiện tại nghé con chỉ là con non mới phá kén, hắn không tài nào tưởng tượng nổi tương lai nghé con lớn lên sẽ có năng lực cỡ nào. Có lẽ năng lực không gian mà nghé con vừa mới thể hiện ra chỉ là một trong những thần thông bẩm sinh của nghé con mà thôi. Rốt cuộc nó còn có bao nhiêu thần thông thiên phú, Dương Bách Xuyên rất mong chờ. Đối với thiên phú tốc độ dựa vào năng lực không gian của nghé con,
không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại sinh tính háo thắng. Hắn nhìn Nghé Con và nói, Nghé Con, chúng ta thi tốc độ đi, ta không tin mình thua. Ồ, Nghé Con vui vẻ đáp lại, dường như nó hiểu Dương Bách Xuyên nói gì. Sau đó, Dương Bách Xuyên thôi động Thiên Ưng Kim Xí, vèo một cái biến mất tại chỗ. Thấy Dương Bách Xuyên đã xuất phát, Nghé Con thét lên một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, không khí xung quanh dao động dập dờn. Nghé Con nhảy vọt lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Hai chủ tớ bắt đầu thi tốc độ. Lúc này, trên một ngọn núi nhỏ cách đó vài trăm mét, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nhìn về phía xa. Hắn biến mất rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ? Khương Thế Long hỏi Minh Du Nhiên. Đuổi theo, Minh Du Nhiên thốt ra một chữ, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành bóng mờ đuổi theo hướng Dương Bách Xuyên biến mất. Nàng ta vẫn chưa hết hy vọng với Dương Bách Xuyên, tất nhiên là vì thần thông của Bách Biến Chí Tôn hư hư thực thực trên người hắn. U Linh Chi Đô có tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng khắp tu chân giới, Minh Du Nhiên biết thần thông Bách Biến của Bách Biến Chí Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với U Linh Chi Đô. Hơn nữa, bao thế hệ U Linh Chi Đô vẫn luôn tìm kiếm thần thông của Bách Biến Chí Tôn, nhưng tiếc là không có kết quả. Cho đến lần này Dương Bách Xuyên xuất hiện, có thể dùng pháp lực hóa thân thành Kim Long. Điều này khiến Minh Du Nhiên cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn. Tuy Dương Bách Xuyên không thừa nhận, nhưng Minh Du Nhiên biết trên thế gian không có người thứ hai có thể sáng tạo ra bộ thần thông dùng pháp lực hóa thân thành rồng, hơn nữa còn sống động như thật. Cho nên nàng ta cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn, cho dù không phải truyền nhân thì cũng có quan hệ với Bách Biến Chí Tôn. U Linh Chi Đồ vẫn luôn nghiên cứu mọi thứ liên quan đến Bách Biến Chí Tôn, từ con người đến thần thông. Chính vì thế, Đại Pháp U Linh mà U Linh Chi Đô hiện đang tu hành cũng là sản phẩm sáng tạo dựa vào việc nghiên cứu thần thông của Bách Biến Chí Tôn. Đối với Minh Du Nhiên mà nói, nhìn thấy công pháp hóa rồng trên người Dương Bách Xuyên chẳng khác nào gặp được công pháp hóa thân cấp bậc tổ tông, điều này quan trọng hơn tất thảy. So ra thì con nghé yêu trong bảo tàng của Thiên Yêu Chi Chủ kia tuy bất phàm, nhưng trong lòng Minh Du Nhiên nó không sánh bằng công pháp hóa thân kia của Dương Bách Xuyên. Ở Thiên Yêu Hành Cung nàng ta không có cơ hội tới gần Dương Bách Xuyên, lại càng không có cơ hội lôi kéo làm quen với hắn. Nàng ta đã thử tiếp cận Dương Bách Xuyên mấy lần, song đối phương rất cảnh giác, không nói chuyện với nàng ta. Nhưng Minh Du Nhiên không từ bỏ. Sau khi ra ngoài, nàng ta có ý định tiếp cận Dương Bách Xuyên, cùng hắn rèn luyện trong Thái Hoang là để lấy thần thông của Bách Biến Chí Tôn trên người hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên cực kỳ cảnh giác, không chịu đi cùng nàng ta, từ chối rất dứt khoát. Từ đó Minh Du Nhiên biết dùng cách mềm mỏng là vô dụng, cho nên nàng ta dự định dùng sức mạnh. Nàng ta nói là rời đi nhưng lại âm thầm ẩn nấp bám theo Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, Minh Du Nhiên đã lén liên hệ với sư môn, yêu cầu sư môn phái cao thủ vào Thái Hoang. Ngoài ra nàng ta còn dùng bí pháp liên lạc với các đệ tử U Linh Chi Đô trong Thái Hoang đến tập hợp với nàng ta để hợp sức lấy thần thông trên người Dương Bách Xuyên. Và lại Minh Du Nhiên biết Dương Bách Xuyên rất mạnh. Nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cho dù có thêm Khương Thế Long cũng chẳng làm được trò chống gì. Vì vậy liên hệ với người được sư môn phái đến mới là kết quả tốt nhất. Muốn làm như vậy thì nàng ta cần theo bám theo Dương Bách Xuyên, hơn nữa không thể để Dương Bách Xuyên phát hiện ra, chỉ có thể lén lút bám theo. Người khác không biết thuật theo dõi, nhưng người biết thì quá rành, Thánh Địa U Linh tự nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. U Linh Chi Đô lấy U Linh làm tên. Thể hiện ở thuật theo dõi. Vì thế, Minh Du Nhiên biết chỉ cần nàng ta theo dõi Dương Bách Xuyên, chờ cao thủ của sư môn tới. Đến lúc đó, thần thông Bách Biến Chí Tôn trên người Dương Bách Xuyên sẽ là vật trong tay nàng ta. Về phần Khương Thế Long, thật ra Minh Du Nhiên biết rõ Khương Thế Long vẫn luôn theo đuổi nàng ta nên lúc nào cũng đi theo nàng ta, chứ không có suy nghĩ gì khác. Khương Thế Long cũng không hỏi tại sao nàng ta phải theo dõi Dương Bách Xuyên. Chỉ lặng lặng đồng hành cùng nàng ta. Hai người đã quen biết hơn 300 năm. 300 năm trước, Khương Thế Long tình cờ nhìn thấy dung mạo thật của Minh Du Nhiên, từ đó bắt đầu theo đuổi nàng ta. Mà tình cảm của nàng ta đối với Khương Thế Long rất phức tạp. Thật ra ban đầu nàng ta hoàn toàn không có cảm giác gì với Khương Thế Long, nhưng trong hơn 300 năm theo đuổi, hai người đã trở nên quen thuộc và hình thành sự ăn ý. Nhưng kiểu ăn ý này không phải ăn ý trong tâm hồn. Không phải ăn ý vì thích nhau, mà là sự ăn ý được hình thành từ vô số lần hai người ra ngoài mạo hiểm, kề vai chiến đấu.
Hơn 300 năm qua Khương Thế Long chưa từng ép buộc Minh Du Nhiên, nàng ta cũng quen có Khương Thế Long bên cạnh. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng ta nói mình muốn theo dõi Dương Bách Xuyên, Khương Thế Long lập tức đi cùng nàng ta. Chỉ có thể nói đây là thói quen mà thôi. Hắn ta muốn đi theo thì cứ để hắn ta đi theo, như vậy cũng có thêm một người trợ giúp. Hơn nữa, Minh Du Nhiên biết Khương Thế Long có thực lực, nhưng quen ngụy trang. Lần này Minh Du Nhiên bám theo Dương Bách Xuyên có Khương Thế Long đi cùng, nàng ta cũng yên tâm. Nửa canh giờ sau, Minh Du Nhiên dừng lại. Khương Thế Long hỏi, sao thế? Tốc độ của Dương Bách Xuyên quá nhanh. Minh Du Nhiên nhíu mày đáp. Mất dấu rồi à? Khương Thế Long hỏi. Không hẳn, chỉ tạm thời biến mất thôi, ta có cách lần theo khí tức của hắn. Chờ ta một lát, Minh Du Nhiên nói. Khương Thế Long gật đầu, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn Minh Du Nhiên nhắm mắt chắp tay bấm pháp quyết, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng. Kể từ cái lần Khương Thế Long vô tình nhìn thấy dung mạo thật của Minh Du Nhiên vào 300 năm trước, Minh Du Nhiên đã đi vào lòng hắn ta. Mặc dù 300 năm qua Minh Du Nhiên chưa từng đón nhận Khương Thế Long, nhưng hắn ta vẫn không từ bỏ. Ban đầu hắn thích dung mạo, về sau lại thích tính cách, Khương Thế Long đã yêu Minh Du Nhiên sâu đậm. Cho dù đối phương không đón nhận, chỉ cần được đi theo bên cạnh người ta đủ rồi. Khương Thế Long tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Minh Du Nhiên đón nhận mình, mở lòng với mình. Mấy phút sau, Minh Du Nhiên mở mắt ra, ta tìm được khí tức của hắn rồi. Chúng ta đi thôi. Khương Thế Long im lặng gật đầu. Hắn biết rõ U Linh Chi Đô đang truy lùng thần thông, cho dù tốc độ của Dương Bách Xuyên nhanh đến mấy, Minh Du Nhiên cũng tìm được. Dương Bách Xuyên không biết Minh Du Nhiên và Khương Thế Long đang lén lút bám theo mình. Lúc này hắn và Nghé Con đang thi đấu tốc độ. Hai người chạy không ngừng nghỉ suốt 10 ngày mới dừng lại, mà trong 10 ngày này Dương Bách Xuyên đã chịu phục Nghé Con, rốt cuộc hắn đã biết thần thú là gì. Trong 10 ngày này, Dương Bách Xuyên đã dùng tới mọi bản lĩnh trên người, nhưng hắn có dùng cách gì đi chăng nữa, từ đầu đến cuối Nghé Con đều thảnh thơi theo sau hắn, trông vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên có cảm giác thất bại. Hắn thở hồng hộc, Nghé Con nhàn nhã bước đi, tức á. Dương Bách Xuyên dừng lại. Hắn biết mình không thể so với Nghé Con về mặt tốc độ, bởi vì hắn dựa vào đôi cánh thần thông, bản chất là thôi động bằng chân khí. Còn Nghé Con thì dựa vào thần thông thiên phú bẩm sinh với lực lượng không gian. Hai người khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Nghé Con hoàn toàn có thể bỏ xa hắn 100 con phố. Suy cho cùng thần thú vẫn là thần thú. Tên họ Dương nào đó hết sức bùi ngùi. Được rồi Nghé Con, chúng ta không chạy nữa, ta thở một lát đã. Dương Bách Xuyên thở hồng hộc ngồi xuống đất. Chạy như điên suốt 10 ngày, hắn cũng không biết mình đã chạy tới đâu. Hắn chỉ biết một điều là cho dù có người theo đuôi hắn thì cũng bị bỏ xa một khoảng rồi, giờ hắn không cần chạy nữa. Nghé Con kêu rất vui vẻ, xoay quanh Dương Bách Xuyên chơi đùa. Nhưng lần này nó lại cắn y phục của Dương Bách Xuyên. Nào nào, dừng lại đi, ngươi làm ta chóng mặt quá. Dương Bách Xuyên bảo Nghé Con dừng lại. Nhưng Nghé Con không chịu nhả y phục của Dương Bách Xuyên ra, mũi phát ra tiếng ọ. Nhả ra, Dương Bách Xuyên lặp lại lần nữa. Nghé Con không nhả ra, vẫn cắn y phục của hắn. Dương Bách Xuyên bó tay, nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của Nghé Con, hắn không quát nó nữa. Tiếc là Nghé Con không thể nói tiếng người, điểm này giống con trồn. Tuy nhiên nó và con trồn vẫn có điểm khác nhau. Con trồn đi theo Dương Bách Xuyên từ nhỏ đến lớn, từ dã thú lột xác thành linh thú đều ở bên cạnh Dương Bách Xuyên. Vì vậy bất kể con trồn kêu cái gì, Dương Bách Xuyên đều hiểu hết. Thậm chí có lúc hắn và con trồn còn giao lưu thần hồn mà không có rào cản. Nhưng Nghé Con vừa mới phá kén, vẫn là con non vô cùng nhỏ yếu cần thời gian trưởng thành. Hiện tại giao tiếp hơi khó khăn. Dương Bách Xuyên nghĩ Nghé Con là thần thú, có lẽ thần thú càng cao cấp thì trưởng thành càng chậm, sau này Nghé Con trưởng thành chắc hẳn sẽ biết nói tiếng người, giao tiếp sẽ tiện hơn. Nhưng bây giờ hắn thật sự không biết Nghé Con cắn y phục hắn là muốn làm gì. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên đành thầm niệm trong đầu gọi Lục Yên Chi, thú ngũ hành, con trồn, đá đả tiên và long trùng thanh nghiêu ra ngoài. Người nhiều sức lớn. Để mọi người xem thử Nghé Con muốn làm gì. Một giây sau, mấy người Lục Yên Chi xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, trông thấy Dương Bách Xuyên bị một con Nghé cắn. Dương đại ca, đây là... Lục Yên Chi vừa ra ngoài thì nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị một con yêu thú cắn,
nhưng nhìn kỹ thì ra chỉ là cắn y phục. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tràn đầy bất lực của Dương Bách Xuyên là biết rất có khả năng con yêu thú này có quan hệ với hắn, vì vậy nàng lập tức thả lỏng. Có điều nàng vẫn nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi với vẻ nghi hoặc, đây là diễn trò gì thế? Bịch bịch. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp trả lời, Lục Yên Chi đã nghe thấy hai tiếng bịch bịch. Thoát cái thú ngũ hành và long trùng thanh ngưu đã bủn rủn quỳ rạp trên đất, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hích, các ngươi, Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Một tên đường đường là thú ngũ hành được trời sinh đất dưỡng, một tên là long trùng thanh ngưu cấp bậc đại thừa, vậy mà lại quỳ rạp dưới chân Dương Bách Xuyên. Mặc dù ta là chủ nhân của các ngươi, nhưng bình thường ta đâu có bày ra dáng vẻ chủ nhân, các ngươi đâu cần phải hành lễ long trọng như vậy. Tên họ Dương nào đó còn tưởng mình quá ngầu khiến thú ngũ hành và thanh ngưu phải hành lễ long trọng như vậy. Ngay cả con trồn sau khi ra ngoài cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Yên Chi. Tuy nó không quỳ rạp dưới đất như thú ngũ hành và thanh ngưu, nhưng cũng đang run lẩy bẩy. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện ra trên người ngé con tỏa ra khí tức thần thánh khi nó mới xuất thế, trong lòng đã hiểu ra. Giọng nói kèm theo tiếng thút thít của thú ngũ hành vang lên, chủ nhân, người có thể bảo vị đại nhân này thu lại uy áp không? Quá đáng sợ. Đúng đúng đúng, rốt cuộc đây là thứ gì mà uy áp khủng khiếp như vậy? Thanh ngưu cũng lên tiếng. Dương Bách Xuyên. Cuối cùng hắn cũng biết thì ra nguyên nhân là do ngé con. Bởi vì ngé con là kỳ lân mà. Vua của yêu thú trên thế gian, thần thú chí tôn. Trước đây Dương Bách Xuyên từng nghe sư phụ nói cấp bậc giữa các thần thú vô cùng nghiêm ngặt. Huyết mạch càng cao quý thì thần thú càng có ảnh hưởng lớn tới những yêu thú khác. Đây là uy áp cấp bậc trời sinh, thảo nào thú ngũ hành và thanh ngưu lại quỳ rạp xuống như vậy. Tuy con trồn không quỳ, nhưng cơ thể cũng run rẩy. Chỉ có đá đà tiên không bị ảnh hưởng, bởi vì nó không phải yêu thú. Dương Bách Xuyên biết sau khi nhóm thú ngũ hành xuất hiện, chắc hẳn ngé con có cảm ứng và vô thức phóng ra khí tức của kỳ lân. Mà thú ngũ hành và thanh ngưu tuy không biết kỳ lân, nhưng khí tức của thần thú vẫn có tác dụng, cho nên hai đứa nó lập tức quỳ rạp. Ngé con, thu lại khí tức của ngươi đi. Dương Bách Xuyên thử thuyết phục ngé con thu lại khí tức. Ọ ọ. Ngé con phát ra tiếng ọ ọ qua lỗ mũi, rốt cuộc cũng thu lại khí tức, nhưng vẫn cắn chặt y phục của Dương Bách Xuyên. Nhả ra, Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt, các ngươi mau nhìn coi rốt cuộc ngé con muốn làm gì. Ọ ọ, ngé con tiếp tục kêu. Sau khi ngé con thu lại khí tức trên người, cuối cùng thú ngũ hành và thanh ngưu cũng đứng dậy. Con trồn kêu chít chít ngồi trên vai Dương Bách Xuyên mắng ngé con. Xem ra trồn ta rất khó chịu với ngé con. Lúc này, thú ngũ hành cười gượng nói, chủ nhân, nó đói bụng đòi ăn đấy. Đúng vậy đó chủ nhân, nó đói rồi, người mau kiếm gì đó cho nó ăn đi. Thanh ngưu cũng lên tiếng, mắt dán chặt vào ngé con. Giữa yêu thú có thể hiểu ngôn ngữ của nhau. Điều này không có gì lạ, thú ngũ hành và thanh ngưu đều hiểu ngé con nói gì. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc khi nghe thú ngũ hành và thanh ngưu nói vậy. Lúc này hắn mới nhớ ra hình như, từ lúc ngé con phá kén đến giờ, nó chưa ăn gì cả, hèn chi nó cứ cắn vạt áo mình không nhả. Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra một quả linh đào. Quả nhiên ngé con lập tức thả hắn ra, há miệng thè lưỡi cuốn linh đào vào miệng. Ồ, ngé con há miệng kêu khẽ. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên cũng biết nó muốn ăn tiếp. Hắn dứt khoát lấy toàn bộ linh đào trên núi linh đào trong không gian bình càn khôn ra. Sư phụ nói phải đối xử tốt với ngé con, tương lai ngé con chính là thần thú đồng hành của hắn. Hơn nữa qua 10 ngày thi đấu tốc độ, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra ngé con thật sự đáng được nuôi dưỡng tốt, vì vậy hắn rất hào phóng. Ngoại trừ một quả linh đào trên cây mẹ vẫn còn đó. Tổng cộng 81 quả linh đào trên 9 cây con đều bị mang ra cho ngé con ăn thoải mái. Đương nhiên ban đầu Dương Bách Xuyên còn sợ nó no, nhưng ngẫm lại thì ngé con tốt xấu gì cũng là thần thú, hẳn là biết đói hay no. Vì vậy hắn không băn khoăn nữa, ngé con không ăn hết thì hắn sẽ chia cho đám con trồn và thú ngũ hành. Chít chít! Con trồn thấy Dương Bách Xuyên cho ngé con một đống linh đào, lập tức kêu chít chít bày tỏ tâm trạng tức giận vì sự đối xử bất công của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha hả, Điêu Nhi à, dù sao ngé con cũng là thành viên mới, lần đầu tiên cho nó ăn nhiều một chút, lần sau sẽ cho ít đi. Ngươi cứ yên tâm, ngé con không ăn hết thì số còn lại sẽ thuộc về các ngươi. Dương Bách Xuyên dỗ con trồn như dỗ trẻ con.
Chít chít, Dương Bách Xuyên nói vậy càng làm con trồn giận hơn, nhưng cũng chỉ biết giận mà thôi. Trồn ta rất khó chịu, nhưng không dám cướp linh đào từ miệng nghé con. Thấy vậy Dương Bách Xuyên cười trộm trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng thì con trồn không sợ trời không sợ đất cũng gặp phải đối tượng khiến nó sợ hãi, thật là không dễ dàng. Lúc này, Lục Yên Chi lên tiếng, Dương đại ca, đây là yêu thú gì thế? Lục Yên Chi đứng xem bên cạnh, cũng hiểu sơ sơ. Yêu thú khiến thú ngũ hành, thanh ngưu và con trồn sợ hãi như vậy tuyệt đối không phải yêu thú bình thường. Nghe thấy Lục Yên Chi hỏi câu này, thú ngũ hành, thanh ngưu và cả con trồn đều nhìn Dương Bách Xuyên. Thật ra bọn chúng chỉ cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người nghé con chứ không biết rốt cuộc nghé con có lai lịch gì. Dương Bách Xuyên nghe thấy Lục Yên Chi hỏi về lai lịch của nghé con, trong lòng hết sức đắc ý, kỳ lân đó. Gì cơ, thần thú kỳ lân ư? Vua của yêu vương, thú ngũ hành và thanh ngưu thốt lên đầy kinh ngạc. Khi Dương Bách Xuyên kể cho đám Lục Yên Chi, thú ngũ hành nghe chuyện về nghé con, ai nấy đều thổn thức không thôi. Mọi người đều vô cùng tò mò về kỳ lân đã tuyệt tích ở tu chân giới không biết bao nhiêu năm tháng. Theo lời thanh ngưu, đã biết bao vạn năm rồi thần thú không xuất hiện trong yêu tộc Thái Hoang bọn họ chứ đừng nói chi đến tu chân giới, kỳ lân là vua của thần thú càng là truyền thuyết. Sau một hồi lâu, thú ngũ hành hết nhìn nghé con lại nhìn Dương Bách Xuyên, vẻ mặt không thể tin được, chủ nhân. Ngài có chắc nó là kỳ lân chứ không phải họ hàng nhà Châu không? Nếu nhà Châu có họ hàng như vậy thì hay biết mấy. Ta có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người nó, chắc chắn là thần thú. Chẳng phải lúc nãy khí tức trên người nghé con khiến chúng ta bủn rủn sao? Thử hỏi trên thế gian có bao nhiêu yêu thú có thể khiến chúng ta bủn rủn chỉ bằng khí tức chứ? Hiện tại trông nó không giống kỳ lân mà giống nghé con, ta nghĩ chắc là con non, thần thú đều lột xác mà. Thanh Ngưu nói lên quan điểm của mình. Dương Bách Xuyên gật đầu, lão Ngưu nói không sai, nghé con đúng là con non, là thần thú kỳ lân hàng thật giá thật đấy, điều này không sai được. Sau này các ngươi cẩn thận chút, đừng trêu chọc nó. Chúng ta tránh còn không kịp nữa là, nào dám trêu chọc chứ? Thú ngũ hành lẩm bẩm. Thật ra nó nghe Dương Bách Xuyên nói nghé con là thần thú kỳ lân thì cũng tin rồi, có điều. Thoạt nhìn ngoại hình của nghé con chẳng liên quan gì đến thần thú kỳ lân trong truyền thuyết, thật sự là không hề có vẻ oai phong mà thần thú nên có. Chít chít, chỉ có con trồn rất khó chịu với nghé con, bởi vì Dương Bách Xuyên đã cho nghé con ăn rất nhiều linh đào khiến con trồn ghen tị. Không chỉ con trồn, mà thú ngũ hành và thanh ngưu cũng nuốt nước miếng, cảm thấy chủ nhân quá thiên vị. Tuy nhiên cả ba không ngờ rằng sự ghen tị vẫn còn ở phía sau, Dương Bách Xuyên thiên vị nghé con mới chỉ vừa bắt đầu. Dương đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lục Yên Chi hỏi. Dương Bách Xuyên đang định trả lời Lục Yên Chi thì nghe thấy nghé con lại kêu gào. Khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, hắn thấy nghé con đã ăn hết linh đào, vừa ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn vừa kêu. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch, Dương Bách Xuyên cũng biết nghé con vẫn chưa no, còn muốn ăn tiếp. Hắn cứ tưởng nghé con không ăn hết linh đào, nào ngờ linh đào không đủ ăn. Chỉ là một con nghé con, cái bụng cũng chẳng to lắm, trông gầy nhom à, Dương Bách Xuyên không thể nào hiểu nổi sao nghé con lại ăn hết được. Những 81 quả linh đào đấy. Vậy mà nghé con đã ăn sạch trong lúc bọn họ nói chuyện. Họ, nghé con lại kêu. Chủ nhân, nó còn muốn ăn nữa. Thú ngũ hành yếu ớt nói. Ta biết, khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt. Dù sao hiện tại hắn không thiếu thiên tài địa bảo, giết người của năm thánh địa lớn tất nhiên hắn không bỏ qua chiến lợi phẩm, sau khi con trồn thu dọn chiến trường đều giao nhẫn chữ vật của những người đó cho hắn. Dương Bách Xuyên vung tay lên, mấy chục pháp khí chữ vật xuất hiện. Hắn dùng linh thức quét qua, sau đó lấy hết đồ bên trong ra, chất thành một hòn núi nhỏ cao 3 mét. Có đủ loại linh quả, linh dược, kỳ thạch, linh thạch, pháp khí. Những nhẫn chữ vật này là của đám đệ tử của năm thánh địa lớn bị hắn giết, có nhiều đồ hơn đệ tử của tông môn bình thường, đủ loại đồ vật chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng trong mắt Dương Bách Xuyên thì chẳng có mấy thiên tài địa bảo bất phàm, đồ có thể ăn không nhiều nhưng cũng không ít. Hắn lấy ra toàn bộ, vừa hay hắn cũng muốn sắp xếp phân loại. Ồ! Sau khi một đống lớn thiên tài địa bảo xuất hiện, nghé con lập tức vui vẻ kêu lên, đồng thời nhào tới, há miệng nuốt vào. Chít chít, con trồn cuống lên, kêu chít chít. Được, ta biết là công lao của ngươi,
người muốn ăn cái gì thì tự lấy đi. Dương Bách Xuyên nói với con chồn, hắn biết con chồn đã ghen đỏ mắt, bắt đầu oán trách hắn, nó cũng muốn ăn linh quả. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không keo kiệt với con chồn. Hắn cũng nói với thú ngũ hành và thanh nghiêu, các người cũng chọn đi, cái gì có ích với mình thì tự lấy đi. Thật ra mọi người đều có công trong việc lấy những thứ này, Dương Bách Xuyên sẽ không quá hà khắc. Nghe vậy thú ngũ hành và thanh nghiêu vội vàng cảm ơn chủ nhân. Sau đó, bọn họ lập tức nhào tới. Thú ngũ hành còn ổn, nó đã đi theo Dương Bách Xuyên thời gian dài nên biết tính cách của chủ nhân, đương nhiên sẽ không khách sáo. Thanh nghiêu mới được thu phục không lâu, cảm thấy rất vui vì Dương Bách Xuyên hào phóng như vậy. So với thú ngũ hành và con chồn thích linh quả, thanh nghiêu càng thích đan dược của nhân tộc hơn, thế là nó dứt khoát đi tìm đan dược. Lúc này, đá đả tiên lên tiếng, chủ nhân, ta muốn lấy một ít kỳ thạch. Dương Bách Xuyên cười ha ha, đương nhiên ta sẽ không quên ngươi. Ngươi tự tìm đi, kỳ thạch hữu ích với ngươi, ngươi cứ lấy hoặc ăn luôn cũng được. Cảm ơn chủ nhân, ánh sáng xanh lóe lên, đá đả tiên biến thành một đứa trẻ 8-9 tuổi. Sau khi cảm ơn Dương Bách Xuyên, nó đi thẳng tới đống thiên tài địa bảo nhặt kỳ thạch rồi bắt đầu ăn. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ đá đả tiên lại trực tiếp ăn đá. Đương nhiên những hòn đá này tràn đầy linh khí. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu thì thấy Lục Yên Chi đứng bất động. Hắn bèn đi tới, nhẹ nhàng cầm tay nàng, Yên Chi có cần không? Bây giờ Lục Yên Chi đã là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, nhưng khi hắn cầm tay nàng vẫn không nhìn được đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thể chất của ta đặc biệt, chỉ có độc dược mới hữu ích với ta, Dương đại ca giữ những thiên tài địa bảo này thì hữu dụng hơn là ta giữ. Ta có Dương đại ca là thỏa mãn rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Yên Chi đỏ mặt nở nụ cười nhẹ, má trái có lúm đồng tiền, trông thật xinh đẹp, nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, đúng vậy, sau này nàng đã có ta. Dương Bách Xuyên rất hiểu Lục Yên Chi, thật ra nàng rất khổ, từ nhỏ đã là cô nhi, được nguyên thần huyễn nhận làm đệ tử cũng chỉ vì độc thể ách nan trời sinh của nàng. Dương Bách Xuyên thề rằng hắn sẽ không phụ lòng nàng. Dương Bách Xuyên cũng dự định nói cho Lục Yên Chi tình huống của mình, chẳng hạn như chuyện hắn có mấy người vợ. Hắn đã nhận định Lục Yên Chi thì không định giấu giếm nàng điều gì để tránh sau này nảy sinh hiểu lầm. Mặc dù hắn và Lục Yên Chi ở bên nhau là do sự cố ngoài ý muốn, nàng giải độc cho hắn mới dẫn đến kết quả này, nhưng dù sao nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn, hắn sẽ thẳng thắn với nàng. Yên Chi, thật ra ta có rất nhiều nữ nhân, các nàng. Tên họ Dương nào đó kể cho Lục Yên Chi nghe chuyện của mình. Nửa tiếng sau hắn đã nói hết những gì cần nói, cứ tưởng Lục Yên Chi sẽ buồn, nhưng nào ngờ nàng lại ôm chặt hắn và nói, cảm ơn Dương đại ca đã nói cho ta biết những chuyện này. Ta rất vui vì huynh không coi ta là người ngoài, thật ra ta không ngại. Ở tu chân giới, cường giả có rất nhiều nữ nhân, thậm chí có một số cường giả sở hữu hậu cung 3.000 mỹ nữ, chuyện này không có gì lạ. Ta chỉ mong sau này trong lòng huynh có một vị trí cho ta là đủ rồi. Có thể nói mạng của ta là Dương đại ca ban tặng, tình cảm của ta dành cho huynh. Là tự nguyện, thật đấy. Đời này gặp được huynh là may mắn của ta. Còn các tỷ tỷ, sau này họ tới tu chân giới, ta nhất định sẽ đi gặp họ, Dương đại ca không cần lo lắng cho ta. Lục Yên Chi đã nói vậy, Dương Bách Xuyên còn nói gì được nữa. Trong lòng chỉ có một câu. Có nữ nhân như vậy còn cầu mong điều gì? Hai người ở một bên thì thầm nói chuyện, tên họ Dương nào đó kìm lòng không đậu hôn Lục Yên Chi, nhưng lúc này tiếng kêu chói tai của con chồn đã cắt ngang hành động của hắn. Sau đó, nghe con cũng giống lên, ọ. Khi Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, suýt thì hắn ngã sấp mặt. Không biết thú ngũ hành, thanh nghiêu và đá đả tiên đã tránh ra xa từ bao giờ, đứng nhìn con chồn và nghe con. Lúc này núi thiên tài địa bảo mà hắn lấy ra chỉ còn sót lại một ít trên mặt đất. Linh thạch, đan dược, linh quả, linh dược, kỳ thạch đều không thấy đâu. Con chồn xù lông, cơ thể biến to, gào lên với nghé con. Nghé con cũng gầm gừ với con chồn. Hai đứa này sắp đánh nhau rồi. Dương Bách Xuyên ngơ ngác, thôi bỏ qua một đống lớn thiên tài địa bảo đã biến mất, chẳng cần hỏi cũng biết là bị mấy đứa này phân chia hết rồi. Nhưng tụi nó còn muốn đánh nhau. Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, đây là muốn tạo phản mà. Chít chít. Họ. Con chồn và nghé con giống lên với đối phương, một giây sau cả hai phóng ra khí tức cường đại.
Điều khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu là trước đó con trồn còn tỏ ra sợ hãi khí thức thần thú mà ngé con phát ra, nhưng lúc này nó lại dám đối đầu với ngé con. Thật sự là hắn không tài nào hiểu nổi. Bây giờ hai đứa nhỏ này còn muốn đánh nhau. Dương Bách Xuyên sa sầm sắc mặt, giận dữ quát to, dừng tay cho ta, muốn tạo phản à. Thấy con trồn sắp đánh nhau với ngé con, Dương Bách Xuyên vội vàng xông tới ngăn cản. Một giây sau hắn đã lao tới chặn giữa con trồn và ngé con, sắc mặt xanh mét. Sau khi Dương Bách Xuyên xông tới, con trồn thấy hắn xanh mét mặt mày thì lông trên người cũng rủ xuống, cơ thể khôi phục lại kích thước như con mèo. Sau đó, nó kêu chít chít với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe nó kêu chít chít, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Đương nhiên hắn hiểu con trồn nói cái gì, nó nói ngé con là thùng cơm rất tham ăn, tất cả linh quả đã bị ngé con ăn hết. Nó chỉ được ăn mấy quả mà thôi. Hơn nữa, ngé con không chỉ ăn hết linh quả mà còn ăn hết linh dược có thể ăn được. Tóm lại là một đống thiên tài địa bảo chất như núi đã bị ngé con ăn hết, ngay cả linh thạch cũng không bỏ qua. Vì vậy con trồn nổi cáu, bảo vệ chút đồ cuối cùng không cho ngé con ăn nữa. Kết quả là ngé con cũng nổi giận, thế là hai đứa kèn cựa nhau. Dương Bách Xuyên nghe con trồn kể lại, hắn không cảm thấy nó nói dối. Con trồn chưa bao giờ nói dối hắn, vì vậy chỉ có thể nói con trồn không sai. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có chút khó tin, bởi vì theo lời con trồn thì ngé con ăn quá dữ, đã no căng từ lâu rồi. Sau khi con trồn chít chít nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn sang thú ngũ hành và thanh nghiêu, ý hỏi con trồn có nói dối không? Chủ nhân, trồn lão đại không nói sai, đúng là ngé con quá tham ăn. Thật sự là nó ăn rất rất nhiều, ta chỉ ăn có một ít. Thiên tài địa bảo như ngọn núi đều bị ngé con ăn hết 9 phần. Thú ngũ hành nói với vẻ mặt đau lòng. Đúng đúng đúng, lão nghiêu ta cũng làm chứng. Chủ nhân à, vừa rồi ngài và chủ mẫu tình chàng ý thiếp, con ngé này đã ăn rất nhiều. Nó đã ăn hết 9 phần thiên tài địa bảo thật đó. Thanh nghiêu cũng lên tiếng. Sau đó, đá đả tiên cũng cất lời, đúng vậy, con ngé này còn không bỏ qua linh thạch nữa cơ, nó đã ngốn mấy vạn linh thạch rồi. Toàn bộ kỳ thạch có linh khí đều vào bụng ngé con hết. Đá đả tiên cung tức giận bất bình. Hiếm lắm chủ nhân mới hào phóng một lần, cho nó chọn kỳ thạch, ấy vậy mà ngé con ăn vài ba miếng là hết sạch. Đá đả tiên, thú ngũ hành, thanh nghiêu cực kỳ oán giận, nhưng ngé con là thần thú mà chủ nhân mới thu phục, toàn thân tỏa ra khí tức của thần thú, bọn họ không chống đỡ nổi, chỉ đành tránh ra xa nhìn. Đá đả tiên còn đỡ, nó là kỳ thạch thiên địa chứ không phải thú. Không bị ảnh hưởng nhiều bởi khí tức của thần thú. Nhưng bởi vì nó nhìn ra ngé con là thần thú, là thành viên mới vừa được Dương Bách Xuyên thu phục, nó vẫn chưa nắm rõ tình hình, không dám đắc tội ngé con nên cũng tránh ra xa. Mà thú ngũ hành và thanh nghiêu, tốt xấu gì một đứa cũng là thú ngũ hành có thực lực tu vi độ kiếp hậu kỳ, một đứa là đại yêu cấp bậc tôn vương tương đương với đại thừa kỳ. Đối mặt với một con ngé, tuy là thần thú nhưng cũng chỉ là con non. Bọn họ không thể cứ bủn rủn mãi chứ. Như vậy rất mất mặt đúng không? Vì vậy, khi con cồn và ngé con sắp đánh nhau, bọn họ chỉ có thể né xa. Cùng là yêu thú thì trời sinh sợ hãi khí tức thần thú. Đối với thú ngũ hành và thanh nghiêu mà nói, tốt hơn hết là né xa chút tránh bị liên lụy, như vậy thì còn giữ được chút thể diện. Về phần con trồn, lúc này nó không sợ ngé con là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con trồn là mang huyết mạch của dị thú hồng hoang thần trồn phi thiên, cũng là huyết mạch thần thú dị chủng nổi tiếng, vì vậy nó có thể chống đỡ được khí tức của thần thú kỳ lân ngé con. Mặc dù cũng có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên đó là bởi vì ngé con vẫn còn là con non. Nếu ngé con là kỳ lân trưởng thành thì chưa chắc. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì Dương Bách Xuyên. Từ trước đến giờ con trồn là linh thú được Dương Bách Xuyên thích nhất. Nó tự nhận mình là lão đại trong giàn linh thú, nó chẳng sợ ngé con đâu. Vì thế con trồn mới dám đối đầu với ngé con. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe con trồn và đám thú ngũ hành nói xong, hắn đưa mắt nhìn con ngé đang bày ra vẻ mặt vô tội. Lúc này hắn mới phát hiện hình như bụng của ngé con đã to hơn một vòng. Thấy vậy hắn biết là con trồn không nói dối. Con ngé này, tham ăn thật. Thiên tài địa bảo như ngọn núi nhỏ đã bị nó ăn hết. Hiện tại nó đã ăn dữ như vậy thì sau này hắn nuôi kiểu gì? Dương Bách Xuyên sầm mặt, nhìn con trồn rồi lại nhìn ngé con, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Vì ăn mà đánh nhau. Tương lai còn dài,
lẽ nào ngày nào hai đứa nó cũng đánh nhau? Ôi đau quá, toàn thân đều đau. Chủ yếu là nghĩ tới chuyện nghé con ăn nhiều như vậy, hắn càng thêm đau lòng. Biết bao nhiêu thiên tài địa bảo như vậy, phần lớn là linh dược, vậy mà bị nghé con ăn hết không chừa một cây. Dương Bách Xuyên thầm gào thét trong lòng, nhiều linh dược nhiều như vậy luyện chế được bao nhiêu đan dược chứ Đồ phá của họ. Nghé con nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng kêu. Lúc này, thú ngũ hành chậm gì gì phiên dịch, chủ nhân, tên này còn muốn ăn nữa, nó nói chưa no. Ngươi im đi, lúc này tên họ Dương nào đó đang đau lòng xót ruột. Tất cả chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được sau khi vào Thái Hoang đã bị nghe con ăn hết, coi như sạt nghiệp rồi, nói không đau lòng là giả. Lần này không cần thú ngũ hành phiên dịch. Dương Bách Xuyên nghe tiếng kêu của nghé con cũng biết ông tướng này còn muốn ăn nữa. Tức thì hắn cáu lên, quát thú ngũ hành. Thú ngũ hành rụt cổ, không dám nói gì nữa. Dương Bách Xuyên dỗ dành con trồn, không nỡ nổi giận với nó. Quả thật hắn thiên vị và nuông chiều con trồn, mà con trồn thấy Dương Bách Xuyên sầm mặt còn an ủi hắn, không ầm ĩ nữa, chỉ hung hăng trợn mắt chừng nghé con, sau đó nhảy vào lòng Lục Yên Chi, không muốn nhìn nghé con thêm nữa. Nhưng nghé con là con non hàng thật giá thật, hoặc có thể nói là nó mới xuất thế, tâm hồn vô cùng thuần khiết, không biết mình bị ghét bỏ. Nó chỉ kêu ọ ọ với Dương Bách Xuyên tỏ ý mình vẫn chưa ăn no. Dương Bách Xuyên rất muốn nổi giận với nghé con, nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó, rồi lại nghĩ tới lời dặn của sư phụ, cuối cùng hắn đành thôi. Dù sao hiện tại nghé con vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn không nỡ quở trách nó. Nghé con à! Ta bị ngươi ăn sạt nghiệp rồi, bây giờ không còn gì cho ngươi ăn nữa. Chờ khi nào chúng ta thu thập được chút linh dược, ta sẽ luyện đan cho ngươi ăn. Sau khi Dương Bách Xuyên biết được lượng cơm của nghé con, hắn dự định từ giờ trở đi hắn sẽ thu thập linh dược để luyện đan. Đan dược có thể phát huy công hiệu cường đại, có thể nâng cao giá trị của linh dược gấp mười mấy thậm chí mấy chục lần. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu của vua dạ dày nghé con này. Nếu không hắn sẽ bị nó ăn sạt nghiệp thật đó. Kỳ thật hiện giờ cũng chẳng khác sạt nghiệp là bao. Mặc dù không gian bình càn khôn có đồ tích trữ nhưng không nhiều, hắn phải giữ lại dùng lúc khẩn cấp. Có lẽ lần này nghé con hiểu lời Dương Bách Xuyên nói, nó thấp giọng kêu hai tiếng rồi thôi. Dương Bách Xuyên thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào. Lục Yên Chi ôm con trồn đi tới, Dương đại ca, trước đây ta từng thấy một số ghi chép về sự phát triển của thần thú. Biết được quá trình thần thú muốn trưởng thành thì cần có lượng lớn thiên tài địa bảo. Bây giờ xem ra ghi chép rất chuẩn, từ tốc độ ăn của nghé con có thể thấy còn thiếu rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà tương lai nó sẽ càng ngày càng ăn nhiều, huynh phải nghĩ cách luyện đan mới được, nếu không có nhiều linh dược và linh quả đến mấy cũng không đủ cho nghé con ăn. Dương Bách Xuyên gật đầu đáp, chúng ta cùng nghĩ cách nhé. Mấu chốt là hiện tại ta không có nhiều linh dược. Xem ra tiếp theo chúng ta phải tìm thật nhiều linh dược, ta phải luyện đan cho nghé con kẻo nó lại ầm ĩ. Nghé con là thần thú, đáng để chúng ta dốc hết vốn liếng. Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Lục Yên Chi hỏi. Chúng ta đã giết đệ tử của năm thánh địa lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không tha cho ta. Chúng ta không thể tới những nơi mọi người thường tới, chỉ có thể vào sâu trong Thái Hoang. Mặc dù sâu trong Thái Hoang hơi nguy hiểm, nhưng có nhiều thiên tài địa bảo có thể thu hoạch hơn. Còn có thể né tránh người của năm thánh địa lớn. Nàng thấy sao? Ta nghe theo Dương đại ca, huynh nói đi đâu thì ta theo đến đó. Được, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Dù sao cũng là rèn luyện, trước tiên chúng ta vào sâu trong Thái Hoang vậy. Dứt lời Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu hỏi Thanh Ngưu, lão Ngưu, người có biết nơi nào ở sâu trong Thái Hoang có nhiều linh dược không? Chủ nhân, ta từng nghe có một nơi, chúng ta có thể thử xem. Chỗ đó nằm sâu trong Thái Hoang, Thanh Ngưu giới thiệu cho Dương Bách Xuyên. Bởi vì nghé con ăn rất giỏi nên Dương Bách Xuyên đặt ra mục tiêu tiếp theo là phải tìm linh dược, chuẩn bị luyện đan để nuôi nghé. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Ngưu, bọn họ đi sâu theo hướng đông của Thái Hoang, Thanh Ngưu biết một nơi có rất nhiều linh dược. Nhưng ở đó cũng có rất nhiều yêu thú. Sau khi Thanh Ngưu nói ra thì hai mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, hắn nghe thấy có nhiều yêu thú là trong đầu lại có ý nghĩ. Trước kia hắn đã chém gió với lão đầu là sẽ tự thành lập một thế lực không thua kém gì với cửu đại thánh địa của tu chân giới, mà mắt xích quan trọng nhất chính là yêu thú. Hắn hỏi Thanh Ngưu, lão Ngưu, là nơi nào vậy, có những yêu thú gì?
Ngươi nói rõ tình huống cụ thể cho ta nghe xem nào. Thanh Ngưu trầm ngâm một lúc rồi nói, nơi đó gọi là dãy núi Vạn Yêu, nghe tên thì giống như có vạn loài yêu thú, nhưng thực tế thì hơi phóng đại, số lượng không nhiều như vậy, nhưng cũng có trên nghìn quần thể yêu tộc. Nhắc tới núi Vạn Yêu, đây cũng là một vùng lớn của Thái Hoang, là nơi sinh sống của 80% đến 90% yêu thú đã mở linh trí, nói là núi Vạn Yêu nhưng thật ra là một vạn các đỉnh núi lớn nhỏ. Mỗi một đỉnh núi đều có một yêu vương chiếm lĩnh, vậy nên mới được xưng là Vạn Yêu. Bao trùm diện tích nghìn vạn dặm, địa lý nơi này giống như quần sơn tụ lại. Bởi vì bị Vạn Yêu chiếm cứ, hơn nữa lại nhiều tộc yêu như vậy, sinh linh bên ngoài căn bản không dám bước chân vào địa phận của núi Vạn Yêu, nơi này nhìn qua thì có vẻ loạn, mỗi một ngọn núi đều có một chủ, yêu vương thống lĩnh vô số yêu tộc, thật ra cũng không như những gì chúng thể hiện ra bên ngoài. Thực tế, núi Vạn Yêu có tứ đại yêu thống lĩnh cấp bậc tôn vương, chia nhau đông, tây, nam, bắc, mỗi người quản một phương, phía dưới có rất nhiều tiểu yêu vương. Vốn dĩ còn có thành Vạn Yêu, do một tôn vương khác thống lĩnh, thuộc về thế lực lớn thứ năm của dãy núi Vạn Yêu, nhưng mấy nghìn năm trước đã bị các đại yêu vương ở đông, tây, nam, bắc liên hợp giết chết, kể từ đó cũng không còn thành Vạn Yêu nữa, nơi đó cũng bị bốn đại tôn vương phân chia. Sau khi Thanh Ngưu kể hết mọi chuyện, giọng điệu tràn đầy oán hận và bi thương, Dương Bách Xuyên nghe được từ trong lời kể của Thanh Ngưu, dường như còn có một câu chuyện cũ, nhưng hắn cũng không lên tiếng, đợi Thanh Ngưu kể tiếp. Dừng một lúc lâu, Thanh Ngưu mới lên tiếng, thành Vạn Yêu là một thành trì, hoàn toàn được xây dựng theo khuôn mẫu của con người, có tửu điếm, có chợ phiên, có tiệm cơm, thương hội. Tất cả những sản vật thiên tài địa bảo dưới sự cai quản của tứ đại yêu tôn đều sẽ mang tới thành Vạn Yêu để giao dịch, đổi lấy vật phẩm cần thiết. Bởi vì ở thành Vạn Yêu có thương hội yêu tộc, mà thương hội sẽ lấy thiên tài địa bảo của núi Vạn Yêu để trao đổi với người của tu chân giới. Thanh Ngưu nói tới đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà ngắt lời, theo như ngươi nói, đại yêu tôn ở thành Vạn Yêu là một kỳ tài buôn bán, như vậy thì thành Vạn Yêu sẽ thu được một khoản lợi rất lớn. Thanh Ngưu khổ sở nói, đúng như những gì chủ nhân nói, cũng chính vì lợi ích mà thành Vạn Yêu thu được quá lớn, vậy nên tứ đại yêu tôn kia mới ghen tị. Bắt tay giết chết địa yêu tôn của thành Vạn Yêu. Nói tới đây, vành mắt Thanh Ngưu đã hơi đỏ, Dương Bách Xuyên thấy vậy thì cũng đoán được, xem ra Thanh Ngưu có quan hệ với thành Vạn Yêu, ngẫm lại, Thanh Ngưu cũng là đại yêu cấp bậc tôn vương, nghĩ như vậy, mối quan hệ giữa thành Vạn Yêu và Thanh Ngưu lẽ nào, Thanh Ngưu chính là thành chủ của thành Vạn Yêu. Tài nguyên của dãy núi Vạn Yêu vô cùng phong phú, bởi vì địa lý xung quanh đều là núi, vậy nên rất thích hợp để linh dược sinh trưởng. Nơi đây cũng được xưng là vườn linh dược của Thái Hoang, chủ nhân cần linh dược thì dãy núi Vạn Yêu là sự lựa chọn tốt. Hoặc là ta có thể dẫn chủ nhân đi thẳng tới thành Vạn Yêu, ở đó chỉ cần có đan dược, bất kể là loại nào thì cũng đều rất đáng tiền, có thể đổi được linh dược thượng phẩm, dựa vào bản lĩnh luyện đan của chủ nhân, lão Ngưu ta dám chắc ngài nhất định sẽ thu được lợi ích lớn ở thành Vạn Yêu. Càng nói về sau, ánh mắt Thanh Ngưu càng tràn đầy ánh sáng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh mắt của Thanh Ngưu thì cười híp mắt, lão Ngưu la gan của ngươi cũng to lắm, xem ta là thằng ngốc sao. Dương Bách Xuyên như gào lên. Ngay sau đó, hắn nghiêm nghị nói, ta đoán, ngươi chính là thành chủ thành Vạn Yêu đúng không? Ngươi là đại yêu bị tứ đại tôn vương ở dãy núi Vạn Yêu liên thủ giết chết. Hoặc nói đúng hơn, ngươi không hề chết mà là trốn thoát, nhưng bây giờ ngươi đang có ý gì đây? Vạn Dược Sơn Mạch, Vạn Yêu quần tộc, thành Vạn Yêu. Bản thân ngươi cũng đã nói là thành trì của yêu tộc, ngươi đặc biệt để ta đi thành Vạn Yêu làm điểm tâm lót dạ cho yêu thú sao? Dương Bách Xuyên gần như là giống lên, hắn càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, Thanh Ngưu nói là núi Vạn Yêu, hơn nữa thành Vạn Yêu chính là trung tâm của dãy núi Vạn Yêu, vậy mà còn bảo hắn tới đó. Khác gì đi tìm chết đâu. Lúc đầu nghe có vẻ thú vị, nhưng càng nghe càng thấy sai, rõ ràng là Thanh Ngưu xúi giục hắn đi tìm chết. Sao Dương Bách Xuyên lại không tức giận được? Thanh Ngưu bị Dương Bách Xuyên giống thì cả người run rẩy, cảm nhận được người chủ nhân này đang giận dữ, lão ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, run giọng nói, lão Ngưu tuyệt đối không dám gây bất lợi cho chủ nhân, lão Ngưu còn có lời muốn nói, xin chủ nhân minh giám. Dương Bách Xuyên lại nghĩ, Thanh Ngưu đang sỉ nhục trí thông minh của hắn. Thật ra, nghe Thanh Ngưu nói quả thật giống như lừa gạt, nhưng cũng không hề sai. Lão ta còn đang chưa nói xong. Nói, không nói được câu nào hợp lý, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi.
Dương Bách Xuyên vẫn rất tức giận Thanh Ngưu, lần đầu là bởi vì chuyện của Dơ Yêu không có sự cho phép đã tự ý hành động, suýt chút nữa đã gây ra phiền phức lớn, hắn đã cảnh cáo Thanh Ngưu một lần, vậy mà bây giờ còn dám xúi giục hắn đi thành Vạn Yêu. Nếu như Thanh Ngưu bảo hắn đi ven dãy núi Vạn Yêu, tìm các loại linh dược gì đó, hắn còn cho là Thanh Ngưu làm tròn chức trách, không ngờ vừa mở miệng đã xúi hắn chui vào trung tâm xào huyệt của yêu thú, đây chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Thanh Ngưu cũng biết do mình chưa nói hết nên mới khiến Dương Bách Xuyên hiểu nhầm, lão vội vàng giải thích, chủ nhân, thật ra phụ vương của ta là thành chủ thành Vạn Yêu, cũng chính là yêu tôn thứ 5 bị tứ đại yêu tôn liên hợp giết chết. Thành Vạn Yêu vốn là lãnh địa của tộc Long Trùng Thanh Ngưu, phụ vương ta là đại yêu tôn thứ 5 của dãy núi Vạn Yêu, thống lĩnh thành Vạn Yêu, tộc Thanh Ngưu ta cai quản thành hoàn toàn dựa trên cách thức của con người, thu nhập tất cả thiên tài địa bảo từ khắp Đông Tây Nam Ác của dãy núi Vạn Yêu để giao dịch với người của tu chân giới và nhân tộc, thu được khoản lợi rất lớn. Cũng chính vì vậy nên mới bị tứ đại tôn vương ghen tị, hơn 3.000 năm trước, bọn họ liên hợp tiến đánh thành Vạn Yêu, phụ vương và tộc nhân của ta đã chết trận. Còn ta được trưởng lão trong tộc bảo hộ chạy thoát được, sau đó trốn ở bên trong Thiên Yêu Hành Cung, lúc đó tu vi của ta mới chỉ ở cấp bậc tôn vương, nhưng sau khi chạy ra ngoài, ta đã thề phải báo thù cho tộc của mình, quay trở về thành Vạn Yêu. Sở dĩ ta nói với chủ nhân những chuyện này, thật ra cũng sợ chủ nhân không đồng ý cho ta đi, lão Ngưu không có ý lừa gạt, hơn nữa ta nói dẫn chủ nhân tới thành Vạn Yêu cũng không phải muốn hại người, nếu bình thường thì chắc chắn không tới được thành Vạn Yêu, bởi vì thành nằm giữa trung tâm dãy núi Vạn Yêu. Muốn tới thành Vạn Yêu phải đi ngang qua vô số cửa ải của những yêu tộc khác, vậy chẳng khác nào đi tìm chết, đương nhiên, bây giờ tu vi của ta có cấp bậc tôn vương, chủ nhân lại có pháp lực vô biên, xông vào cũng không phải là không thể, nếu như lão Ngưu đã để chủ nhân đi thì tất nhiên sẽ nắm chắc. Năm đó, tứ đại tôn vương tiến đánh thành Vạn Yêu, lão Ngưu có thể chạy thoát bảo toàn mạng sống là bởi vì thành Vạn Yêu có một lối đi bí mật, dẫn thẳng ra bên ngoài dãy núi Vạn Yêu. Lối đi này cũng chính là bí mật của tộc Thanh Ngưu, hiện tại chỉ có mình ta biết. Thế nên ý của ta là, bên ngoài có thể đi thẳng tới thành Vạn Yêu, tiến vào khu vực trung tâm của dãy núi Vạn Yêu, lão Ngưu có thể giúp chủ nhân tìm bất cứ loại linh dược nào ở thành Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu không giống như đang nói dối, hơn nữa giữa hắn và Thanh Ngưu có khế ước thần hồn, Thanh Ngưu cũng là yêu thú cưỡi của hắn, nếu như Thanh Ngưu muốn hại hắn, hoặc là có bất cứ suy nghĩ nào không có lợi cho hắn thì hắn sẽ có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại hắn cảm giác từng câu từng chữ của Thanh Ngưu đều là sự thật, không phải nói dối. Sau khi nghe Thanh Ngưu giải thích, Dương Bách Xuyên đã bớt tức giận đi phân nửa, nhưng hắn vẫn hừ một tiếng, ngay từ đầu ngươi nói luôn cha ngươi là thành chủ thành Vạn Yêu không phải xong rồi sao? Việc gì phải che che giấu giấu? Chủ nhân minh giám, thật ra lão Ngưu nhớ lại trận chiến năm đó, lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, tứ đại yêu tôn vẫn không từ bỏ tìm tung tích của ta, thần kinh của ta quá căng thẳng, sau này lão Ngưu sẽ không giấu chủ nhân bất cứ cái gì, xin chủ nhân tha thứ. Thanh Ngưu nói xong, lão nhìn Dương Bách Xuyên một lúc rồi đáp, chủ nhân, ta muốn đi thành Vạn Yêu, cứu tộc nhân của ta, còn có cả đại yêu nhất mạch của thành Vạn Yêu, bọn họ đều bị tứ đại yêu tôn giam giữ, mỗi ngày đều ở thành Vạn Yêu chịu khổ, cho dù chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được. Hơn nữa ta cũng biết bảo khố của thành Vạn Yêu ở đâu, tới khi đó có thể dâng tặng cho chủ nhân, cái bảo khố đó nếu không có ta thì sẽ không mở được. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, bảo khố của thành Vạn Yêu, nếu như Thanh Ngưu nói thật, vậy thì đây chính là cơ duyên khó gặp rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Thanh Ngưu, nói rõ hơn đi, bảo khố của nhà các ngươi là gì? Thanh Ngưu ngây người, trông thấy ánh mắt như phát ra tia sáng của Dương Bách Xuyên. Liền biết chủ nhân nhà mình có hứng thú với bảo khố, vừa vặn đúng với ý lão mong muốn. Thanh Ngưu lập tức đáp, chủ nhân, chuyện là như thế này, bảo khố của thành Vạn Yêu do trưởng lão trong tộc và cha ta hao tổn nghìn năm để xây dựng, trận pháp phức tạp, cơ quan bổ trợ cho nhau, đây là nguồn tài nguyên để tộc ta phát triển, không có chìa khóa, tứ đại yêu tôn sẽ không mở được, chìa khóa đang ở trên người ta. Tứ đại yêu tôn cũng biết tới bảo khố của thành Vạn Yêu, nhưng bọn họ không mở được. Vậy nên mới giam cầm tộc nhân, phụ vương ta và một số đại yêu, cha tấn mỗi ngày để hỏi cách mở bảo khố, nhưng trước khi chết, cha đã giao lại chìa khóa cho ta. Để dẫn dụ ta ra ngoài, bọn họ không giết tộc nhân và cha ta, tứ đại yêu tôn vẫn luôn tìm ta, đáng tiếc ta lại trốn trong thành cổ Thiên Yêu Hành Cung, sau 3.000 năm cũng chưa từng lộ mặt.
nếu không có ta thì bọn họ đừng nghĩ tới việc tìm bảo khố, chủ biết thành Vạn Yêu có bảo khố, cho dù bọn họ biết được địa điểm nhưng nếu không có chìa khóa trên người ta thì đừng mơ mở được bảo khố, lấy đi tích lũy mấy vạn năm của thành Vạn Yêu ta. Xin chỉ nhân nghĩ cách giải cứu tộc nhân, cha ta và những thuộc hạ đại yêu, lão Ngưu xin thề, nếu như có thể cứu được bọn họ ra ngoài, ta sẽ bảo bọn họ đi theo chủ nhân. Nói xong những lời này, giọng điệu Thanh Ngưu vô cùng xúc động, hai mắt đã đẫm lệ, giống như rất quan tâm tới người trong tộc. Ngay sau đó, lão lại khẩn cầu, xin chủ nhân nghĩ cách cứu bọn họ, ta biết nhân tộc đều rất thông minh, chủ nhân lại là đứa con trời sinh của nhân tộc, nhất định sẽ có cách giúp lão Ngưu cứu tộc nhân của mình. Đến nước này, lão Ngưu không ngừng dập đầu với Dương Bách Xuyên, nước mắt lưng tròng. Nhìn thấy Thanh Ngưu rơi nước mắt khi nhắc tới tộc nhân của mình, Dương Bách Xuyên mềm lòng, lão Ngưu là một con trâu trọng tình trọng nghĩa, Dương Bách Xuyên tất tán thưởng điểm này, mặc dù lời thỉnh cầu của lão Ngưu không đơn giản, thậm chí có thể nói là không làm được, nhưng Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị hỏi kỹ tình huống cụ thể, nếu có thể cho Thanh Ngưu một vài lời khuyên cũng tốt. Mặt khác, hắn rất để ý tới kho báu mà Thanh Ngưu nhắc đến. Còn có, tộc nhân và đại yêu của Thanh Ngư, với Dương Bách Xuyên mà nói thì chuyện này rất có ích, ví dụ như sáng lập ra một thế lực có thể sánh ngang với cửu đại thánh địa. Chỉ cần là yêu thú thì hắn có thể dùng nước sinh mệnh để thu phục, thu thật nhiều đại yêu, tập hợp lại không phải sẽ là thế lực to lớn hay sao? Trong đầu Dương Bách Xuyên rất loạn, nghe xong Thanh Ngưu nói, hắn có một kế hoạch mơ hồ, nhưng vẫn phải hỏi Thanh Ngưu tình huống cụ thể mới được. Lão Ngưu đứng dậy nói đi, ta là chủ nhân của ngươi, giúp ngươi nghĩ cách là chuyện nên làm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù cho những gì ngươi nói là đúng, chúng ta đi qua thông đạo bí mật mà ngươi biết thì sẽ thế nào? Ngươi là Thanh Ngưu, cả tứ đại yêu tôn đều đang tìm ngươi, đợi ngươi tự chui đầu vào lưới, ngươi đi tìm tộc nhân chẳng khác nào để bọn họ tóm gọn hay sao? Còn có bốn yêu thú cấp bậc tôn vương mà ngươi nói, bọn họ thống lĩnh tất cả yêu tộc ở dãy núi Vạn Yêu, cho dù hiện tại ngươi là đại yêu cấp bậc tôn vương, cộng thêm ta, đám chồn nhi, ngươi cho rằng chúng ta có thể thắng được họ sao? Không nói tới những thứ khác, ngươi là một dư nghiệt chạy thoát từ thành Vạn Yêu, một nhân tộc như ta, cho dù vào được thành thông qua lối đi bí mật, còn không phải bị người ta phát hiện hay sao? Dương Bách Xuyên nhíu mày, Thanh Ngưu xin hắn giúp đỡ hắn cũng không còn cách nào khác phải nói ra những lời trong lòng, một nhân tộc sao có thể vào được thành Vạn Yêu? Thanh Ngưu nghe xong ý của Dương Bách Xuyên, hắn bằng lòng giúp đỡ, nhưng vấn đề khó ở đây là Dương Bách Xuyên sợ bị yêu tộc của thành Vạn Yêu nhận ra, Thanh Ngưu lập tức xốc lại tinh thần nói, chủ nhân, nếu như ta có cách giải quyết vấn đề này, có phải người sẽ đi thành Vạn Yêu, cứu tộc nhân giúp ta không? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Thanh Ngưu, nếu ngươi có thể giải quyết vấn đề sau khi vào thành Vạn Yêu sẽ không bị nhìn thấu thân pháp, mặc dù ta không có cách, nhưng có thể nghĩ cách, nếu như có thể tiếp cận được nơi tộc nhân của ngươi đang bị giam giữ, khi đó ta sẽ nghĩ biện pháp để họ tiến vào pháp bảo động thiên của ta, cứu bọn họ ra ngoài. Hơn nữa cũng có thể chuyển bảo khố đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải giải quyết được vấn đề thân phận của ta, tiếp cận được nơi tộc nhân của ngươi bị giam giữ thì mới được. Thanh Ngưu biết, chủ nhân nói như vậy có nghĩa là hắn đã đồng ý, Thanh Ngưu sớm đã nghe đồn về trí thông minh của loài người, bọn họ đều nói con người quỷ kế đa đoan, yêu tộc không phải đối thủ đấu trí của nhân tộc. Thanh Ngưu nghĩ tới việc, người chủ nhân này của mình có thể giết chết người của ngũ đại thánh địa ở Thiên Yêu Hành Cung, tới cuối cùng trở thành người chiến thắng, chắc chắn đây không phải là may mắn, ở phương diện trí tuệ đương nhiên sẽ không kém. Thế nên Thanh Ngưu chỉ cần chủ nhân bằng lòng theo mình mạo hiểm đi tới thành Vạn Yêu, khi đó sẽ có cách để cứu tộc nhân của mình, mặc dù Thanh Ngưu biết tộc nhân và bảo khố nhất định sẽ có đại yêu trông coi nghiêm ngặt. Nhưng với thủ đoạn và trí tuệ của chủ nhân, nhất định có thể tiếp cận tộc nhân rồi cứu bọn họ ra ngoài, dù sao thì lão cũng biết trên người chủ nhân mình có pháp bảo động thiên, chí bảo này có thể để cho những sinh linh khác tiến vào, tộc nhân của lão sẽ được cứu sống, đây cũng là nguyên nhân Thanh Ngưu xin Dương Bách Xuyên giúp đỡ. Chủ nhân, thật ra ở thành Vạn Yêu có rất nhiều yêu tộc có thể hóa thành hình người, ở thời kỳ phụ vương ta thống trị, tất cả thành Vạn Yêu đều mô phỏng theo nhân tộc, yêu cầu tất cả yêu thú có thể biến hình đều phải biến hình để đi lại trong thành. Bình thường thì chỉ cần yêu thú đạt tới cấp bậc hợp thể cảnh thì đều có thể biến hình người, chỉ là rất nhiều yêu tộc không quen, cũng không thích hóa hình, bình thường đều duy trì ở trạng thái bản thể, chỉ sau khi vào thành Vạn Yêu thì mới hóa hình người. Nhưng chỉ hóa hình thôi là chưa đủ. Trên người vẫn sẽ để lại một số đặc trưng của yêu tộc,
Đương nhiên yêu thú có thể hóa hình đều thuộc yêu tộc, loài yêu thú hung ác giống như Hắc Lân Mãng mà Nguyễn Thần Hoan đã sử dụng, dưới hợp thể cảnh thì không thể hóa thành hình người. Những loại yêu thú này, nếu muốn biến hình thì tu vi nhất định phải đạt tới cấp bậc tôn vương mới có thể. Vậy nên ta có thể giải quyết vấn đề hóa hình, dù sao thì 3.000 năm trước ta vẫn chưa hóa được hình, vẫn giữ nguyên bản thể để bỏ chạy, tứ đại yêu tôn kia cũng chỉ biết bản thể của ta, chưa nhìn thấy bộ dáng sau khi hóa hình, vấn đề của ta rất dễ giải quyết. Chủ nhân và chủ mẫu là nhân tộc, vào thành vạn yêu cũng không có vấn đề gì, đám thú ngũ hành giữ bản thể để vào thành vạn yêu. Sau khu phụ thân ta rớt đài, thành vạn yêu cũng không cưỡng ép thi hành quy định phải hóa hình người, vẫn cho phép giữ nguyên bản thể. Thanh Nghiêu còn định giải thích thì Dương Bách Xuyên đã ngắt lời, cho dù là như vậy thì ta và Yên Chi đều là con người, hơi thở của bọn ta thì thế nào? Cái này không thể làm giả được, còn ngươi nữa, mặc dù ngươi hóa thành hình người, nhưng trên người ngươi vẫn còn khí tức của long trùng Thanh Nghiêu, tứ đại yêu tôn hẳn là rất quen thuộc, làm sao để giải quyết vấn đề này? Ta cũng đang tính nói chuyện này, chủ nhân yêu tâm, ta có cách, tộc long trùng Thanh Nghiêu của ta có bảo vật tên là đá hoan yêu, sau khi sử dụng sẽ có thể tùy ý thay đổi hơi thở, ta sẽ chuyển đổi khí tức thành yêu tộc của bọn họ, chủ nhân và chủ mẫu sẽ bắt chước theo yêu khí, chỉ cần không bị bọn họ kiểm tra nguyên thần thì sẽ không phát ra. Mặc dù đá hoan yêu chỉ là bảo vật bình thường nhưng lại có tác dụng thay đổi hơi thở, hiện tại chủ nhân có thể thử. Thanh Nghiêu vừa nói vừa phun ra hai viên đá hình thoi có đủ mọi màu sắc, yêu khí tản ra vô cùng cường đại. Dương Bách Xuyên nhận lấy, hắn nhìn qua một lượt rồi nuốt xuống. Giây sau, đá hoàn yêu tan ra, quả nhiên toàn thân hắn tản ra yêu khí, sau khi thôi động chân khí, bên trong dần dần lấp đầy hơi thở yêu khí. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết kế hoạch của mình có thể thực hiện. Lẻn vào thành vạn yêu làm một yêu quái cũng không tệ. Dãy núi vạn yêu có vô số yêu thú, nếu như hắn có thể thu phục tứ đại yêu tôn, tới lúc đó, ha ha. Đương nhiên, mặc dù Dương Bách Xuyên biết việc này khó, nhưng nào có làm chuyện gì mà không có. Hơn nữa hắn cũng muốn giúp Thanh Nghiêu cứu tộc nhân, dù cho không thu phục được tứ đại yêu tôn, cứu được tộc nhân của Thanh Nghiêu cũng đồng nghĩa với có được một phần sức mạnh rồi, đúng không? Hắn trêu chọc tới người của ngũ đại thánh địa, bọn họ tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Chống lại những quái vật lớn như vậy, không có đàn em là không thể, hắn có nước sinh mệnh có thể thu phục tất cả yêu tộc, đây là cách đơn giản và có hiệu quả nhất để chống lại đám người của ngũ đại thánh địa. Hắn cũng muốn bảo khố của nhà Thanh Ngư, nuôi cái thùng cơm nghé con này. Được, chuyện này quyết định vậy đi, liều mạng tìm phú quý, chúng ta đi thành vạn yêu. Dương Bách Xuyên phất tay nói. Thanh Ngưu vui mừng, đa tạ chủ nhân, sau này lão Ngưu nhất định sẽ cố gắng hết sức vì ngài. Theo Dương Bách Xuyên, mặc dù lời kể lại của Thanh Nghiêu rất mạo hiểm, nhưng mà cũng có giá trị của mạo hiểm. Bởi vì Thanh Nghiêu nắm giữ một mật đạo đi thẳng đến thành Vạn Yêu vùng trung tâm của dãy núi Vạn Yêu. Ngoài ra, dùng đá huyễn yêu có thể mô phỏng ra yêu khí giải quyết vấn đề khí tức của bọn họ, từ đó dung nhập vào thành Vạn Yêu. Sở dĩ Dương Mỗ muốn mạo hiểm vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đây là lời thỉnh cầu của Thanh Nghiêu, Dương Bách Xuyên rất tán thưởng chuyện cứu tộc nhân này. Thanh Nghiêu là tòa kỵ, là tiểu đệ của hắn. Đối với lời thỉnh cầu như vậy, Dương Bách Xuyên không muốn khiến Thanh Nghiêu thất vọng. Thứ hai, kho tàng của nhà Thanh Nghiêu là cơ nghiệp đã tích lũy mấy vạn năm, chắc chắn là một kho tàng vô cùng phong phú, quan trọng nhất là theo cách nói của Thanh Nghiêu, nếu không có chìa khóa mở kho tàng, người khác dùng sức mạnh cũng không thể mở ra, mà chìa khóa vừa hay đang ở trên người Thanh Nghiêu. Dương Mỗ là người có lý tưởng và dã tâm. Sau khi hắn đắc tội với người của ngũ đại thánh địa, hắn biết bản thân cô độc lẻ loi sẽ rất thiệt, nên càng muốn thành lập một thế lực mạnh mẽ không thua kém cấp bậc cửu đại thánh địa. Mà muốn thành lập một thế lực như vậy, thì tài nguyên là một khâu không thể thiếu. Nếu như có thể có được kho tàng của nhà Thanh Nghiêu, vậy đó chính là nền tảng thành công đối với hắn. Thứ ba, trên cơ sở của điều thứ hai, nói trắng ra để xây dựng một thế lực mạnh mẽ có tiền có tài nguyên còn lâu mới đủ, còn phải có tiểu đệ. Tiểu đệ này ở đâu ra? Tuyển nhận nhân tộc hoàn toàn không thực tế, nhân tộc tu vi mạnh mẽ thì hắn không có sức hút khiến người ta đi theo, còn tu vi yếu ớt cũng chưa chắc đánh lấy thiên hạ cùng với hắn. Cho nên cái Dương Mỗ nghĩ đến chính là yêu tộc. Hắn có nước sinh mệnh nghịch thiên để thuyết phục yêu tộc, chỉ cần để yêu thú dùng nước sinh mệnh, yêu thú mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị hắn thao túng sinh tử. Thanh Nghiêu có tộc nhân bị bắt nhốt ở thành Vạn Yêu,
có thể cứu ra thì sẽ trở thành tiểu đệ của hắn, đây chính là sự bắt đầu để xây dựng thế lực. Thành Vạn Yêu tụ tập vô số yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu, Dương Bách Xuyên có thể từ từ tính toán, nghĩ cách thu phục hết yêu thú mạnh mẽ của Thành Vạn Yêu, đến cuối cùng không chừng có thể mưu toan được tứ đại đại yêu cấp tôn vương Đông Nam Tây Bắc. Như vậy, nếu hắn có thể nắm giữ đám yêu của dãy núi Vạn Yêu trong tay, thì đây chính là một thế lực mạnh mẽ, đến lúc đó ít nhất hắn sẽ có thể nghênh ngang ở ngoại vực Thái Hoang. Nếu như ngũ đại thánh địa thật sự phái người tiến vào Thái Hoang giết hắn, Dương Bách Xuyên nghĩ có yêu thú mạnh mẽ làm hậu thuẫn, cho dù có khai chiến với ngũ đại thánh địa cũng không đáng sợ chút nào. Đương nhiên thu phục yêu thú không chỉ đơn giản như nói, mạo hiểm tiến vào Thành Vạn Yêu không đơn giản như trong tưởng tượng, chắc chắn có nguy hiểm rất lớn. Có điều chuyện trên đời quan trọng ở một hành động, có một số chuyện chỉ có từng cố gắng mới có khả năng thành công, chỉ suy nghĩ mà không làm, chẳng khác nào nằm mơ. Trong lòng Dương Mỗ rung động rồi, hắn cũng là người nghĩ được thì sẽ làm. Vì tương lai của bản thân, hắn biết lần mạo hiểm này là có lợi. Cho nên sau khi bàn bạc, bọn họ đã trực tiếp đến Thành Vạn Yêu. Theo Thanh Nhiêu nói, hắn ta biết một con đường bí mật, nếu như thuận lợi thì có thể tiến vào Thành Vạn Yêu một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi bàn bạc, bọn họ đã đi về phía dãy núi Vạn Yêu dưới sự dẫn dắt của Thanh Nhiêu. Dãy núi Vạn Yêu ở chỗ sâu của ngoại vực Thái Hoang, mặc dù Dương Bách Xuyên chạy như điên 10 ngày, nhưng vẫn cách rất xa chỗ sâu của Thái Hoang. Theo lời của Thanh Nhiêu, bọn họ còn phải đi khoảng 10 ngày nữa mới có thể đến được địa giới dãy núi Vạn Yêu. Cũng hết cách, Thái Hoang rộng quá rồi. Dương Bách Xuyên không biết rằng lúc bọn họ xuất phát đến dãy núi Vạn Yêu, đã có từng nhóm cao thủ lần lượt vào trong Thái Hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả đều là độ kiếp đại viên mãn. Những người này chính là người của ngũ đại thánh địa Dương Bách Xuyên đắc tội. Nhóm đầu tiên tiến vào là người của thánh địa Vạn Linh, có đến 100 độ kiếp đại viên mãn tiến vào. Lúc Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh ở hành cung Thiên Yêu, có một người đã thoát ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, đệ tử này lập tức trở về thánh địa Vạn Linh trình báo tình hình Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh và Trình Vĩ Khang. Điều này khiến cho Vạn Linh Thánh Mẫu phẫn nộ. Chưa nói đến đệ tử khác của Thánh Địa Vạn Linh, chỉ riêng Trình Vĩ Khang đã đủ khiến Vạn Linh Thánh Mẫu nổi trận lôi đình rồi. Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, cho nên bà ta trực tiếp ra lệnh để 100 đệ tử độ kiếp tiến vào Thái Hoang giết chết Dương Bách Xuyên và phải lấy pháp trượng Vạn Linh về. Là một đại thánh địa lịch sử bối cảnh thâm hậu của cửu đại thánh địa tu chân giới, môn nhân đệ tử có đến 10 vạn. Bỗng chốc phái ra 50 đệ tử độ kiếp đại viên mãn tiến vào Thái Hoang cũng không khó chút nào. Nếu không phải ngoại vực Thái Hoang có hạn chế đối với tu sĩ đại thừa cảnh, thì lần này người tiến vào sẽ không phải 100 độ kiếp đại viên mãn, mà là 100 cao thủ đại thừa. Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của Thánh Địa Vạn Linh, giết chết con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu Trình Vĩ Khang, đã hoàn toàn chọc giận Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra lệnh giết không luận tội. Ngoài ra, thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Núi Thiên Kiếm, Thông Thiên Cung cũng đều lần lượt nhận được tin tức, từng thế lực tiến vào Thái Hoang, mục tiêu đều là Dương Bách Xuyên. Ngoài ra còn có U Linh Chi Đô cũng nhận được tin tức trình báo của Minh Du Nhiên, lập tức khiến cao tầng U Linh Chi Đô đều chấn động, vậy mà trên người Dương Bách Xuyên lại có truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn. Mặc dù tin tức trình báo của Minh Du Nhiên vẫn chưa đủ chắc chắn, nhưng mà sau khi cân nhắc dựa trên tin tức của Minh Du Nhiên, cao tầng U Linh Chi Đô cho rằng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ lớn với Bách Biến Chí Tôn. Cho nên Thánh Địa U Linh cũng cấp tốc tiến vào Thái Hoang. Người của Thánh Địa U Linh coi như là thế lực lớn thứ hai tiến vào Thái Hoang sau Thánh Địa Vạn Linh. Sau khi Mộ Trường Phong trở về Trường Sinh Điện trình báo tình hình của Dương Bách Xuyên, thành chủ Vân Trường Sinh đã đích thân gặp mặt Mộ Trường Phong. Sau khi nghe Mộ Trường Phong kể lại, Vân Trường Sinh đã chắc chắn Dương Bách Xuyên chính là tiểu sư đệ của mình. Mặc dù theo lời kể của Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa sư phụ Vân Thiên Tà thu nhận, nhưng tuyệt đối là đệ tử thân truyền, tất nhiên chi tiết cụ thể phải gặp bản thân Dương Bách Xuyên rồi mới có thể xác định. Nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ rất lớn với sư phụ Vân Thiên Tà. Chuyện liên quan tới tin tức của sư phụ Vân Thiên Tà đã biến mất vạn năm, nên Vân Trường Sinh trực tiếp ra lệnh 200 đệ tử điện thần thông của Trường Sinh Điện đồng loạt xuất phát. Đệ tử Điện Thần Thông Trường Sinh Điện là người nổi bật trong số các đệ tử độ kiếp cảnh đại viên mãn, từng người đều là đệ tử nòng cốt có thể bước vào đại thừa bất cứ lúc nào,
Vân Trường Sinh đã dốc hết vốn liếng vì Dương Bách Xuyên rồi. Bởi vì Trường Sinh Điện nhận được tin người mấy đại thánh địa khác đều là nhắm vào Dương Bách Xuyên, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ Dương Bách Xuyên an toàn. Cả tu chân giới đại động vì Dương Bách Xuyên. Cửu đại thánh địa ngoài Hoàng Triều Hiên Viên và thánh địa Đao Chủng ra, tất cả thánh địa khác đều phái người tiến vào Thái Hoang, hơn nữa còn đều là vì một người. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, cả tu chân giới chấn động, cái tên Dương Bách Xuyên này cũng được đặt vào trong mắt của các thế lực lớn tu chân giới. Đương nhiên Dương Bách Xuyên không biết những chuyện này, lúc này hắn đang được Thanh Ngưu dẫn đường chạy thẳng đến dãy núi Vạn Yêu. Sau 7 ngày đi liên tục, Thanh Ngưu dừng lại nói, chủ nhân, chúng ta sửa sang lại rồi đi thôi, còn 3 ngày nữa là đến địa giới dãy núi Vạn Yêu rồi. Ngoài 300 dặm là một hẻm núi lớn, sau đó chính là địa giới dãy núi Vạn Yêu. Khu vực này rất nhiều hung thú, thực lực không mạnh, nhưng lại rất nhiều, bị dây dưa sẽ rất tốn sức mạnh. Đến lúc đó chúng ta phải đi qua với tốc độ nhanh nhất mới được. Được, mọi người cẩn thận chút. Dương Bách Xuyên dẫn Lục Yên Chi nhảy xuống khỏi lưng của Thanh Ngưu, nói. Trong thời gian 7 ngày này không phải luôn thuận buồm xuôi gió, bọn họ cũng gặp phải hung thú, nhưng có đại yêu cấp bậc tôn vương như Thanh Ngưu ở đây, về cơ bản là không có trở ngại gì. Có điều môi trường tự nhiên trên đường vẫn khiến bọn họ rất vất vả, đúng lúc sửa sang lại chút. Sau khi tính tọa nghỉ ngơi nửa ngày, Dương Bách Xuyên nói, đi thôi. Sau đó Thanh Ngưu đi trước dẫn đường, hắn và Lục Yên Chi không cưỡi mà đi theo sau hắn ta, thú ngũ hành và chồn nhỏ chơi đùa đi ở sau cùng. Đá đà tiên biến thành dáng vẻ đứa trẻ con, vẫn luôn ở bên cạnh Ngưu độc tử, nói chuyện với Ngưu độc tử, cũng không biết Ngưu độc tử có thể nghe hiểu không, tóm lại là đã nói cả đường rồi. Cảnh tượng này rất buồn cười. Có điều cả đường đi Ngưu độc tử đều kêu la. Chỉ có một ý đói bụng. Khiến cho Dương Bách Xuyên bị Ngưu độc tử ép khô, ngay cả thiên tài địa bảo có thể ăn trên người Lục Yên Chi đều cho Ngưu độc tử hết rồi. Cho dù là như vậy, Ngưu độc tử vẫn kêu la đòi ăn, sau khi thiên tài địa bảo chất như núi bị Ngưu độc tử ăn hết, ngoài trông béo hơn một vòng ra, Dương Bách Xuyên cũng không phát hiện Ngưu độc tử thể hiện ra thiên phú đặc biệt gì. Bây giờ hắn nghe thấy Ngưu độc tử kêu la là đau đầu, nhưng mà trải qua mấy ngày, việc giao tiếp với Ngưu độc tử đã tăng lên rất nhiều, hầu như Dương Bách Xuyên nói gì, Ngưu độc tử đều có thể nghe hiểu. Chủ nhân, Ngưu độc tử lại đói rồi, tiếng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ của đá đà tiên vang lên. Ngươi tự nghĩ cách, ha ha, Dương Bách Xuyên trực tiếp ném Ngưu độc tử cho đá đà tiên chăm sóc. Ta không có đồ cho Ngưu độc tử ăn. Ngươi, đúng lúc Dương Bách Xuyên trêu đùa đá đà tiên, một giọng nói giả nua vang lên, đạo hữu hãy dừng bước. Dương Bách Xuyên giật mình, vội vàng nhìn qua, hơn mấy chục mét phía sau không biết đã xuất hiện một lão già từ khi nào, vậy mà bọn họ đều không cảm nhận được. Ngươi là ai? Dương Bách Xuyên tràn đầy cảnh giác, ra hiệu cho nhóm Thanh Ngưu phòng bị, người này chắc chắn là cao thủ. Chỉ nghe lão già nói, trưởng lão thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch, đến tìm đạo hữu lấy một món đồ. Người tới là trưởng lão thứ 10 thánh địa Vạn Linh Võ Văn Trạch. Lúc trước lão ta và một trưởng lão khác phản đối thánh mẫu chu sát Dương Bách Xuyên, lão ta cho rằng tiềm lực thiên phú của Dương Bách Xuyên có thể so với cổ thánh chủ, mà những người này thường thường đều là người có đại vận, thế nên lão ta chủ trương hòa giải với Dương Bách Xuyên, tốt nhất là không giết. Cuối cùng Vạn Linh thánh mẫu phái Võ Văn Trạch lão tiến vào Thái Hoang, mục đích là lấy lại pháp trượng Vạn Linh từ trong tay Dương Bách Xuyên trở về, ngoại trừ điều đó đương nhiên còn có giết chết Dương Bách Xuyên nữa. Nhưng Võ Văn Trạch lại nghĩ, thực ra thánh mẫu phái lão tới là vì có ý tứ muốn hòa giải với Dương Bách Xuyên, lão ta nghĩ nếu có thể hòa giải với Dương Bách Xuyên mà lại thuận lợi lấy lại pháp trượng Vạn Linh, đó là chuyện không còn gì có thể tốt hơn. Tất nhiên nếu như Dương Bách Xuyên không nể tình, vậy lão ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Từ lúc lão ta phụng mệnh tiến vào Thái Hoang, xuyên qua bình chướng pháp tắc đến bây giờ thực ra đã sớm chờ đợi bên ngoài hành cung Thiên Yêu. Tu vi của Võ Văn Trạch là địa tiên tam chuyển, thông qua bình chướng pháp tắc áp chế tu vi, đi tới ngoại vực Thái Hoang, với lão ta, thi triển thủ đoạn tìm kiếm tung tích Dương Bách Xuyên chẳng phải việc khó. Sau khi lão ta tìm được hành cung Thiên Yêu, lão không đi vào mà chờ bên ngoài, sau khi lão gặp đệ tử thánh địa Vạn Linh trốn ra kia, mới biết Dương Bách Xuyên giết sạch đệ tử thánh địa Vạn Linh cũng giết luôn con trai thánh mẫu là Trình Vĩ Khang, Võ Văn Trạch liền biết việc này không xong rồi. Với hiểu biết của lão ta đối với Vạn Linh thánh mẫu thì bà ta tuyệt đối không buông tha cho Dương Bách Xuyên.
Dù sao Trình Vĩ Khang cũng là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, Võ Văn Trạch không làm chủ được, bèn để cho tên đệ tử kia về Thánh Địa Vạn Linh bẩm báo, còn lão ta thì ở lại bên ngoài hành cung Thiên Yêu chờ Dương Bách Xuyên đi ra. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên đi ra, Võ Văn Trạch đương nhiên biết nhưng lão ta không hiện thân. Vì Võ Văn Trạch nghĩ rằng, Dương Bách Xuyên có thể giết chết nhiều người như vậy thì chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt trong tay, lão ta là địa tiên tam chuyển sống mấy ngàn năm, cũng có thể nói lão đã thành tinh, mỗi một người như lão ta đều sẽ rất cẩn thận, thế nên Võ Văn Trạch không hề lỗ mãng. Lão ta muốn âm thầm theo dõi quan sát Dương Bách Xuyên, xem tình huống như thế nào. Lão ta muốn tìm hiểu xem vì sao Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mà có thể giết chết được nhiều cao thủ độ kiếp đại viên mãn như vậy. Lúc trước khi lão ta vừa tiến vào Thái Hoang thì nhận được tin tức báo rằng Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung Thiên Yêu đi ra, đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch vô cùng chấn động, từ lúc bọn họ tiến vào hành cung Thiên Yêu chỉ trong thời gian một năm mà thôi. Thời gian một năm Dương Bách Xuyên đi từ hợp thể cảnh đột phá tới độ kiếp kỳ. Tốc độ tu luyện thế này rất hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường cho dù là hạng người có thiên tư thượng thừa, đột phá từ hợp thể đến cửa ải độ kiếp cũng cần 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm, những người này đều được coi là có tốc độ tu luyện nhanh, có không ít người tu luyện dù trăm năm cũng không chắc có thể đột phá thành công cửa ải này. Bởi vì độ kiếp kỳ là cảnh giới tu chân nhập môn cao cấp, cho nên không dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ dùng một năm mà thôi, thậm chí còn ít hơn. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch càng tin chắc Dương Bách Xuyên là hạng người thiên tài có thể so với cổ thánh chủ, là người trên thân có đại khí vận. Nếu không, cho tới bây giờ lão ta chưa thấy qua người nào trong vòng một năm ngắn ngủi có thể từ hợp thể cảnh bước vào độ kiếp kỳ. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung Thiên Yêu đi ra, Võ Văn Trạch không vội vàng xuất hiện. Lão ta sinh ra sự tò mò đối với Dương Bách Xuyên, lão muốn tìm hiểu Dương Bách Xuyên nên đã âm thầm theo dõi hắn. Lần theo dõi nãy khiến Võ Văn Trạch phải khiếp sợ. Mới đầu Võ Văn Trạch phát hiện Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Chủng cũng đang âm thầm theo dõi Dương Bách Xuyên, chỉ là dựa vào thủ đoạn tu vi của Võ Văn Trạch, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long dĩ nhiên không phát hiện ra lão ta. Ngược lại Võ Văn Trạch có thể dễ dàng nhìn thấy Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Lại nghe được một ít chuyện từ cuộc đối thoại giữa Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Chuyện về Dương Bách Xuyên, khi Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nói chuyện phiếm, Võ Văn Trạch mới biết được, Dương Bách Xuyên ở hành cung Thiên Yêu chẳng những giết hết đệ tử Thánh Địa Vạn Linh, hắn cũng giết luôn đệ tử của Thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Sơn Trang Bách Niên, thậm chí còn có đệ tử của Thông Thiên Cung, phàm là đệ tử năm đại thánh địa tiến vào hành cung Thiên Yêu, tới một người Dương Bách Xuyên lại giết một người. Võ Văn Trạch âm thầm nghe được Minh Du Nhiên và Khương Thế Long thảo luận về Dương Bách Xuyên cũng lén tặc lưỡi, không biết phải nói Dương Bách Xuyên to gan lớn mật hay là nói hắn quá ngu xuẩn. Một người trêu chọc cả năm đại thánh địa, tìm khắp toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra người thứ hai như hắn đúng là một kẻ điên. Mặt khác, ba ngày trước, Minh Du Nhiên liên lạc với đệ tử U Linh Chi Đô ở Thái Hoang, trong lúc các nàng nói chuyện. Võ Văn Trạch nghe được nguyên nhân chân chính khiến Minh Du Nhiên theo dõi Dương Bách Xuyên. Võ Văn Trạch nghe được cái tên Bách Biến Chí Tôn từ miệng Minh Du Nhiên, nàng ta còn nói trên người Dương Bách Xuyên có thần thông truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn. Truyền thuyết về Bách Biến Chí Tôn tuy là đã có từ rất lâu, nhưng với tư cách là người của Thánh Địa, Võ Văn Trạch nghe thấy cái tên này như nghe sấm đánh bên tai, khi lão ta nghe được Minh Du Nhiên nói trên người Dương Bách Xuyên có truyền thừa thần thông Bách Biến Chí Tôn. Lão ta cũng rung động không thôi. Thần thông của Bách Biến Chí Tôn được cho là thần thông có thể thông qua pháp lực biến ảo thành bất kỳ sự vật tâm tính nào, bởi vậy thần thông này là thần thông vượt bậc trong thiên hạ. Sau khi Minh Du Nhiên gặp đệ tử U Linh Chi Đô trong Thái Hoang, bọn họ chờ đợi U Linh Chi Đô cử cao thủ đến đây, để mạnh mẽ ra tay với Dương Bách Xuyên, hòng thu hoạch thần thông trên người hắn. Những chuyện này đều bị Võ Văn Trạch âm thầm nghe được hết thảy, lão ta cũng động tâm. Vốn còn muốn theo dõi Dương Bách Xuyên thêm một thời gian nữa, nhưng vài ngày gần đây lão ta nhận được tin tức rằng mấy đại thánh địa gần như nhà nào cũng phái người tiến vào Thái Hoang, mục tiêu là Dương Bách Xuyên. Cho nên Võ Văn Trạch chuẩn bị hôm nay động thủ với Dương Bách Xuyên, đầu tiên lão lấy lại pháp trượng Vạn Linh, tiếp theo lão ta chiếm đoạt truyền thừa thần thông Bách Biến Chí Tôn trên người Dương Bách Xuyên. Lão ta biết rõ mấy đại thánh địa đều lục tục cử người tiến vào Thái Hoang.
như vậy Dương Bách Xuyên sắp tới e rằng lành ít dữ nhiều, thay vì để tiện nghi cho kẻ khác, chỉ bằng lão ta xuống tay trước, thu được lợi ích cao nhất. Dù sao trong mắt lão ta, lần này Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Võ Văn Trạch không còn ôm ảo tưởng Dương Bách Xuyên có đại khí vận gì đó hay không, vì dưới sự truy sát của rất nhiều thánh địa, dù trên người là thiên đại khí vận cũng phải chết non mà thôi. Cũng có thể nói từ khi Dương Bách Xuyên thực sự đắc tội với năm đại thánh địa, khí vận của hắn đã tận rồi. Huống chi bây giờ còn thêm vào một U Linh Chi Đô nữa. Mặc dù Võ Văn Trạch cũng biết Dương Bách Xuyên có thể là sư tổ Trường Sinh Điện, nhưng không xác định được thì không tính là gì. Cho dù Dương Bách Xuyên thực sự là sư tổ của Trường Sinh Điện, chỉ dựa vào một Trường Sinh Điện làm sao đối phó với lục đại thánh địa đây. Thánh địa Đao Chủng vẫn luôn giữ thái độ trung lập cũng sẽ tham dự vào, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Võ Văn Trạch biết nếu lão ta muốn ra tay thì cần phải làm sớm, lão ta là địa tiên tam chuyển, tuy rằng bị bình chướng pháp tắc áp chế cảnh giới tu vi đến độ kiếp đại viên mãn, thế nhưng ở ngoại vực dù đụng phải yêu thú đại thừa đi nữa lão ta cũng cảm chẳng có gì phải sợ. Võ Văn Trạch ngày đêm quan sát Dương Bách Xuyên nên lão biết bên người hắn quả thật có một long trùng thanh ngưu là yêu thú cấp tôn vương có thể so với tu sĩ cảnh giới đại thừa, nhưng Võ Văn Trạch không để nó vào trong mắt. Về phần nữ tử bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng chỉ là một tu sĩ nhỏ nhoi mới vừa bước vào độ kiếp mà thôi, ngoài ra bên người hắn còn có một thú ngũ hành chưa tới độ kiếp đại viên mãn, một con trồn, một hòn đá thành tinh và một con nghé yêu mang ra từ hành cung thiên yêu. Ánh mắt Võ Văn Trạch lộ ra sự độc ác, lão ta theo dõi Dương Bách Xuyên vài ngày, nhìn ra trồn nhỏ bên cạnh Dương Bách Xuyên là một con trồn tầm bảo, cũng nhận ra con nghé giống như yêu thú kia không đơn giản, nó có thiên phú thần thông lực không gian, tuy Võ Văn Trạch không biết nó là yêu thú gì, nhưng nó theo chân Dương Bách Xuyên từ hành cung thiên yêu đi ra, dĩ nhiên không phải yêu thú tầm thường. Cho nên một đường theo dõi Dương Bách Xuyên, hôm nay Võ Văn Trạch cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra tay. Lão ta không muốn chờ cao thủ U Linh Chi Đô đến, lại càng không muốn chờ người của thánh địa khác đến, hơn nữa dựa vào phương hướng mấy ngày nay của đám người Dương Bách Xuyên, đây là hướng dẫn đến dãy núi Vạn Yêu thuộc ngoại vực Thái Hoang, nơi này là cấm địa của nhân tộc, một khi để Dương Bách Xuyên tiến vào dãy núi Vạn Yêu thì muốn ngăn cản hắn rất khó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Võ Văn Trạch muốn ra tay với Dương Bách Xuyên. Sau khi nhìn thấy đám người Dương Bách Xuyên đã nghỉ ngơi xong, chuẩn bị tiếp tục lên đường, Võ Văn Trạch lập tức hiện thân mở miệng nói một câu xin dừng bước. Nhưng Võ Văn Trạch không ngờ, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão ta, tuy rất cảnh giác nhưng hắn không sợ hãi chút nào còn hỏi ngược lại lão ta là ai. Võ Văn Trạch báo lên tên mình, lão ta là địa tiên tam chuyển, lão khinh thường việc giấu giếm thân phận. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe được Võ Văn Trạch tự xưng là trưởng lão thánh địa Vạn Linh, mắt hắn liền nheo lại, cũng khởi động 12 vạn phần tinh thần. Hắn biết người có thể xưng là trưởng lão thánh địa Vạn Linh tất nhiên đều là lão quái vật cấp bậc địa tiên tam chuyển, hơn nữa khí tức của người này rất giống với nguyên thần huyễn lúc trước. Điều này chứng tỏ đối phương đến từ bình chướng pháp tắc, nên bị áp chế cảnh giới tu vi từ địa tiên tam chuyển xuống độ kiếp đại viên mãn. Hắn cũng đoán được vì sao đối phương đến đây, đơn giản là vì báo thù và vì pháp trưởng Vạn Linh, chỉ là Dương Bách Xuyên không nghĩ tới người của thánh địa Vạn Linh lại tới nhanh như vậy. Nghe Võ Văn Trạch nói, Dương Bách Xuyên giả câm giả điếc đáp lại, ta và các hạ vốn không quen biết, ta không có gì có thể cho ngươi, cũng chưa từng lấy đồ gì của ngươi. Ha ha, Dương Bách Xuyên Dương Tiểu Hữu, pháp trưởng Vạn Linh ngươi hẳn là rất quen mới đúng, ngươi giữ nó trong tay cũng lâu rồi, bây giờ lão phu xin Tiểu Đạo Hữu trả lại, pháp trưởng Vạn Linh sẽ làm phỏng tay ngươi đó, Tiểu Đạo Hữu hãy trả nó lại đi. Võ Văn Trạch cười khanh khách nói, Dương Bách Xuyên cũng cười ha ha. Hắn biết đối phương đã biết tất cả, nhưng đối phương bảo hắn trả lại pháp trượng Vạn Linh thì hắn phải trả sao? Dương Bách Xuyên biết rất rõ, từ lúc giết Trình Vĩ Khang luyện hóa pháp trượng Vạn Linh, đã không có khả năng hòa giải với thánh địa Vạn Linh. Hắn trả lại pháp trượng Vạn Linh, nhưng thánh địa Vạn Linh sẽ buông tha cho hắn sao? Chắc chắn không. Vậy trả lại làm gì? Cho nên sau khi nghe Võ Văn Trạch nói, hắn bật cười, pháp trượng Vạn Linh đã là đồ của ta. Đã bị ta luyện hóa, cho nên, không trả lại được. Võ Văn Trạch nhìn nụ cười trên mặt Dương Bách Xuyên, nghe được sự kiên quyết trong giọng nói của hắn, biết Dương Bách Xuyên sẽ không đồng ý. Sau đó, sắc mặt Võ Văn Trạch tối lại, nói thật, tu luyện đến cảnh giới này, lão ta không thích bạo lực, nhưng nhìn bộ dáng không muốn thỏa hiệp của Dương Bách Xuyên, lão ta đành phải ra tay. Mỉm cười,
nói với Dương Bách Xuyên, tiểu đạo hữu, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội, lão phu chính là thập trưởng lão của thánh địa Vạn Linh, cũng là địa tiên tam chuyển, cảnh giới có thể đi vào thái hoang, thông qua sự áp chế của pháp tắc. Cho nên đối phó với ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng lão phu không thích sử dụng bạo lực, cũng không muốn bắt nạt tiểu bối, vì vậy ngoan ngoãn trả lại pháp trượng Vạn Linh, đừng ép lão phu ra tay. Dương Bách Xuyên thấy được ngọn lửa tham lam trong mắt Võ Văn Trạch, mặc dù lão ta che giấu rất tốt, nhưng không qua được mắt của hắn. Ngọn lửa hắn nhìn thấy trong mắt lão ta là ngọn lửa tham lam, biết ngay Võ Văn Trạch không chỉ muốn đòi lại mỗi pháp trượng Vạn Linh, lão ta còn có mưu đồ khác. Nghe Võ Văn Trạch nói xong, Dương Bách Xuyên giả vờ ngạc nhiên nói, cấp bậc địa tiên tam chuyển. Đúng vậy, Võ Văn Trạch còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên sợ hãi, lão ta mỉm cười nói. Nhưng nói đi nói lại, đến cảnh giới này của Võ Văn Trạch, lão ta có thực lực bản lĩnh, khinh thường một tu sĩ nhỏ bé như Dương Bách Xuyên là chuyện rất bình thường, bởi vì bản thân địa tiên tam chuyển đã là đỉnh cấp của cảnh giới tu chân, hơn nữa Võ Văn Trạch còn là trưởng lão thánh địa Vạn Linh, cường đại hơn địa tiên tam chuyển bình thường rất nhiều. Võ Văn Trạch còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên sợ hãi, ai ngờ Dương Bách Xuyên lại nói một câu suýt nữa làm lão ta sặc chết. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, nói, địa tiên tam chuyển rất cường đại, nhưng đi qua pháp tắc thái hoang cũng bị đè xuống độ kiếp kỳ, hơn nữa, ta đã giết chết hai địa tiên tam chuyển. Võ Văn Trạch nghe Dương Bách Xuyên nói xong, ngây người, cảm giác chân nguyên lộn xộn. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Giết chết hai địa tiên tam chuyển. Hắn cho rằng mình là ai? Không biết trời cao đất dày. Sau đó Võ Văn Trạch nheo mắt, nụ cười biến mất, sát ý tràn ngập, lão phu rất thất vọng, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã vậy lão phu sẽ cho người biết cái gì là trưởng lão thánh địa, cái gì là uy lực của địa tiên tam chuyển. Dứt lời, Võ Văn Trạch di chuyển, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, duỗi tay tung trưởng đánh thẳng vào mặt hắn. Lời nói của Dương Bách Xuyên hoàn toàn chọc giận Võ Văn Trạch. Vừa ra tay vừa cười nói, tiểu tử, để lão phu xem ngươi giết chết hai địa tiên tam chuyển như thế nào. Đối mặt với đòn tấn công của Võ Văn Trạch, Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên sợ hãi, từ lúc bắt đầu hắn đã cảnh giác lão ta. Khoảnh khắc Võ Văn Trạch xuất hiện, Dương Bách Xuyên đã vận chuyển càn khôn nhãn, phòng bị lão ta ra tay đột ngột hoặc tốc độ quá nhanh, hoặc có thủ đoạn đặc biệt. Cho nên lúc Võ Văn Trạch ra tay, càn khôn nhãn của Dương Bách Xuyên đã quan sát được quỹ đạo di chuyển của lão ta, vận chuyển chân khí thúc dục kiếm đồ long, chém ra bát hoang quy nhất về phía Võ Văn Trạch. Dương Bách Xuyên không dám sơ ý, hắn biết cao thủ bậc này có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần lơ đãng sẽ có hại. Rất nhanh, kiếm của hắn và bàn tay của Võ Văn Trạch va chạm. Lúc xuất kiếm, Dương Bách Xuyên hét lớn, lão Ngưu. Bây giờ Dương Bách Xuyên không dám trông chờ vào những người khác. Chỉ có Long Trùng Thanh Ngưu có thể chiến đấu, cũng là người mạnh nhất ở đây, yêu thú cấp tôn vương có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa. Hai bên va chạm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến kiếm đồ long, đột nhiên bị bắn ngược lùi lại. Cùng lúc đó, Thanh Ngưu nổi giận gầm lên, lao về phía Võ Văn Trạch. Bị Thanh Ngưu đâm, Võ Văn Trạch cũng lùi về sau. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn dám đánh với Võ Văn Trạch, không chỉ vì thực lực bây giờ của hắn rất cường đại, còn vì bên cạnh hắn có Thanh Ngưu. Hơn nữa Võ Văn Trạch là địa tiên tam chuyển, nhưng bây giờ tu vi của lão ta bị áp chế ở độ kiếp đại viên mãn. Cho nên Dương Bách Xuyên cảm thấy thực lực của hai bên đều ngang bằng nhau, nên hắn không sợ hãi Võ Văn Trạch, thậm chí nếu nói về số lượng, bên hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Phía sau còn có Lục Yên Chi, cao thủ dùng độc. Mặc dù Lục Yên Chi không thể đánh được Võ Văn Trạch, nhưng nếu hạ độc cũng đủ làm lão ta ăn mệt. Hắn và Thanh Ngưu xông lên chém giết, hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho Lục Yên Chi hạ độc. Còn có thú ngũ hành, trồn nhỏ, đà tiên thạch, đều có thể lợi dụng sơ hở để chiến đấu, cho nên Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi Võ Văn Trạch. Tất nhiên còn có một con ngé con, chính là thần thú, nhưng Dương Bách Xuyên không trông mong ngé con có thể trợ giúp, bởi vì hiện tại ngé còn chỉ là con non. Vừa mới ra đời, nó còn rất xa lạ với thế giới này, không có kinh nghiệm tham gia chiến đấu. Tình hình chiến đấu trong sân rất kịch liệt, lửa bay khắp nơi. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long, chém ra một kích mạnh nhất bị Võ Văn Trạch dùng tay không đỡ được, ép hắn lùi về sau vài mét. Thanh Ngưu đâm thẳng lên trên người của Võ Văn Trạch,
nhưng cũng chỉ làm Võ Văn Trạch lùi về sau mấy thước. Lần đầu tiên đấu, hai bên ngang cơ nhau. Dương Bách Xuyên thấy được sự cường đại của Võ Văn Trạch, mặc dù áp chế tu vi, nhưng địa tiên đến từ thánh địa vẫn mạnh hơn nguyên thần huyễn rất nhiều. Chỉ bằng việc Võ Văn Trạch dùng tay không đỡ được kiếm của hắn cũng đủ để chứng minh sự cường đại của lão ta. Đáng sợ hơn, một kích có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa của Thanh Nghiêu cũng chỉ làm Võ Văn Trạch lùi về sau vài thước. Nhìn qua cũng không làm lão ta bị thương. Dương Bách Xuyên không sốt ruột ra tay, trong đầu tính toán cách đối phó. Võ Văn Trạch cũng không ra tay, nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, trong lòng rất khiếp sợ. Mặc dù Võ Văn Trạch có thể đỡ được một kiếm vừa rồi của Dương Bách Xuyên, ép hắn lùi về sau, nhưng có một điều người khác không biết, trưởng pháp mà lão ta tu luyện không hề đơn giản. Hai tay của Võ Văn Trạch chính là pháp khí cường đại, qua lần đánh vừa rồi với Dương Bách Xuyên, Võ Văn Trạch cảm nhận được sự cường đại quỷ dị của cổ kiếm trong tay Dương Bách Xuyên, bên trong tràn ngập kiếm lực vượt xa kiếm khí bình thường, nếu không phải lão ta tu luyện được một đôi tay âm dương. Chân nguyên trong cơ thể là chân nguyên của địa tiên tam chuyển thì chắc chắn người có hại sẽ là lão ta. Thanh Nghiêu bên cạnh Dương Bách Xuyên cũng có thực lực vượt xa độ kiếp, là một con yêu thú cấp tôn vương. Võ Văn Trạch bị Thanh Nghiêu va chạm, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng. Võ Văn Trạch thu lại sự khinh thường, lão ta biết Dương Bách Xuyên khó đối phó, phải dùng hết toàn lực, nếu không lão ta sẽ bị thiệt lớn, dù sao lão ta cũng bị pháp tắc Thái Hoàng áp chế quá nhiều. Dương Bách Xuyên cũng càng thêm cảnh giác, sự cường đại của Võ Văn Trạch khiến hắn không dám thả lỏng, biết không có kiếm đồ long, hắn không phải là đối thủ của Võ Văn Trạch. Trong lòng suy nghĩ đến phương án mọi người cùng ra tay. Liếc nhìn Lục Yên Chi, nàng gật đầu ý bảo đã hiểu.